Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tặng tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng mỗi khi lắng nghe xong các tập truyện, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới để Thu Hà biết được quý vị và các bạn có những suy nghĩ, cảm nhận như thế nào về những nhân vật trong bộ truyện này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật thư giãn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh May mà không thấy bóng dáng của anh ta ở đó Không nhìn thấy Lâm An Nam Nhưng lại nhìn thấy bố mình và mẹ kế Hơn nữa hai người này Cũng nhìn thấy bọn họ Và đang đi từ bên đó tới Đối với hai vị song thân này An Diệp thật sự không muốn gặp lại bọn họ Nhưng trong cái tình cảnh này Cô ngoài việc ứng phó ra Thì chẳng còn cách nào khác cả Trước mặt vị thành Hai vị kia ra vẻ vô cùng lịch sự Mặt mày niềm nở Cười hiếp cả mắt nói vĩ thành thiếu gia lâu rồi không gặp với cả anh an nữa sao dạo này không về nhà ăn cơm thế an diệp cười lại nói với hai người họ bằng một nụ cười giả tạo dạo này con bận hôm các con sẽ về được rồi được rồi nhớ đưa vĩ thành thiếu gia về đấy nhé tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian rồi về vĩ thành không hề muốn nói chuyện nhiều với bọn họ nói xong anh kéo an diệp đi về hướng khác vĩ thành bị đám người lại gần chào hỏi Đại khái là bầu không khí bên trong hội trường hơi ngột ngạt. An Diệp cảm thấy hơi buồn nôn và khó chịu. Để tránh nôn khan trước mặt Vĩ Thành, cô quyết định đi ra bên ngoài khách sạn cho thoáng đãng dễ chịu hơn. Khi cô đi đến cửa khách sạn, bất ngờ thấy Phác Luyến Giao với bộ quần áo đồng phục trên người đang ngồi nghịch điện thoại ở một góc của vườn hoa. Cô ngạc nhiên đi tới, nhìn cô ta và hỏi Luyến Giao à, sao em lại ở đây? Phác Luyến Giao nghe thấy có tiếng người gọi lập tức ngẩng đầu lên nhìn chị dâu ạ à, sao chị lại ở đây thế cô ta ngơ ngác nhìn an diệp với vẻ ngạc nhiên chị đi cùng đại thiếu gia đến tham dự bữa tiệc của anh phùng chủ tịch thành phố anh họ đi dự tiệc á khuôn mặt của phác luyến giao càng trở nên kinh ngạc hơn anh họ chẳng phải là không bao giờ đi tham gia những bữa tiệc kiểu này sao sao hôm nay đột nhiên lại chạy tới dự tiệc của anh phùng chủ tịch thành phố vậy vĩ thành trước đây chưa bao giờ đi dự tiệc điều này thì an diệp đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Cô nhún vai cười nói, chắc là vì nể mặt anh Phùng chủ tịch thành phố thôi. Em cũng nghĩ vậy. An Diệp lại một lần nữa nhìn cô ta. Phải rồi, sao em lại ở đây? Chờ ai à? Đương nhiên là không phải rồi. Hôm nay là buổi từ thiện do nhà anh Phùng, chủ tịch thành phố tổ chức. Anh Phùng lo sẽ xảy ra chuyện, nên bảo chúng em đến đây đợi lệnh thôi. Vác luyến giao chỉ tay về phía chiếc xe cứu thương ở phía đằng xa. Chính là xe mà bệnh viện Hồng Ân đưa tới thì ra là vì đề phòng bữa tiệc đã xảy ra chuyện vị chủ tịch thành phố này suy nghĩ cũng thật chu đáo sao chị không vào bên trong chơi đi phát luyến giao hỏi an diệp cười nói chị thấy bên trong ngột ngạt quá nên ra ngoài cho thoáng phát luyến giao gật đầu rồi lại hỏi phải rồi em nhận được bánh mộ ô mai mà chị mua từ yên thành về rồi đấy cảm ơn chị nha cảm ơn gì chứ vốn là định mang đến cho em nhưng mãi mà chưa có dịp chị định mang tới bệnh viện á cần gì phiền phức như vậy đâu Phác Luyến Giao cảm động nói Chị có lòng như vậy là em đã vui lắm rồi Làm gì dám để chị phải đích thân đến tận nơi đưa cho em Cũng không phải đến chỉ để đưa cho em Mà mấy hôm nay chị cũng định đến bệnh viện Hồng Ân Thăm một bệnh nhân thôi Ai vậy? Bạn chị à? Tên là gì thế? Em có thể để ý thăm non giúp chị được Cảm ơn em nhé Thằng bé tên là Tiểu Lạp Mấy hôm trước vừa phẫu thuật tim xong Tiểu Lạp là cậu bé mấy hôm trước vừa phẫu thuật tim sao? Phác Luyến Giao ngạc nhiên hỏi. An Diệp không ngờ Phác Luyến Giao lại biết Tiểu Lạp. Cô cười nói. Đúng vậy, em cũng biết thằng bé à? Đương nhiên là em biết rồi. Thằng bé này nằm ở viện chúng em cũng được một thời gian rồi. Trong quá trình nằm viện, toàn là nợ viện phí. Đến mức bác sĩ cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng thằng bé đó mấy hôm trước đã mất trong cuộc phẫu thuật đó rồi. Chị chưa biết à? Phác Luyến Giao nhìn cô một cách ngạc nhiên. Thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt cô, Cô ta lại hỏi tiếp. Không phải chứ, chị không biết thật á. À? Cuộc phẫu thuật của thằng bé đó có rủi ro rất lớn. Vốn dĩ không nên tiến hành phẫu thuật. Kết quả là lên bàn mổ thì không bao giờ tỉnh lại nữa. An Diệp sừng sốt nhìn chằm chằm vào cô ta. Một lúc sau mới dưng dưng hỏi một câu. Em nói gì cơ? Tiểu Lạp chết rồi á? Triệu Phi Dương rõ ràng đã nói với cô rằng cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp rất thành công và sẽ được xuất viện sớm. Đúng vậy. Phác Luyến Giao thấy nước mắt lăn dài trên má cô biểu cảm trên gương mặt cô ta cũng trở nên nặng nề phát luyến giao cầm chặt bàn tay cô chị dâu họ à chị không sao chứ an diệp không trả lời cô ta vẫn đang trong bộ dạng thẫn thờ một lúc sau cô đứng lên rồi đi nhanh ra phía trạm bắt xe taxi bên ngoài khách sạn này chị chị đi đâu vậy chị định đi đâu thế phát luyến giao nhanh chân đuổi theo sau kéo tay cô lại bữa tiệc vừa mới bắt đầu chị đi như vậy anh họ phải làm sao chị dâu à an diệp giờ đây trong đầu chỉ toàn những tin tức về cái chết của tiểu lạp làm gì còn tâm trí mà lo vĩ thành ra sao nữa giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được triệu phi dương rồi đích thân hỏi anh ấy cuộc phẫu thuật của tiểu lạp rốt cuộc có thành công hay không cô bắt đại một chiếc xe taxi rồi ngồi lên bảo tài xế đưa cô tới bệnh viện hồng ân xe đi chưa được bao lâu an diệp mới bỗng nhiên nghĩ ra nếu tiểu lạp đã chết thật thì giờ cô đến bệnh viện hồng ân cũng vô ích thôi dù sao đã mấy ngày trôi qua rồi Thế là cô bảo tài xế cho xe đi về chỗ ở mới của bọn trẻ. Chỗ ở hiện tại của bọn trẻ là ở bên trong khu nhà mới. Quả thật, đúng như Triệu Phi Dương nói. Hai tầng trên và dưới rất rộng và tràn ngập ánh sáng, diện tích cũng rất lớn, đúng là một nơi ở lý tưởng. Khi An Diệp đến nơi, Triệu Phi Dương và Viên Quế đang cho bọn trẻ ăn cơm. Thấy An Diệp mặc bộ đồ dự tiệc nhưng lại với một bộ dạng phờ phạc. Trong lòng hai người đều đã hiểu rõ được mục đích của cô triệu phi dương nhìn sang viên quế rồi nói với cô ta một câu để tôi đi nói với cô ấy cho nói xong anh đứng dậy đi về phía an diệp an diệp theo triệu phi dương đi đến cửa liền lập tức quay người lại nhìn vào anh mà hỏi thẳng vì sao lại nói dối tôi là cuộc phẫu thuật của tiểu lạp rất thành công triệu phi dương hít một hơi thật sâu cười gượng nói còn vì sao nữa chính là không muốn làm cho cô phải đau buồn và thất vọng không muốn làm phiền chuyến đi nghỉ dưỡng của cô Rốt cuộc tiểu lạp quan trọng Hay là đi nghỉ dưỡng quan trọng ảnh cũng không phân biệt nổi sao An Diệp tức giận Nếu anh nói với tôi cuộc phẫu thuật của tiểu lạp thất bại Tôi chắc chắn sẽ về ngay mà Cô về ngay thì đã sao Ngoài đau buồn ra thì đâu còn gì khác Triệu Phi Dương đi lên phía trước một bước giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cô Được rồi An Diệp Tôi biết cô rất thương tiểu lạp Biết cô rất đau buồn Nhưng bệnh tình của tiểu lạp như vậy Chúng ta nên sớm đoán được kết quả này mới phải đều tại tôi. An Diệp đột nhiên ỏ khóc nước nở. Là tôi đã đề nghị cho Tiểu Lạp phẫu thuật. Nếu Tiểu Lạp không vào phòng phẫu thuật thì cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Là tôi đã hại thằng bé. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng nhất định phải phẫu thuật. Đây là cách duy nhất. Nhưng không ngờ cuộc phẫu thuật này lại đưa Tiểu Lạp về thế giới bên kia. Triệu Phi Dương biết cô sẽ buồn, sẽ trách mình. Cho nên mới giấu cô về cái chết của Tiểu Lạp. Anh lại một lần nữa giơ tay lên, vỗ vào vai cô mà an ủi. Bệnh tình của Tiểu Lạp nếu không phẫu thuật, bác sĩ nói cũng không thể qua khỏi tháng này đâu. Cho nên cô đừng tự trách mình nữa. Cô làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Lạp mà. Nhưng nếu không phẫu thuật thì ít nhất thằng bé còn có thể sống thêm được một tháng. Nhưng một tháng đó nó sẽ sống rất đau khổ. Chúng ta đã cố gắng rồi, cũng đã cố gắng hết sức. Tôi tin Tiểu Lạp ở dưới suối vàng có thể cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta dành cho nó. Sự an ủi của Triệu Phi Dương không hề khiến cho An Diệp cảm thấy được an ủi bao nhiêu. Dù sao chuyện tiểu lạp đã ra đi là sự thật. Chuyện cô chủ động đưa ra đề nghị phẫu thuật cũng là sự thật. Cô thật sự rất khó để mà không trách mình được. Nước mắt cứ thế lại trả rơi, cô khóc càng bi thương hơn. An Diệp vừa lộ mặt trong bữa tiệc thì đã mất dạng, rất nhiều quan khách đều không nhìn thấy cô. Thế là nam nữ trong bữa tiệc lại bắt đầu bàn tán, ai cũng tò mò tại sao Vĩ Thành rõ ràng đã lấy vợ, nhưng lại không thấy bà xã anh cùng tham dự tiệc. Thậm chí có những người đàn bà nhiều chuyện còn đưa phán đoán quay trở lại điểm xuất phát. Vợ của Vĩ Thành rốt cuộc còn sống hay không? Có phải không sống được giống như lời đồn không? Đối với lời bình luận của người khác, Vĩ Thành không có cảm giác gì, chỉ là luôn kinh thường không thèm đáp trả. Dần dần, Chủ tịch Phùng cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù anh ta rất không hài lòng với kiểu chỉ trích này, nhưng cũng không tiện nói gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách. Lúc lên sân khấu đọc bài phát biểu, sẽ nêu tên cảm ơn sự có mặt của vợ chồng vĩ thành còn chủ động mời hai người họ lên sân khấu cắt bánh kem với anh ta dưới sân khấu tiếng vỗ tay như sấm ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào vĩ thành đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên vĩ thành không ngờ chủ tịch phùng lại đưa ra chiêu này mày hơi cau lại trong lòng cảm thấy hơi khó chịu cả buổi tối nay anh đã không thấy cô vợ nhỏ của anh đâu rồi giờ đi đâu tìm đây vốn dĩ anh không quan tâm dù sao cũng không phải chưa từng bị người ta bàn tán Người ta cũng chẳng biết được thực hư Giờ thì hay rồi Tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cảnh anh chỉ có một mình Anh ngập ngừng một lúc Rồi mới đứng lên trong tiếng vỗ tay Cất bước đi về phía sân khấu Chủ tịch Phùng nhìn thấy anh lên một mình Biểu cảm trên mặt khẽ thay đổi Ghé vào bên cạnh anh Vĩ Thành thiếu ra Bà xã của cậu đâu Cậu ấy không được khỏe, đã về trước rồi Vĩ Thành cười nhạt nói Gì cơ, Chủ tịch Phùng giật mình, sao lúc trước không có ai nói với anh ta là Nam Cung Thiếu Phu Nhân đã về rồi. Cảm giác như hành động này của anh ta đã chữa lợn lành thanh lợn que rồi. Cảm ơn tình cảm nồng nhiệt của chủ tịch Phùng. Chúc anh phúc như đông hải. Chủ tịch Phùng cười hơi có vẻ ái ngại. Trong lòng anh này đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Anh ta vội lấy micro nói với quan khách. Các vị, Nam Cung Thiếu Phu Nhân vì lý do sức khỏe không tốt đã ra về trước. Vậy hôm nay sẽ do Vĩ Thành Thiếu xa cùng tôi cắt bánh kem vậy. Lời vừa nói ra, bên dưới bắt đầu bàn tán. Thậm chí Vĩ Thành còn có thể nghe thấy có người nói. Thấy chưa? Tôi đã bảo tin đồn là thật mà. Người phụ nữ đó 80% là chết rồi. Bị người nhà Nam Cung bí mật xử lý giống như những người trước rồi. Trời ơi đáng thương quá. Một người khác nói. Mặt Vĩ Thành hơi biến sắc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục về bình thường. Tươi cười cùng cắt bánh với chủ tịch Phùng. Anh ngoài mặt thì không có gì Trong lòng thì đã hận An Diệp đến thấu xương Người phụ nữ này thật là to gan tay trời Dám lén lút rơi khỏi bữa tiệc Lẽ nào cô không biết Cả xã hội đang dòm ngó cô Chở cô gây trò cười sao Lẽ nào cô không biết buổi tiệc này Có ý nghĩa gì với cô và anh sao Sau khi xuống khỏi sân khấu Anh cất bước đi ra ngoài ban công Bấm số gọi điện cho trợ lý nhan Rồi nghiến răng nghiến lợi nói Đi điều tra cho tôi Rốt cuộc người phụ nữ đó chết ở đâu rồi Người phụ nữ đó Trợ lý nhan nhất thời không hiểu Còn có người phụ nữ nào dám ngang ngược ngay trước mặt tôi nữa chứ Vĩ Thành nói trong sự phẫn nộ cực độ Không sai Ngoài cô ra Còn người phụ nữ nào dám coi tưởng anh như thế Bỏ lại anh đi vui vẻ một mình Xem ra gần đây bản thân đối xử với cô ta quá tốt rồi Nuông chiều đến nỗi Khiến cô có trời bằng vung Đàn bà chiều quá sẽ thành hư Câu nói này chẳng sai chút nào Trợ lý nhan đang định cúp điện thoại Vĩ Thành đột nhiên ngăn lại nói Đợi đã. Vẫn còn chuyện gì ạ? À? Vĩ Thành thiếu ra. Nhân tiện điều tra luôn tung tích Lâm An Nam. Anh nói. Tối nay anh không nhìn thấy bóng dáng Lâm An Nam ở buổi tiệc. Điều này trái với lẽ thường. Theo bản năng, anh đã liên hệ hai người đó với nhau. Hơn 10 giờ bước ra khỏi buổi tiệc, Vĩ Thành vừa hay nhận được điện thoại của trợ lý nhan, nói với anh An Diệp đang ở bờ sông. Chân mày cau lại, anh bỗng nhiên hỏi. Với ai? Chỉ nhìn thấy một mình thiếu phu nhân, Trợ lý Nhan nói. Vĩ Thành thiếu gia, bây giờ có cần tôi đưa cô ấy tới đó không? Nghe thấy An Diệp một mình ở bên sông, cơn giận của Vĩ Thành cũng giảm đi một phần. Chỉ cần không phải là ở với Lâm An Nam thì cô vẫn còn cơ hội sống tiếp. Không cần đâu, tôi tự qua đó. Nói rồi, anh sẽ bước đi ra bãi đỗ xe. Sau khi cho Tiểu Lâm về, Vĩ Thành đích thân lái xe tới bến sông. Đường ven sông mặc dù rất dài, nhưng vì trời đã về đêm nên chỉ có một vài người qua lại. Phía xa xa Vĩ Thành nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh đỗ xe vào lề đường, hạ cửa kính xe xuống. Người phụ nữ này đúng là muốn chết mà. Trời lạnh thế này mà không thèm cả mặc áo khoác, chạy tới bên sông hóng gió. Có lẽ nào cô không thấy lạnh sao? Áo khoác của cô trước khi vào hội trường đã để ở trong xe. Lông này vẫn đang vứt ở ghế sau của xe. Chỉ là Vĩ Thành ôm lửa giận trong lòng, nên không cầm theo áo khoác của cô xuống xe. Dùng lực đóng sầm cửa xe rồi xài bước về phía cô. An Diệp đang đắm chìm trong đau thương và hối hận. Cơ bản không hề cảm nhận được cái lạnh, cũng không cảm nhận được đằng sau có người đang lại gần. Từ lúc cô rời khỏi trại trẻ mồ côi tới đây, cô đã lau nước mắt trên mặt hết lần này tới lần khác. Cô thậm chí còn quên mất tối nay bản thân ra ngoài là để tham dự buổi tiệc. Quên là trên người vẫn đang mặc một chiếc đầm dạo hội gợi cảm. Vĩ Thành đứng đằng sau cô, không hề giấu giếm sự phẫn nộ của mình mà gào lên với bóng lưng cô. Bạch Ánh An, Rốt cuộc đến bao giờ Cô mới có thể học được cách làm một người bình thường Người An Diệp cứng đờ Là Vĩ Thành sao anh lại đến đây Phải rồi Hôm nay là lần đầu tiên anh dự một buổi tiệc Mà mình lại bỏ anh một mình ở hội trường Nghĩ tới đây Trong lòng An Diệp bỗng thấy hổ thẹn Chỉ là so với cái chết của Tiểu Lạp Cô vẫn là coi trọng về sau hơn Cô lau nước mắt trên mặt hổ thẹn quay đầu lại Vĩ Thành thấy cô không thèm để ý tới mình Lửa giận trong lòng càng dữ dội hơn Nghiến răng nghiến lợi nói có phải cô xem phim nhiều quá, cho rằng bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng có thể dùng cách ngu xuẩn vô tri vô lễ, tự cho là đáng yêu, để làm người đàn ông có tiền động lòng không? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là trong phim thôi. Trên thực tế, chẳng có người đàn ông nào sẽ thích cái loại phụ nữ tự cho mình là đúng cả. Nếu như cô vẫn còn chút liêm sỉ, thì mau dẹp cái vở kịch vô vị này đi. Bởi cho dù cô có giả vờ thế nào, thì cũng không thoát được khỏi cái vết như vô liêm sỉ rằng bản thân vì tiền mà gả vào nhà Nam Cung đâu. Tôi ra lệnh cho cô, bây giờ lập tức ra đây cho tôi. Cuối cùng, Vĩ Thành thốt ra một câu. An Diệp ngồi phía dưới hàng rào bảo vệ bên sông. Vĩ Thành cách cô khoảng 3-400 mét. Vừa hay là một lối đi. Thầy cô vẫn không có ý định động đậy. Vĩ Thành tức tới đỉnh điểm rồi. Bước mấy bước dài tiến tới. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Tôi bảo cô đi ra, cô có nghe thấy không? Anh dùng lực mạnh, an diệp lập tức bị anh kéo từ dưới đất lên dưới ánh đèn đường mờ ảo vĩ thành nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô sàn ruộng nước mắt gương mặt cô tái nhợt cánh tay lạnh ngắt dày trên chân cũng không biết ở đâu rõ ràng biết đây có thể lại là kế cô bày ra để thu hút sự chú ý của anh anh vẫn ngây ra một lúc hỏi theo bản năng cô sao thế an diệp cũng không biết lần cuối cùng ứa nước mắt là vì tiểu lạp hay là vì mấy câu nói kia của anh nữa thật ra vĩ thành nói không sai Cô vốn dĩ là gà đi vì tiền, căn bản không có tư cách được anh coi trọng. Cô cũng không nên vì mấy câu nói đó mà buồn mới phải. Cô vốn định lau sạch nước mắt, ngoan ngoãn theo anh về nhà Nam Cung. Nhưng lúc ngước đôi mắt đẫm lệ lên, không kiềm chế được mà nghẹn ngào nói với anh. Tiểu Lạp chết rồi. Ánh mắt Vĩ Thành hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu Lạp chết rồi, sao có thể như thế được? Mấy ngày trước lúc ở Yên Thành, anh còn nghe cô vấn cởi nói với anh. Tiểu Lạp phẫu thuật rất thành công, hơn nữa còn không bị di chứng gì mà anh không quan tâm quá nhiều tới thằng bé đó nhưng anh biết an diệp vẫn luôn yêu thương thằng bé như em trai ruột của mình đây là nguyên nhân khiến cho cô khóc tới nỗi thương tâm như thế này sao tôi không nên chủ trương bảo thằng bé phẫu thuật là tôi hãy chết thằng bé rõ ràng biết vĩ thành không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của tiểu lạp an diệp vẫn không nhịn được mà khóc lóc với anh bởi vì vĩ thành là người duy nhất ở bên cạnh cô tối nay ngoài anh ra không còn ai để cô có thể khóc lóc kể lệ được nữa. Cho nên cô mặc kệ bản thân đang dự tiệc. Mà bỏ lại tôi một mình mà đi. Bàn tay to lớn của Vĩ Thành vẫn nằm lấy cánh tay cô. Giọng nói mặc dù đã ôn hòa hơn nhưng vẫn đầy vẻ không vui. An Diệp dần dần nín khóc, cúi đầu để mặc anh tùy ý mắng nhiếc. Cô có biết người khác đang bàn tán cái gì không? Mọi người không nhìn thấy bóng dáng cô. Đều đoán rằng cô có thể đã bị tôi khắc chết đấy. Nhắc đến cái là Vĩ Thành lại không chịu được mà phát hỏa. Vốn dĩ đặc biệt cố ý đưa cô đi dự tiệc để lộ diện là để đập tan các phán đoán của quần chúng. Kết quả cô lại chơi trò mất tích với anh. Xin lỗi, An Diệp sờ mũi, mặt rất ái náy nói. Bạn nãy tôi vừa nghe tin Tiểu Lạp mất thì phát điên lên, đã rời khỏi buổi tiệc, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của anh. Cô biết miệng lưỡi thế gian độc ác thế nào, đặc biệt là đối với Vĩ Thành. Cô cũng biết Vĩ Thành, nghe thấy những lời đó xong nhất định sẽ khó chịu. Gần như lúc nào cô cũng đem tới phiền phức cho anh rồi lại mang nó đi. Bảo sao ban nãy anh nói ra những lời đó, lại nghĩ là cô dùng những thủ đoạn rất tầm thường đó để thu hút sự chú ý của anh. Chầm lặng một lúc, cô đột nhiên ngần khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh muộn phiền lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao? Có phải mai anh lại lên mặt báo không? Ai biết? Vị Thành không vui nói. Xin lỗi, cô lại cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Vĩ Thành nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng có giận cũng không phát tiết ra được, cúi xuống nhìn bàn chân trần của cô. Giày của cô đâu? Tôi... Ngón chân của An Diệp cụp vào, giọng nói ấp úng. Nãy rơi xuống nước rồi. Sao lớn bằng từng này rồi? Đi giày còn để rơi xuống nước chứ? Vĩ Thành nhìn cô trách móc. Nhìn hình tượng của bản thân bây giờ đi. Trông có giống phụ nữ không? An Diệp bị anh chê bay như vậy. Bất giác lấy hai tay ôm lấy cơ thể, cúi đầu nhìn anh một cái mới phát hiện ra bản thân lúc này quả thật nhếch nhác chiếc váy trên người nhầu nhĩ bẩn thỉu giày cũng không biết rơi đi đâu chẳng cần nói tóc chắc chắn bị gió hổ thổi cho rối tung lên rồi một cơn gió thổi qua cô bất giác co rúm người lại cô tự trong nỗi đau tiểu lạp qua đời định thần lại cuối cùng cũng cảm thấy lạnh trời lạnh thế này chỉ mặc một chiếc váy thơ thần ở bên sông khó trách ban nãy có người tốt bụng hỏi cô có phải là có chuyện gì nghĩ không thông không cô lại làm vĩ thành mất mặt thật là đáng thương lúc này vĩ thành cho dù có tức đến nỗi muốn bóp chết cô cũng không có gì là quá đáng xin lỗi cô ấy này nói với anh lời xin lỗi thứ ba cơ thể đang lạnh giá bỗng ấm lên an diệp ngơ ngác một lúc bỗng ngừng mặt lên nhìn thấy chiếc áo cổ lông sẫm màu trên người mình rồi lại nhìn về phía vĩ thành đây là áo của anh mà anh không những không tức đến nỗi bóp chết cô mà còn khoác áo của anh lên người cô để giữ ấm cho cô chuyện không giống với lẽ thường này đừng nói là cô đến cả bản thân vĩ thành cũng thấy là mình sai sai là cô tự khiến cho bản thân nhếch nhác như vậy mà anh lại thấy thương cô khi nhìn cô run rẩy còn cởi áo của mình ra khoác cho cô mau lên xe đi vĩ thành đột nhiên quăng một câu rồi quay người đi về phía xe trước mặc dù thái độ của anh vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng an diệp lại thấy ấm kéo chặt chiếc áo trên người nhanh chân đi theo anh lên xe, An Diệp cảm kích nói với anh. Cảm ơn. Vĩ Thành mặc kệ cô, khởi động xe và đi về nhà. Chủ yếu là do ở bên sông gió thổi to quá. Ngày hôm sau, An Diệp không ngừng hắt xỉ hơi. Bầu bí không được uống thuốc. Cô chỉ có thể liên tục uống nước. Hy vọng bản thân có thể lấy nước giải độc. Mau mau khỏe lại. Sợ lão phu nhân trách mắng. Cô thậm chí không dám để bất kỳ ai biết chuyện mình bị cảm. Nói dối là mình buồn ngủ quá, trốn mãi ở trong phòng. Hôm nay là cuối tuần, Vĩ Thành không phải đi làm, vào bữa sáng, khi lão phụ nhân thắc mắc việc An Diệp không xuống ăn sáng, anh không những không nổi cáo như mọi lần, mà thậm chí một câu trách móc cũng không nói. Ăn sáng xong, lúc Vĩ Thành đi qua phòng của An Diệp, ngập ngừng một lúc rồi đầy cười đi vào. An Diệp vốn đang ngồi bên giường vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức ném cái bút chì trong tay đi, xoay người trèo lên giường đắp chăn giả bờ ngủ. Vĩ Thành đẩy mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang nhắm mắt nằm đắp chăn, chân Trận mày nheo lại theo thói quen. Anh cất bước tiến lại trước giường cô rồi dừng lại, lạnh giọng nói. Đừng giả vờ nữa, dậy đi cho tôi. Hóa ra là anh. An Diệp ngán ngầm không nói gì, đồng thời ngồi dậy khỏi giường, vừa quay trở lại giá vẽ vừa lầm bẩm nói. Tại sao đi vào cũng không nói một tiếng, tôi còn tưởng là chị Hà cơ. Hát gì? Cô hát xỉ rất đúng lúc, thuận tay vơ lấy tờ giấy xỉ mũi. Uống thuốc chưa? Bị Thành nhìn bộ dạng của cô thì biết chắc chắn là cô cảm rồi. Mặc váy hít gió lạnh cả một buổi tối, không cảm mới là lạ Tôi uống rồi An Diệp thuận miệng nói vừa một câu Uống thức gì? Đưa đây tôi xem An Diệp giật mình Ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm Không phải chứ Từ lúc nào anh trở nên quan tâm đến mình thế Đến uống thuốc gì cũng quan tâm sao Làm sao đây Cô thật sự đã uống đâu Hơn nữa đến hộp thuốc ở đâu cô còn không biết Rõ ràng là chưa uống đúng không Vĩ Thành khoanh tay trước ngực Biểu cảm như người phán xử Bạch đại tiểu thư còn nhớ tôi nói là tôi ghét nhất là loại phụ nữ gì không? Xuân Ngày nói dối. An Diệp cúi đầu. Xin lỗi, tôi không nuốt được thuốc cho nên... Nhưng mà tôi đã uống rất rất nhiều nước lọc. Chắc chắn là sẽ mau khỏe lại thôi. Rất rất nhiều nước lọc cũng không có tác dụng bằng thuốc đâu. Cô nên biết tôi không thể bị cảm. Lẽ nào cô muốn lây bệnh sang cho tôi? Vĩ Thành nói rồi đi tới trước ngăn tủ. Lấy từ trong ra một vị thuốc cảm cúm ném vào lòng cô. Tôi không phải... An Diệp bắt đầu căng thẳng, Cô biết Vĩ Thành không thể bị cảm Một khi bị cảm sẽ rất dễ phát bệnh Nhưng cô là phụ nữ có thai Hơn nữa bây giờ còn là thời kỳ phát triển quan trọng của em bé Căn bản không được uống thuốc Tây Làm sao đây Không phải thì mau uống thuốc đi Giọng nói của Vĩ Thành nghiêm túc hơn Tôi, tôi thật sự không uống nổi Tôi sợ nhất là uống thuốc viên Lẽ nào cô muốn tôi đút cho cô Không Mặc dù An Diệp nói như vậy Nhưng vẫn không có động tác uống thuốc Thế là Vĩ Thành bước tới một bước cướp lấy viên thuốc trong tay cô. Sau đó mở hộp lấy thêm ra vài viên thuốc nữa. Anh một tay cầm cốc nước, một tay cầm thuốc ép sát cô. An Diệp lùi về sau một bước rồi lại lùi hai bước, cuối cùng bị anh ép đến góc tường. Cô lắc đầu lia lịa, giọng nói từ kháng cự đến khẩn cầu. Không, tôi không uống, chết cũng không uống. Vĩ Thành trước giờ bá đạo, đã quen chưa từng bị ai phản kháng như thế. Trong lòng có tránh khỏi không vui, mong muốn chinh phục cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Huống hồ sự việc đã phát triển tới bước này rồi Nếu anh đột nhiên thỏa hiệp Thì anh mai mốt ở trước mặt người con gái này Còn tí tôn nghiêm nào nữa Rốt cuộc cô có uống không Tôi thật sự không uống nổi An Diệp sắp khóc rồi Bởi vì cô hiểu Vĩ Thành Chỉ cần là việc anh đã quyết Thì ai cũng không thay đổi được Bản thân nếu tiếp tục phản kháng Chỉ làm anh tức thêm Quả nhiên Vĩ Thành tức giận rồi Đặt cạnh công nước trong tay xuống trước bàn bên cạnh Bàn tay to lớn túm chặt lấy cánh tay cô kéo An Diệp trong chớp mắt bị anh kéo vào lòng. Bàn tay anh di chuyển đến cổ cô, dùng lực bóp miệng cô ra. Tay kia thì lấy thuốc nhét vào miệng cô, miệng bị ép mở ra rồi ngậm lại. An Diệp cảm thấy thuốc bị mắc ở cổ họng một lúc rồi trôi xuống. Phải, trôi xuống rồi. Cô lấy tay bóp cổ họng lại, vừa ra sức kho vừa dùng ánh mắt sợ hãi chừng anh. Anh đã làm gì vậy? Anh đã cưỡng ép cô uống thuốc cảm cúm. Đồ khốn nạn trời đánh này. Vĩ Thành Anh là đồ khốn nạn. Tại sao anh có thể ép người khác làm việc họ không thích như vậy? Anh cho rằng mình là ai? Tôi có uống thuốc hay không? Dựa vào đâu anh được quyền quyết định? Cô lao tới, vừa điên cuồng lấy tay đánh vào ngực anh vừa kêu gào, vừa cuống vừa tức đến nỗi nước mắt bỗng trào ra. Vĩ Thành đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô và cười lạnh. Không phải nói không nuốt được sao? Anh, tôi hận anh, hận vô cùng cái đồ khốn nạn nhà anh. An Diệp tức giận cúi đầu cắn vào mu bàn tay anh. Vĩ Thành đau quá kêu lên một tiếng, theo bản năng thả cô ra. "Tôi không uống, tôi không muốn uống đấy." An Diệp vừa khóc vừa lấy ngón tay móc họng mình, định móc viên thuốc ở trong họng ra. Đại khái lúc móc họng dùng lực mạnh quá, cảm giác khó chịu dâng lên như sóng cuộn, cô lao vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhưng những thứ đã nuốt không thể nào nôn ra được. Vĩ Thành nhìn cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn không từ bỏ việc lấy tay móc họng. Anh bị bộ dạng bướng bỉnh của cô chọc tức, kéo cô ra khỏi bồn rửa mặt và tức giận nói: đủ rồi. trong sự tức giận của anh có xen lẫn chút áy náy. đúng vậy, chính là áy náy. vốn dĩ chỉ là có ý tốt, muốn bệnh cảm cúm của cô mau khỏi, cho nên mới ép cô uống thuốc. không ngờ tính cách của cô lại bị cố chấp đấu với anh đến cùng. vĩ thành anh không nhận thua, cũng không mềm lòng. cô đã ép được cô uống thuốc đúng như ý nguyện. anh thắng rồi, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui chiến thắng. an diệp rốt cuộc bị anh chọc giận rồi, dãy rủa không muốn anh đụng vào mình nhất thời hai người không ngừng lôi kéo nhau từ sau khi an diệp có thai lão phu nhân cực kỳ nhạy cảm với sự an toàn của an diệp nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy lên bà ta vừa bước vào đã thấy hai người đang lôi kéo nhau trong nhà tắm sợ đến mức vẫn nổ quát hai đứa làm cái gì thế hai người trong nhà tắm bị tiếng quát làm cho sợ hãi đồng thời dừng việc lôi kéo lại lão phu nhân nhìn thấy an diệp nước mắt đầm đìa cùng với bộ dạng quần áo sộc sạch tức đến mức suýt chút nữa thì không thở được không nhịn được lại quát cô một tiếng. Bạch Ánh An, rốt cuộc cô có biết thân phận của mình hay không hả? An Diệp biết bà ta chỉ việc cô có thai, có thai mà còn ở đây cãi nhau, cũng khó trách bà tức giận như vậy. Nhưng mà, cô cũng có muốn đâu. Nghĩ đến hành động ban nãy của Vĩ Thành, cô vừa ấm ức vừa buồn bã nghẹn ngào. Vĩ Thành bình thản liếc cô một cái, nói với lão phu nhân. Bà đừng giận, cháu không sao. Ai cần biết cháu có sao không? lão phu nhân theo thói quen giơ tay lên vỗ vào cái đầu của vĩ thành một cái phẫn nộ nói bao nhiêu tuổi rồi còn ở đó mà cãi nhau nói cháu bao nhiêu lần là vợ chồng phải hòa thuận rồi mà lão phu nhân nói xong quay người hỏi bạch ánh an nó đánh cháu à có bị thương ở đâu không an diệp lắc đầu không lên tiếng Vĩ thành kinh ngạc nhìn lão phu nhân tình huống gì đây bà nội từ bao giờ lại quan tâm người phụ nữ nhiều hơn cả anh nếu là lúc trước bất luận là ai sai, bà đều sẽ bất chấp đạo lý, đổ hết tội lỗi lên đầu đối phương. Tại sao hôm nay, anh lại nhìn An Diệp một cái, chẳng qua chỉ là ép cô uống mấy viên thuốc cảm cúm thôi mà, có cần khóc lóc đến vậy không? Cháu rốt cuộc đã làm nó bị thương chỗ nào, để nó khóc ra thế này. Lão phu nhân không yên tâm, trách khỏi Vĩ Thành. Không có sự thiên vị của lão phu nhân, Vĩ Thành trong chớp mắt ngoan ngoãn hẳn, há miệng nói. Chỉ là ép cô ta uống mấy viên thuốc cảm cúm. Cái gì? cháu ép nó uống thuốc á?" Lão phụ nhân lại gào lên the thé, sau đó bước đến, giơ tay lên rồi đập lên đầu anh một cái. "Nếu nó không muốn uống thì thôi, sao phải ép nó? Lần sau còn thấy là bà sửa cháu đấy." Vĩ Thành cau mày và vô cùng bất bình gọi, "Bà nội, không có việc gì thì đừng có đứng ở đây nữa, mau về phòng mình đi." Lão phụ nhân nói với anh một câu, lão phụ nhân khó hiểu thế này, Vĩ Thành lần đầu thấy, anh cũng không muốn ở lại nữa, cuối cùng nhìn An Diệp một cái, sang mặt xám xịt đi ra khỏi cửa phòng ngủ. Vĩ Thành vừa đi, lão phu nhân ngay lập tức đi tới, quan sát An Diệp sốt ruột hỏi. Rốt cuộc đã uống thuốc chưa? An Diệp, dè dặt gật đầu. Uống rồi ạ. Lão phu nhân vừa nghe thế, thì tức đến mức hít sâu một hơi. Bà nội, cháu xin lỗi. Đại thiếu gia khỏe quá, cháu không phản kháng được. Giai đoạn đầu mang thai uống thuốc cảm, trong lòng An Diệp cũng lo lắng. Thấy dáng vẻ lo lắng tức giận của lão phu nhân, cô vốn đã sợ hãi có chuyện bất chắc thì lại càng hoang mang hơn lão phu nhân bực bội đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi phải chăm sóc bản thân cho tốt sao đột nhiên lại bị cảm chứ an diệp trột xá cúi gầm đầu bản thân cô không dám nói với lão phu nhân mình bị cảm là vì tối qua hóng gió ở bờ sông chị hà liếc an diệp một cái tiến lên khoác cánh tay của lão phu nhân an ủi lão phu nhân việc này bà tức cũng vô ích có lẽ không tệ như bà tưởng thì sao Bảo bác sĩ đến khám cho thiếu phu nhân xem sao đã Lão phu nhân hiểu rõ điều này Chị đành gọi bảo chị Hà gọi điện thoại Kêu bác sĩ gia đình nhanh chóng đến Bác sĩ gia đình đến rất nhanh Sau khi nhìn thuốc an diệp uống Thì an ủi lão phu nhân Phu nhân à bà yên tâm Thuốc cảm này không ảnh hưởng lắm đối với thai nhi Hơn nữa thiếu phụ cũng nhận là chỉ uống có 3 viên Chắc sẽ không có vấn đề gì Chắc ư ừ. Lão phu nhân liếc ông ta Thế nhiên là sẽ vẫn có Lão phu nhân, là thuốc thì có ba phần độc. Dù là người bình thường uống thuốc thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng. Chỉ có điều tùy thể chất mỗi người thôi. Bác sĩ nói xong thì bổ sung thêm một câu. Tôi thấy thể chất thiếu phụ nhân tốt lắm, ăn được uống được, chẳng khác gì với người nhàn rỗi. Cho nên tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, lão phụ nhân yên tâm hơn chút, nhưng vẫn khá lo lắng nói. Không có cái gì hóa giải được thuốc à? Có. Lát nữa tôi sẽ kể cho thiếu phụ nhân một ít bác sĩ nói sau khi bác sĩ đi chị hà thấy lão phu nhân vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề cười nói một câu lão phu nhân nghe nói thay nghén không nghiêm trọng đều sinh con trai cháu đoán thay này của thiếu phu nhân chắc chắn là con trai lão phu nhân khẽ thở dài nói vậy cũng phải khỏe mạnh mới được khỏe mạnh bác sĩ nói là nhất định khỏe mạnh bà đừng lo nữa khỏe mạnh bác sĩ đã nói nhất định mà Lão phu nhân gật đầu Sau đó nhìn chằm chằm An Diệp ở trên giường và nghiêm giọng nói Từ hôm nay trở đi Mặc nhiều quần áo vào Trời lạnh rồi phải chú ý giữ ấm Đừng có để bị ốm nữa Cháu biết rồi bà nội An Diệp ngoan ngoãn đáp lại May mà lần này bị cảm không nặng Sau khi uống thuốc Bác sĩ kê bệnh của An Diệp dần tốt lên Buổi tối bị Thành quan sát cô với vẻ nghi ngờ Cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng Dạo này cô với bà nội chung sống tốt ghê nhỉ An Diệp còn đang tức giận vì chuyện lúc sáng không để ý anh. Cô ngồi trước giá vẽ, chẳng ư hử gì, dùng bút chỉ vẽ chân dung của Tiểu Lạp. Cô từng hứa sẽ vẽ chân dung cho Tiêu Lạp. Xong cho đến ngày Tiểu Lạp đi, cô cũng không thể hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ của thằng bé. Nghĩ lại thì thấy hổ thẹn vô cùng. Ngày mai chính là ngày thứ bảy Tiểu Lạp qua đời. Cô muốn vẽ xong bức tranh tặng cho thằng bé, để nó ở dưới đó không cảm thấy cô đơn. Tiểu Lạp từng nói, chỉ cần có tranh cô tặng bầu bạn với thằng bé, thì thằng bé sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Vĩ Thành đứng cạnh cô, nhìn cô cẩn thận tỉ mỉ, vẽ từng nét dáng vẻ của Tiểu Lạp nhưng không để ý mình, hơi hậm hực, đi cũng không phải mà ở cũng không xong. Lần đầu tiên có phụ nữ dám làm trò trước mặt anh, người phụ nữ trước mặt đúng là đã phá quá nhiều lần đầu của anh. Chỉ có điều, mặc dù ý thức được điều này nhưng anh lại không nổi giận mà đổi chủ đề hỏi. Lúc nào đấy vẽ cho tôi một bức nhé. Anh đang bắt chuyện à? Vĩ Thành tự hỏi mình một câu. Từ bao giờ mà anh lại phải đi bắt chuyện với một người phụ nữ? Không nên thế chứ. Để lấy lại lòng tự trọng suýt thì mất, anh vội đổi giọng. Đi xả nước nóng cho tôi, tôi muốn đi tắm. An Diệp bị tư duy nhảy số liên tục của anh làm cho cạn lời. Nhưng cô không ngoan ngoãn hầu hạ anh như mọi khi. Tay vẫn vùng vẩy trước bút vẽ, lạnh nhạt nói. Ngại quá, tôi không rảnh. Bạch Ánh An, cô có ý gì? Vĩ Thành bị cô kích động, giật chiếc bút trong tay cô, nhìn cô trừng trừng nói. Chơi trò chơi giận dỗi với tôi à? Tốt nhất cô nên suy nghĩ rõ, rốt cuộc có muốn tiếp tục hơn dỗi không? Tôi suy nghĩ rõ ràng rồi. An Diệp giơ tay lên, rút cái bút chỉ trong tay anh về. Nằm công đại thiếu ra, từ giờ về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta nước sống không phạm nước giếng. Cô chắc chắn, chắc chắn. Cô, tôi cái gì? Có giỏi thì anh nhét thuốc vào mồm tôi nữa đi. An Diệp tức giận liếc anh, Vĩ Thành giòm cô và bật cười thành tiếng. "Nếu không phải tôi nhét thuốc vào mồm cô thì bệnh cảm của cô có thể khỏi nhanh thế sao?" An Diệp câm nín, người đàn ông này đúng là biết kể công thật, nhưng anh nói hình như cũng có lý, nếu không phải anh ép cô uống 3 viên thuốc đó, chỉ dựa vào thuốc bắc của bác sĩ kê thì bệnh cảm của cô chắc chắn không khỏi nhanh vậy được. Hơn nữa, anh cũng không biết cô mang thai, ép cô uống thuốc cũng là vì giúp cô mau khỏi bệnh. Nghĩ vậy thì thấy mặc dù anh ngang ngược, nhưng cũng không đến mức không thể tha thứ. Không đúng, sao cô lại bắt đầu lung lay lập trường, sao lại có thể tìm cớ cho việc mình tha thứ cho anh chứ? Nhớ, anh ép cô uống loại thuốc như amoxicillin thì chẳng phải là cô ngay lập tức phải lao tới bệnh viện rửa ruột sao? Đại thiếu gia, anh có thể ra ngoài rồi. An Diệp quẳng cho anh một câu với vẻ mặt vô cảm, cúi đầu và tiếp tục vẽ tranh của mình. Vĩ Thành cũng mất kiên nhẫn lề mề với cô ở đây, xoay người đi đến phòng làm việc. Ngày hôm sau, An Diệp đến trước mộ của tiểu lạc mang cả tranh chân dung đã vẽ xong cho thằng bé. Xin lỗi, tranh này xong hơi muộn. Cô khẽ khịt mũi cố gắng nở nụ cười. Tiểu Lạp sẽ không trách cô Bạch đúng không? Với Tiểu Lạp, ngoài ái náy ra cô chỉ có tiếu... Cô chỉ còn nuối tiếc. Tiếc không thể tặng tranh lúc thằng bé còn sống. Ở với Tiểu Lạp trong nghĩa trang một lúc. An Diệp bèn xoay người đi về phía cổng nghĩa trang. Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở cổng nghĩa trang. Sâu trong mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên. Cô chuyển bước chân về hướng khác. An Diệp. Lâm An Nam đẩy mở cửa xe bước xuống, đuổi theo nói. Em đừng đi vội. An Diệp trong lòng ngán ngầm, thật sự là đi đâu cũng thấy anh ta. Xem ra muốn giả vờ không nhìn thấy anh ta cũng khó. Cô ngoảnh lại, nụ cười trên môi cực kỳ giả tạo. Lâm thiếu Dạ, trùng hợp thật, có việc sao? Tôi vừa đến chạy trẻ mồ côi tìm em, nghe bọn trỏi nói em đến Nghĩa Trang rồi, nên đã đến đây. Lâm An Nam mỉm cười nói. An Diệp vừa nghe thấy lời này của anh ta thì ngay lập tức nổi giận, đến cả nụ cười giả tạo cũng không giả vờ được nữa, trợn mắt bực mình nói. Lâm thiếu gia, anh tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi đã nói tôi không có hứng thú với anh sao? Còn nữa có phải anh không chọc cho Vĩ Thành điên tiết thì sẽ không bỏ cuộc không? An Diệp, tôi nhắc anh một câu, chọc giận Vĩ Thành sẽ không có kết cục tốt. Anh liệu mà hành xử? An Diệp nói xong thì định xoay người bỏ đi, Lâm mà nam lao đến nói với bóng lưng cô. Tôi tìm em là có việc quan trọng, An Diệp đứng khửng lại, xoay người liếc anh ta. Việc gì? Tôi cho anh ba phút nói rõ ràng. Lâm An Nam đi tới, sau khi đứng trước mặt cô thì không nói việc quan trọng mà nhìn chằm chằm cô nói với vẻ nghiêm túc. Tôi không muốn chọc anh họ tức giận, cũng chưa từng muốn giành phụ nữ với anh ấy. Nếu em và anh ấy có thể yêu nhau cả đời, như vậy tôi chắc chắn sẽ không đi phá hoại hai người. Nhưng bây giờ em và anh ấy là tình hình gì, bản thân em biết rõ. Đợi đến khi em và Bạch Ánh An đổi thân phận, em và anh ấy sẽ không dính dáng gì nữa. Hai tay an diệp dần siết chặt, lại nhắc tới việc này với cô. Việc này là việc cô không muốn đối mặt, nhưng buộc phải đối mặt. Tôi cũng đã nói, dù sau này tôi và anh ấy không dính dáng gì, thì cũng sẽ không có quan hệ gì với anh hết. Giữa anh và tôi đã kết thúc từ khi anh ngả về phía bạch ánh an rồi. Nếu đây là việc quan trọng mà anh nói, thì rất xin lỗi, tôi không cảm thấy đây là việc quan trọng, cũng không cảm thấy cần thiết bàn luận với người chẳng liên quan gì như anh. An diệp lâm an nam thấy cô định đi trong lòng sốt ruột thì giơ tay kéo cô lại an diệp nổi giận lườm bàn tay đang túm chặt cánh tay của mình lâm Tiêu ra anh muốn bị kẻ xấu chụp ảnh đăng báo như lần trước à chụp thì chụp cùng lắm thì lại bảo ánh an ra thanh minh lâm an nam chẳng để ý anh tôi cái gì lâm an nam cười trêu chọc sợ bạch ánh an cả ngày lẫn đêm đều mơ tưởng về việc làm thiếu phu nhân của nhà nam cung việc có ích với cô ấy thế này cô ấy sẵn lòng lắm lâm thiếu ra cảm phiền anh buông tay an diệp âm thầm quyết định nếu anh ta còn không buông tay thì cô sẽ cắn lâm màn nam quả nhiên buông tay nhưng vẫn chặn đường cô được rồi nói việc quan trọng với em nghe nói mấy hôm trước em về yên thành việc này hình như cũng không liên quan đến anh nhỉ đúng là việc không liên quan đến tôi nhưng tôi nhớ em vẫn luôn đi tìm nguyên nhân cái chết của bà ngoại em dạo này tôi rảnh rỗi có thể giúp em điều tra việc này trong lòng an diệp hơi kinh ngạc việc này ngày trước cô quả thực có nói với Lâm An Nam, chỉ có điều khi ấy Lâm An Nam không để tâm lắm, dù sao thì động vào đất tổ mà chết người là việc bình thường, ai cũng không thấy lạ. Ngày trước không định giúp cô điều tra, giờ lại nói là muốn điều tra giúp cô. Không cần, tự tôi sẽ đi điều tra." An Diệp lạnh nhạt nói, cô không muốn vì việc này mà lại dính dáng tới Lâm An Nam. Lần này, cô trực tiếp đẩy anh ta ra bằng tay, đi ra bên ngoài nghĩa trang. Lâm An Nam nhìn bóng lưng cô xa dần, cảm thấy sự xa cách sâu sắc của cô, trong lòng không kìm được hơi chán nản. Chỉ có điều, An Diệp càng xa cách anh ta, anh ta lại càng muốn chinh phục cô. Đây chắc là cái gọi ham muốn chinh phục của đàn ông. Nhưng anh ta không lo, phụ nữ là kiểu người gì anh ta đã hiểu rõ từ lâu. Đều nhẹ dạ như nhau, anh ta không tin với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, anh ta lại không khiến cho cô động lòng. Xe của Lâm An Nam đỗ cảnh An Diệp, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, anh ta nói với An Diệp chỗ này cách nội thành xa quá không có taxi đến thế thì sao tôi đưa em về khỏi đi tôi đã gọi tài xế đến rồi an diệp xoay đầu bỏ lại cho anh ta một câu rồi giơ tay bịt hai tay mình không muốn nghe anh ta nói câu nào nữa lâm an nam đi theo cô một đoạn cuối cùng không ép cô nữa tăng tốc lái xe đi xa mặc dù từ chối ý tốt của lâm an nam nhưng bị anh ta nhắc vậy trong lòng an diệp lại chăn trở việc bà ngoại bị bức chết cô ngồi trên ban công trong tay ôm cốc nước lặng lẽ suy tư thực ra trước đó cô từng rất muốn điều tra về việc này nhưng mẹ cô chu tuệ lại tức giận trách cứ cô ý đại khái là đến cả cậu cũng không truy cứu việc này cô còn lo chuyện bao đồng làm gì bị mẹ ngăn như vậy rồi lại gặp phải cả đống chuyện cô chỉ đành buông việc này hơn nữa giờ cô đến cả việc người mua căn nhà của nhà họ chu là thần thánh vương nào cũng không biết căn bản không phải biết bắt đầu điều tra từ đâu điện thoại trên bàn báo có tin nhắn là số chuyên dụng của bạch ánh an gửi đến tin nhắn chỉ vẹn vẹn hai chữ nhật ký chỉ dùng hai chữ thì cô đã hiểu cô cầm điện thoại lên và trả lời tôi biết rồi viên nhật ký trở thành bài tập bắt buộc hàng ngày của cô bây giờ không được thiếu ngày nào cô đặt cốc nước xuống về phòng ngủ lấy máy tính sách tay ra mở máy sau đó bắt đầu ghi chép lại từng việc từng việc một của hai ngày nay ngẫm ra thì cô và bạch ánh an đã một thời gian dài không gặp rồi cũng không biết công tác chuẩn bị của cô ta thế nào. Thời gian ba tháng, dường như chẳng mấy chốc mà tới rồi. Thực ra không nhìn ra, cô còn có sở thích viết nhật ký. Phía sau đột nhiên văng lên giọng nói nhuốm vẻ trêu chọc. An Diệp hết cả hồn, Cập máy tính lại theo phản xạ, sau đó xoay người bực mình lừa manh. Sao mà hốt hoảng thế? Chẳng phải chỉ mấy dòng nhật ký thôi sao? Vĩ Thành kinh thường, liếc nhìn trước máy tính sách tay bị cô gặp lại một cái. Có phải viết thư tình đâu, có cần phản ứng mạnh vậy không? An Diệp thầm thở vào, tự thấy may mắn vì cái anh thấy chỉ là tài liệu mình viết nhật ký, không bị anh nhìn thấy. Cô cố ý nhanh mày và trách cứ. Đại thiếu gia, lần sau lúc vào phòng tôi, anh có thể gõ cửa trước không? Tôi đã gõ rất nhiều lần, là cô không nghe thấy. Vĩ Thành nói rất vô tội. Hơn nữa tôi vào phòng mình mà phải gõ cửa á? Giờ căn phòng này là tôi ở, cho nên mỗi lần anh vào thì đều phải gõ cửa. Ok. Lần sau tôi sẽ gõ mạnh chút. Anh đi tới ngồi xuống chiếc ghế khác. An Diệp bất giác dịch sang một bên. Nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh làm gì thế? Có việc à? Bà nội trách tôi không dành thời gian ở cạnh cô. Tôi chỉ đánh lên thôi. Vĩ Thành nhìn lại cô. Sao? Không chào đón à? Còn phải hỏi à? 100% không chào đón. Được. Vậy tôi đi đây. Vĩ Thành nói rồi đứng dậy khỏi ghế. An Diệp thấy anh định đi thật. Trong lòng lại hơi không nỡ. Lúc sốt ruột thì giơ tay lên túm cổ tay anh kéo anh rồi mới chợt nhận ra mình hình như lại làm việc mất mặt cô đang làm gì thế này đang luyến tiếc anh ư sao lại có thể lưu luyến một người đàn ông hoàn toàn không coi cô ra gì chứ ờ phiền anh rót cho tôi cốc nước cô dùng cằm chế cốc nước trên bàn lý do này chắc cũng ổn nhỉ vĩ thành nhìn theo hướng cô chỉ cốc nước của cô đúng là đã vơi một nửa nhưng cô đang bảo tôi rót nước cho cô á anh hơi cau mày lớn lối thật an diệp cũng cảm thấy không thể nào lời này vốn dĩ nói ra mà không suy nghĩ giờ bị anh hỏi vặn lại cô cũng cảm thấy mình đã đề nghị một việc rất khó tin sao không được cô kiên trì hỏi lại cô thấy sao vĩ thành cười khẩy đời này ngoài bà nội tôi ra tôi chưa từng rót nước cho ai khác rót nước cũng có phải là việc khổ sở gì đâu rót cho nó cốc đi người nói lời này không phải an diệp cô cũng không có gan nói thế hai người đồng thời ngoảnh đầu lại nhìn thấy lão phu nhân đang thong thả đi cùng với chị hà bà nội an diệp đứng dậy khỏi ghế lễ phép gật đầu với bà ta lão phu nhân liếc cô một cái nhìn vĩ thành nói mặc dù làm việc phải có nguyên tắc nhưng thỉnh thoảng phá lệ cũng không sao làm cao quá ngược lại sẽ mệt mặc dù nhà nam cũng chưa bao giờ có tiền lệ đàn ông hầu phụ nữ nhưng ai bảo an diệp bây giờ là thân phận cấp quốc bảo chứ giờ cô đang mang trong mình con nối dõi của nhà Nam Cung của bà ta đấy. Vĩ Thành kinh ngạc quan sát lão phu nhân, lời này không giống lời bà ta nói sao. Dạo này bà nội khác thường quá, mặc dù tính an diệp tốt, không oán than, hậu hạ người khác cũng rất chu đáo. Nhưng cũng không đến mức lấy được sự chân tình của bà nội trong thời gian ngắn như vậy chứ. Sức hút của người phụ nữ này lớn vậy sao? Vĩ Thành đột nhiên nhận ra mình hình như cũng bị người phụ nữ này ảnh hưởng trong rất nhiều việc. Phải thừa nhận, việc này cô rất giỏi lão phu nhân cố ý chuyển sang an diệp dùng giọng điệu trách cứ nói với cô cô cũng thế đừng có suốt ngày ở trong phòng đại thiếu gia lấy cô về không phải để làm cảnh an diệp bị điểm danh thì giật mình nhìn bà ta ý bà nội là đại thiếu gia làm việc cả tuần đã mệt lắm rồi lúc cuối tuần chẳng lẽ cô không nên đi ra ngoài đi dạo cho khơi khỏa với nó sao ngoài mặt thì lão phu nhân như đang quan tâm vĩ thành thật ra thì lại đang quan tâm an diệp sau khi từ yên thành về Ngoài đi dự tiệc được một lần rồi đi thăm Tiểu Lạp một lần, thì An Diệp hầu như đều ở trong phòng. Tiếp tục thế này thì không bức bối ra bệnh mới lạ. An Diệp tự nhiên nghe được ý trong lời nói của lão phu nhân. Cô lén lút liếc Vĩ Thành một cái không nói gì. Vĩ Thành lò lão phu nhân lại ép mình ra ngoài với An Diệp vội nói. Bà nội à, hôm nay cháu không định ra ngoài, muốn ở nhà nghỉ ngơi một lát. Bác sĩ đã nói cháu phải ra ngoài hoạt động gần cốt thì mới không dễ bị bệnh. Lão phu nhân nói, đây là lời nói thật, bác sĩ đúng là có khuyên Vĩ Thành, đừng khiến bản thân quá mệt, phải chăm ra ngoài cho khay khỏa. Nhưng Vĩ Thành bao lâu nay chỉ có hứng thú với công việc, khẩu như không ra ngoài thư giãn, hoạt động. Cho nên dù là vì An Diệp, vì Thai Nhi hay là vì Vĩ Thành thì đều phải đuổi họ ra khỏi cửa nhà. Đi đi, bảo Lão Vương đưa hai đứa đi dạo phố. Lão phu nhân thêm một câu, Lão phu nhân câu nào câu nấy đều là vì tốt cho anh. Vĩ Thành muốn từ chối cũng không được. Anh lặng im, xoay người đi ra cửa phòng ngủ. Lão phu nhân chuyển sang An Diệp nháy mắt với cô. Đi mau. Thế là An Diệp đứng dậy theo Vĩ Thành, rời khỏi phòng ngủ. Vĩ Thành chẳng tí hứng thú nào với việc dạo phố. Cho nên khi lão vương hỏi anh muốn đi dạo ở đâu, anh chỉ cho ông ấy một câu. Việc này không cần hỏi tôi. Lão vương đuổi sang hỏi An Diệp. An Diệp nghĩ một lúc, dạo phố đúng là chẳng có gì vui hơn nữa cũng không có đồ gì để mua hết hay là đến công viên giải trí trên biển cô nói nơi đó cô từng đi với lâm an nam là một nơi thích hợp để thư giãn thấy vĩ thành không phản đối lão vương lái xe đến công viên trên biển công viên trên biển ở bờ biển tây các thiết bị giải trí bên trong đầy đủ ẩm thực cũng phong phú đến đây chơi đa phần là các cặp tình nhân đôi nào cũng khoác tay kể vai khiến an diệp nhìn mà hâm mộ với quan hệ của cô và vĩ thành căn bản không nên đến đây nhưng nếu đã đến rồi thì cũng không thể về thế được. Xung quanh có không ít cô gái đang nhìn chằm chằm Vĩ Thành. Cũng không biết có nhận ra thân phận của anh không. Để khiến những cô gái này bỏ cuộc, An Diệp nhanh chân đuổi theo Vĩ Thành. Giờ tay qua cánh tay anh. Vĩ Thành cúi đầu liếc cô một cái không hất cô ra. Thế là An Diệp yên tâm, cười tùm tìm hỏi một câu. Chúng ta đi chơi cái gì vui vẻ nhá? Ngồi thuyền, không được, tôi sợ tôi sẽ nôn. Hay là đi xem cảnh biển đi. Cô tự lên kế hoạch, vĩ thành vẫn không có ý định phản đối dù sao anh cũng chẳng có hứng thú với những thứ ở đây kệ cho cô làm gì cũng được hai người vừa đi qua một con đường nhỏ lúc đến quảng trường của công viên trên biển an diệp chợt dừng bước vĩ thành cảm thấy được việc cô ngừng lại xoay đầu qua thì thấy cô đang chảy nước miếng với tiệm đồ ngọt an diệp đã rất lâu rồi không ăn kem hơn nữa lại còn là hãng cô thích nhất cô đang do dự có nên mua một cái cho đã nghiền không chỉ là một chiếc kem thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé đâu nhỉ." Cô âm thầm tự thuyết phục mình trong lòng, nhưng nhớ có việc gì thì cả đời này cô hận cái miệng tham ăn của mình chết mất. Rốt cuộc cô có muốn mua không? Vĩ Thành Liếc cô, không hiểu một cái kem sao lại có thể đáng để cô nghĩ lâu thế. An Diệp liếm môi, quyết định vẫn nên nhịn. Đúng lúc này, một phụ nữ có thai vừa đi ra khỏi tiệm đồ ngọt cùng với chồng, vừa hào hứng liếm chiếc kem trong tay. Người ta còn dám ăn, mình cũng ăn một cái đi vậy cuối cùng tìm được lý do an ủi, An Diệp gật đầu, "Tôi muốn ăn." Tài xế vẫn ngồi trong xe và chửi, đại khái là muốn An Diệp có thể nhận ra mình sai và đứng lên đi khỏi. Khi thấy cô không đứng lên nổi, anh ta quay đầu xe và bỏ chạy luôn. "Thiếu phu nhân." Lão Vương đột nhiên chạy tới, cúi xuống đỡ An Diệp đứng dậy, nhìn cô một lượt rồi quan tâm hỏi, "Thiếu phu nhân sao rồi, cô có bị thương ở đâu không?" "Tôi không sao." An Diệp cắn răng ôm lấy đầu gối mình, tay chỉ về phía con đường đối diện nói, Đại thiếu gia anh ấy Thiếu phu nhân Đầu gối cô chảy máu rồi kìa Cô đừng có lo cho đại thiếu gia nữa Giờ cô phải vào viện ngay mới được Lão Vương dìu cô đi về phía bãi đỗ xe Khi xe đã rời khỏi công viên trên biển Đôi mắt của An Diệp vẫn nhìn qua cửa kính xe Mà nhìn chằm chằm về phía đường đối diện Cho dù đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Thành nữa Một tiếng sau An Diệp được đưa vào trong một phòng bệnh phổ thông Một vụ tai nạn nhỏ Khiến đầu gối cô bị chảy ra và chảy không ít máu Giờ cô không cử động được Nên chỉ đành nằm trên giường bệnh Lão phu nhân vừa nghe lão vương nói An Diệp bị tai nạn Sợ đến mức hồn vía lên mây Lúc này bà ta vừa đứng lên Đúng lúc đi đến bệnh viện Trước tiên là hỏi hắn An Diệp đủ điều Rồi đến bắt các bác sĩ phụ trách Về kiểm tra thật kỹ Cho đến sau khi bác sĩ phụ trách đảm bảo mấy lần rằng Chân của An Diệp chỉ là vết thương ngoài da Còn không ảnh hưởng đến thai nhi Thì bà ta cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm Nghe thấy tiếng nhịp tim đập bình thường từ máy đo tim thay, lão phụ nhân thở phào, quay đầu nhìn sang chị Hà nói: "Giống hệt với lần nghe trước đúng không? Đúng vậy, em bé vẫn khỏe mạnh, lão phụ nhân yên tâm đi ạ." À. Chị Hà cười tươi an ủi nói, cuối cùng ánh mắt cũng đổ về phía của An Diệp, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lần nào cũng vậy, quan tâm cô và đứa bé trước, rồi lại đến dạy dỗ cô. An Diệp cúi đầu xuống, cô thậm chí có thể đoán được lão phu nhân sắp sửa trách cô những gì. Cháu xin lỗi bà, là do cháu không cẩn thận. Cô chủ động mở lời. Lão phu nhân đứng nhìn cô mà giận dữ nói. Mới chưa đầy hai tháng, cô hết cảm cúm rồi lại tai nạn xe cổ. Quá trình bầu bí 10 tháng dài như vậy. Đúng là không biết cô còn làm ra những sự cố gì nữa. Sau này cháu sẽ chú ý hơn ạ. À? Cô thì lần nào chẳng nói vậy. Lão phu nhân vẫn tức xa sầm mặt mày có phải cô muốn ép tôi phải giam lỏng cô thì cô mới thôi đúng không? Đừng mà bà ơi, nghe thấy hai từ giam lỏng, An Diệp lập tức cầu xin. Sau này cháu sẽ hạn chế đi ra ngoài với đại thiếu gia, sẽ cố gắng chăm lo cho bản thân tốt ạ. À? Đúng vậy, sau này sẽ không đi ra ngoài với người đàn ông thối ta đó nữa. Đi ra ngoài với anh ấy chẳng có lần nào được thuận lợi gì cả. Giờ cô coi như đã hiểu ra, khi trái tim của một người đàn ông không có chỗ cho cô thì bản thân cô trong mắt anh rõ ràng không bằng cả cục đất. Trong con mắt và con tim anh ấy Chỉ có chu tiểu thư của anh ấy Chỉ có vậy thôi Nghĩ vậy nước mắt cô cứ thế rơi Cũng không biết là do vì tuổi thân hay là vì tức giận nữa Lão phu nhân thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô Cũng không trách cô nữa Mà lời nói có vẻ dịu dàng hơn Cháu nghỉ ngơi cho tốt Đừng nghĩ nhiều nữa Phía bên Vĩ Thành bà sẽ đi giải quyết An Diệp gật đầu Lấy tay lau đi hạng nước mắt rồi quay lưng về phía của bà ta Thật ra cô không phải là tuyếp người hay khóc từ nhỏ đến lớn trải qua biết bao nhiêu là khó khăn trắc trở, sớm đã tôi luyện cô, có một tính cách kiên cường mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại chỉ vì một người đàn ông không coi trọng cô, không yêu cô mà rơi nước mắt. Bản thân như vậy, làm gì mà không đáng ghét cơ chứ? An Diệp nằm trên giường bệnh và ngủ tiếp đi. Ngủ cũng khá ngon, đến lúc cả Vĩ Thành đi vào mà cũng không biết. Cô vẫn nằm quay lưng ra phía cửa, chân quấn băng gạc thò ra khỏi chăn. Vĩ Thành nhìn cô trên giường bệnh, trong đáy mắt bất giác có chút áy náy. Bộ dáng anh trông bơ phở, rõ ràng là anh đã vội vã tới đây. Ánh mắt của anh chuyển sang hướng phía chị Hà. Cô ấy sao rồi? Bị xe đâm, may mà không bị thương đèo đến xương. Chị Hà nói, Vĩ Thành gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào. Đại thiếu gia, ở đây cứ giao cho tiểu lục chăm sóc là được, cậu về nghỉ ngơi đi. Chị Hà lại nói tiếp, lão phu nhân rất tức giận, khi cậu về nhà nhớ chú ý nha. Vĩ Thành nghĩ một lúc rồi gật đầu nói Ừ, anh cũng không biết chăm sóc người bệnh Càng không muốn ở bên cạnh người bệnh Lúc này cũng không có chút tâm trí gì Ở bên cạnh với An Diệp cả Một lúc sau, anh quay người đi ra khỏi phòng bệnh Cửa phòng bệnh lại được khép vào An Diệp hơi mở mắt ra Lúc Vĩ Thành lên tiếng hỏi chị Hà Thì cô đã tỉnh rồi Vĩ Thành chỉ ở trong phòng chưa đầy 3 phút là đi khỏi Tốc độ cũng nhanh thật đấy Cô thậm chí còn chưa kịp hỏi anh Đã tìm thấy người con gái của anh chưa mấy tiếng vừa rồi chắc anh cũng phải tìm được rồi chứ. Vĩ Thành trước khi trở về nhà, khi bước vào trong phòng khách, không thấy bóng dáng của lão phu nhân đâu cả. Anh cúi đầu nhìn lại bộ dạng hơi lôi thôi của mình. Anh cần phải đi tắm ngay. Khi anh vừa lên tới tầng hai, rồi đi qua phòng chờ riêng, thì bất ngờ thấy lão phu nhân đang ngồi ở bên trong uống trà. Anh nhìn xung quanh không hề thấy có người khác nào ở đó. Rõ ràng rằng lão phu nhân đang cố tình ngồi đây chờ anh về. Bà nội bước chân anh quay hướng rồi bước thẳng vào bên trong cuối cùng cũng nỡ đi về rồi đấy lão phu nhân từ từ đứng dậy sau khi bước chậm rãi đến đứng trước mặt anh giờ tay lên tắt mạnh cho anh một phát khác với những cái bạt đầu anh hay bị đánh vào lưng như thường ngày lần này lão phu nhân tắt thẳng vào mặt anh điều này chứng tỏ lão phu nhân lần này thật sự đã rất tức giận vị thành không hề phản kháng mà cúi đầu đứng im một chỗ chờ lão phu nhân trách móc Ngày trước cháu vì người phụ nữ đó mà cãi lại bà, làm trái lời bà. Những điều đó bà đã đều nhịn, vì đã qua rồi. Nhưng đã bao nhiêu năm qua, cháu lại vẫn vì cô ta mà mặc kệ sự sống chết của anh An. Vì cô ta mà cháu mất tích cả nửa ngày trời, rồi dày vò mình, trở thành người không ra người ngậm không ra ngợm. Cháu tự xem xem cháu đã đúng chưa? Vĩ Thành ngẩng đầu, một cách ngạc nhiên, anh hơi nhíu mày. Bạch Cảnh An nói với bà, ai nói với bà có quan trọng không? lão phụ nhân vừa nói vừa định dáng thêm cái tát nữa lên mặt anh nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay khi nghe lão vương nói vĩ thành vì đuổi theo người phụ nữ đó mà khiến cho an diệp bị tai nạn rồi bị thương bà ta tức giận lập tức ra lệnh cho người đi tìm anh về nhưng bất kể bà ta gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì anh đều không nghe bà nói cho cháu biết vĩ thành năm năm trước chuyện của hai cháu bà nhắm một mắt mở một mắt cho qua là vì hai đứa yêu nhau như vậy nên bà mới không phản đối cháu giữ cô ta bên mình. Nhưng sau đó là cô ta đã tự chê cháu mà rời xa cháu. Nhân phẩm của người phụ nữ này rõ ràng là không xứng để làm người yêu của cháu nữa. Chuyện đã qua bao nhiêu năm như vậy. Nếu bây giờ cháu vẫn dám tiếp tục dây dưa với cô ta, bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cháu. Càng không buông tha cho cô ta. Lão phu nhân hít sâu một hơi, làm dịu cơn giận xong mới nói tiếp. Bà không thể hiểu nổi, nhà nam công chúng ta tại sao lại có người đàn ông thiếu nghị lực như cháu. Phụ nữ ở Châu Thành có thiếu gì đâu mà cứ phải đâm đầu vào các loại người đã từng bỏ rơi mình như vậy. Bà, cháu còn dám đi tìm cô ta, thế sau này đừng có gọi bà là bà nữa. Lão phu nhân ngắt lời rồi lạnh lùng nói. Cháu còn không hiểu sao, cô ta năm xưa khi nghe tin đồn xong liền bỏ đi biệt tâm mà không nói lời nào. Giờ mới phát hiện cháu không sát vợ như người ta đồn, thế là lại chạy tới dụ dỗ cháu. Cái loại phụ nữ ích kỷ hám lợi tam làm hư Vinh thì cháu còn cần đến để làm cái gì? Cô ấy chưa bao giờ có ý đồ dụ dỗ cháu cả, cũng chưa từng về tìm cháu. Vĩ Thành không kìm được mà phản bác. Năm đó cô ấy chọn làm như vậy, chẳng phải là điều mà tất cả phụ nữ trên đời này đều sẽ lựa chọn sao? Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, lẽ nào bà lại muốn cô ấy rõ ràng biết cả cho cháu sẽ chết mà vẫn kiên quyết gả sao? Nếu cô ta thật lòng yêu cháu, thì đã không vì một lời đồn mà chạy mất dạng như thế rồi Yêu thật lòng đâu nhất thiết Cứ phải chết vì đối phương đâu Đấy chính là không có trách nhiệm với tính mạng của mình Đủ rồi Lão phụ nhân làm gì có tâm trí Mà ngồi thảo luận với anh về chân lý tình yêu Bà ta bực bội nói Tóm lại là bà cảnh cáo cháu Cháu ở bên ngoài yêu bao nhiêu người bà không cần biết Nhưng bà tuyệt đối Không cho phép cháu qua lại với cô ta Vì cô ta không xứng Còn nữa đừng có quên Bạch Ánh An là vợ cháu Cháu quan tâm nó chút đi. Bà, là bà đã nói Bạch Ánh An sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nhà Nam Cung. Nếu cô ấy kiểu gì cũng sẽ rời đi. Vậy thì cháu phải quan tâm cô ấy để làm gì? vị Thành nói xong, đột nhiên nhìn vào bà ta mà cười chế xễu. Với lại, tỉnh nhân định mệnh mà Vương Đại Sư bảo cháu đi tìm. Cháu rất tò mò là, nếu như cháu thật sự có thể tìm ra được cô ấy, thì mọi người sẽ làm sao? Có phải là bất luận cô ấy có khiếm khuyết gì, thì mọi người cũng đều chấp nhận và sau đó đuổi Bạch Anh An ra khỏi nhà Nam Cung không? Cháu nói vậy là có ý gì? Lão phu nhân nhíu mày. Ý của cháu là, nếu người tình nhân định mệnh trong lời đồn là người phụ nữ mà bà ghét nhất, thì liệu bà có chấp nhận cô ấy không? Đương nhiên rồi. Lão phu nhân trả lời, bà ta đương nhiên sẽ chấp nhận. Chỉ cần có lợi cho Vĩ Thành, bất kể là người như thế nào, bà ta đều sẽ chấp nhận. Nhưng việc cần làm trước mắt chính là để cho An Diệp sinh đứa bé ra đã. Vậy thì được vĩ thành gật đầu quay người đi ra khỏi phòng đứng lại lão phu nhân đột nhiên gọi anh lại vĩ thành dừng bước quay người lại hỏi bà những gì cần nói thì đều đã nói rồi bà có chuyện gì không anh an nó đang trong bệnh viện cháu qua với nó đi vĩ thành nhíu mày chẳng phải đã có tiểu lục ở đó rồi sao tiểu lục là tiểu lục cháu là cháu ánh an là vì cháu mà bị thương lẽ nào cháu không qua đó với nó sao vĩ thành chồng ngâm một lúc liền miễn cưỡng gật đầu vâng cháu sẽ qua đó ạ buổi tối vĩ thành quả nhiên tới bệnh viện thật khi anh đến nơi an diệp đang ngồi buồn tè trước cửa sổ thấy anh đến sắc mặt cô không hề tỏ ra ngạc nhiên mà như thể đoán trước được rằng anh sẽ đến vậy vĩ thành nhìn vào chân trái bị quấn đầy băng gạc của cô rồi hỏi với vẻ bình thản vết thương còn đau không không đau nữa an diệp nhìn anh cố gắng nặn ra một nụ cười Chút thường này không là gì cả Đại thiếu gia không cần phải lãng phí thời gian đến tận đây đâu Cô nghĩ như vậy sao Khóe môi Vĩ Thành hơi cong lên Lộ ra một vẻ coi thường Chẳng thế à Nếu cô nghĩ như vậy Thì đã không mách lẻo với bà rồi Mách lẻo ư An Diệp cảm thấy khó hiểu Vĩ Thành thấy bộ dạng giả vờ vô tội của cô Trong lòng gợn lên vẻ chán ghét Cô muốn lợi dụng bà để ép bỏ tôi từ bỏ cô ấy Vậy thì để tôi nói cho cô biết chỉ cần tôi muốn thì không ai có thể ngăn cản được việc tôi thích người con gái nào. Tốt nhất là cô đừng có mà giờ trò âm mưu với cả bà nội. Sau khi vụ tai nạn xe cộ xảy ra, An Diệp tuy thất vọng buồn bã. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một ngày trời, cô ép mình phải nhận ra một điều. Vĩ Thành không yêu cô, chưa từng yêu cô. hôn nhân của hai người cũng đều không phải là tự nguyện. Cho nên kể cả việc anh vì người phụ nữ khác mà để cô vào dòng xe giữa đường thì bản thân cũng không thể trách anh nhận tâm. Nếu sau khi cô bị tai nạn, anh không làm gì, cũng không nói gì cả, vậy thì cô sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô tiếp tục tính kế cho tương lai, anh tiếp tục đi tìm mối tình đầu của anh. Giữa hai người như nước sông không phạm nước giếng, nhưng Vĩ Thành lại xuất hiện, hơn nữa là đến để trách móc cô. Điều này khiến cho An Diệp không thể nào mà nhịn nổi nữa. Anh phát hiện ra rồi à? Cô nhìn anh mà nhanh miệng cười. Nam Công Thiếu ra, anh có giỏi thì đón cô ấy về đây. Sau đó đá tôi ra khỏi nhà Nam Cung. Chứ anh ở đây nói mấy lời sao rỗng đó. Thì có tác dụng gì? Cô đừng tưởng tôi không dám. Tôi chưa bao giờ cho rằng anh sẽ không dám. An Diệp cười khẩy. Sao nào? Cô ấy đã đứng trước mặt anh rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao? Chủ tiểu thư của anh chơi trò mèo vườn chuột cũng khá đấy. Tôi thậm chí còn đoán được tiếp theo đó cô ấy sẽ làm gì? Cấm mồm. Vĩ Thành tức tối quát lên những ngón tay dài bóp chặt hàm dưới của cô loại người vì tiền mà bán cả mình như cô thì có tư cách gì nói cô ấy cô nghĩ cô cao thượng hơn cô ấy nhiều chứ gì không an diệp bị anh bóp chặt hàm dưới cô nhà từng từ một cách khó khăn cô ấy cao thượng hơn tôi cho nên tôi luôn chờ cô ấy trở lại thay thế vị trí của tôi đấy giả dạ tạo vừa thôi vĩ thành hất tay ra và lùi lại sau đó lập tức quay người đi thẳng ra phía cửa phòng bệnh vĩ thành kéo cánh cửa ra chị hà đang nấp bên ngoài nghe lén thì đột nhiên giận nảy mình sau khi thấy vĩ thành chị ta sợ hãi vội vã bước sang phía bên cạnh vĩ thành nhìn chị ta khuôn mặt không vui vì biết đã bị nghe lén nhưng chị hà là bề trên lại là người thân cận bên cạnh lão phu nhân anh có tức giận đến mấy cũng không dám làm gì chị ta mà chỉ còn cách nhẫn nhịn chị hà thấy anh đi về phía thang máy vội vã đuổi theo sau đại thiếu gia xin hãy chờ chút Vĩ Thành không thèm để ý chị ta mà còn đi nhanh hơn. Khi đi qua một hành lang khác, chị Hà cuối cùng cũng đuổi kịp phía sau. Chị ta thờ hồn hền mà nói. Đại thiếu gia, cậu đã trách nhầm thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân không hề mách cho lão phu nhân biết. Là lão vương, lão vương gọi điện thông báo cho lão phu nhân rằng thiếu phu nhân bị tai nạn và cũng là lão vương đã nói cho lão phu nhân biết chuyện cậu đuổi theo chu tiểu thư đó. Bước chân của Vĩ Thành trứng lại, quay đầu nhìn chị ta, Sao Lão Vương lại biết? Ông ấy sắc mặt Vĩ Thành trầm xuống. Là bà đã sắp xếp à? Ừ, chị Hà cười gượng. Đại thiếu gia cậu đừng tức giận. Lão phu nhân cũng vì muốn tốt cho cậu. Sợ cậu gặp bất chắc. Lần nào cũng nói là vì muốn tốt cho tôi. Vĩ Thành tức tối. Đi ra ngoài mua sắm cũng cho người theo dõi. Tôi có còn quyền tự do của mình nữa không đây? Đại thiếu gia, chỉ về nói với bà. Sau này mà còn như vậy nữa, thì tôi sẽ sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa anh tức giận ném cho chị hà một câu chị hà vâng dạ gật đầu lia lịa rồi rời khỏi đó vĩ thành nhìn theo bóng dáng trông rất phục tùng của chị hà anh bất lực hít một hơi trước đây anh từng về chuyện này mà nổi giận với lão phu nhân mấy lần liền nhưng bất kể anh tức giận thế nào phản kháng ra sao lão phu nhân vẫn cứ tự cho mình là người ngầm theo dõi anh và lý do thì luôn luôn là vì muốn tốt cho anh anh biết bà nội anh làm như vậy quả thật là muốn tốt cho anh thật nhưng chẳng ai thích cái cảm giác bị giám sát như vậy cả. Vĩ Thành đứng ở phía hành lang một lúc, khi chuẩn bị bước đi, anh không hề định bước tiếp về phía thang máy mà anh quay trở lại cửa phòng bệnh của An Diệp. Sau việc ban nãy, An Diệp tức đến mức chảy nước mắt ra. Cô vịn ghế đứng lên, men theo mép giường đi từng bước về phía bàn ở đầu giường. Tuy không bị thương đến xương, nhưng khi đi lại thì vết thương vẫn đau đớn như bị rách ra vậy. Đứng bên cạnh chiếc bàn một lúc, cô mới bắt đầu hơi thích ứng được rồi xách bình nước lên rót cho mình một cốc. Uống nước xong, cô muốn lên giường để nghỉ ngơi, chân trái bị thương thì kiểu gì cũng không thể nhấc lên giường được, đau đến mức cô cắn răng, mồ hôi lạnh cứ thế toát ra. An Diệp, mày đừng có sợ đau như thế được không? Cô thầm khinh bỉ mình một câu, sau đó cố gắng dùng sức, khiến cho vết thương đột nhiên đau thấu tim gan. Cô kêu khẽ một tiếng rồi ngã xuống đất. Nhưng cô không hề bỏ cuộc mà còn gan hơn trước. Cô bám lấy thành giường từ từ đứng dậy. Cô không tin bản thân kém đến mức, mỗi khi lên giường cũng không lên nổi. Vĩ Thành đứng ở cửa, cuối cùng cũng không nhìn tiếp được nữa mà đẩy cửa bước vào. Đi đến trước mặt cô không nói gì, mà cúi người xuống bế cô đặt lên giường luôn. An Diệp ngạc nhiên nhìn anh đứng trước mặt mình, mà cô cứ tưởng chỉ là ảo giác. "Chẳng phải anh ấy đã đi rồi à? Sao lại còn quay lại đây làm gì?" Sau khi Vĩ Thành đặt cô lên giường xong, nhìn cô một lượt rồi buông lời chế nhạo chẳng phải là cô rất có bản lĩnh à sao đến giường cũng không lên nổi thế chuyện của anh à an diệp tức tối lườm anh một cái giơ tay vội vàng lau đi nước mắt còn đọng trên mặt cô không thể để anh nhìn thấy nước mắt của cô không thể cho anh cơ hội mỉa mai cô tiếp nhưng hai hàng nước mắt trên má cô đã bị vĩ thành nhìn thấy từ trước vĩ thành cũng không muốn vạch trần cô chỉ kéo chăn lại và đắp lên người cô tiếp xúc với cô lâu như vậy anh làm sao mà không nhìn ra được tính cách của cô chứ? Thật ra cô rõ ràng là một người không mạnh mẽ như vậy, nhưng cứ tỏ ra cứng đầu thôi. Kiểu người như vậy cá tính thì cũng có đấy. Nhưng nhiều lúc thực sự khiến cho đàn ông cảm thấy chán ghét. Nhất là kiểu đàn ông sĩ diện và lòng tự tôn còn cao hơn cả cô như anh. An Diệp nhìn anh một cái, nói với giọng rừng rưng. Anh quay lại đây làm gì? Vừa rồi cãi nhau chưa đủ hạ giận sao? Vĩ Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện anh đã trách nhầm cô, Càng sẽ không thừa nhận trong lòng anh Đã có chút trột dạ và ái náy với cô Mà nói với cô bằng giọng điệu vô cùng không vui Nếu không phải vì bà bắt tôi phải ở lại chăm sóc cô Thì tôi đã đi khỏi đây từ lâu rồi Anh chăm sóc tôi An Diệp cảm thấy mình như vừa nghe được chuyện cười Cô có ý gì? Vĩ Thành nhíu mày Biểu cảm vừa rồi của cô ấy là gì vậy? Là chê bai anh sao? Anh bớt nói đều tôi vài câu Là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi An Diệp xua tay rồi chỉ ra hướng cửa phòng. Đại thiếu gia, nếu anh không muốn tôi phải tức chết thì mời anh lập tức rời khỏi đây cho tôi nhờ. Nói xong, cô còn không quên bổ sung thêm một câu. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ với bà. Giải thích ư? Ừ, cô thì giải thích được gì với bà? Vĩ Thành khinh bỉ. Đừng tưởng dạo này thái độ của bà đối với cô tốt hơn chút mà cô tưởng cô đã thật sự lấy được lòng bà rồi. Nói cho cô biết, tim của bà làm bằng sắt đá đấy. Cả đời này sẽ không bao giờ thật lòng yêu quý bất kỳ ai đâu. An Diệp bị anh nói cho không biết trả lời ra sao. Nhưng những gì anh nói quả thật không hề sai. Lão phụ nhân đối xử tốt với cô không phải là vì quý cô, mà là vì đứa bé trong bụng cô. Điều này từ trước đến giờ cô vẫn hiểu rất rõ. An Diệp cũng không muốn dài dòng với anh. Cô quay lưng về phía anh, rồi nằm nghịch điện thoại. Còn Vĩ Thành cũng không định cãi nhau với cô tiếp. Anh đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Ở trong phòng bệnh một lúc, vĩ thành không chịu nổi nữa anh đứng dậy nói với cô tôi đi ra ngoài tìm cái gì ăn đây cô muốn ăn gì không sao cũng được an diệp không thèm quay đầu sang mà trả lời vĩ thành không chấp nhận được câu trả lời của cô anh nói không có món nào tên là sao cũng được cả tôi muốn ăn điểm tâm tuy cô vừa ăn cơm xong nhưng vì tâm trạng không tốt nên không ăn được nhiều lúc này thực sự có hơi đói vĩ thành rời khỏi bệnh viện tìm được gần đó có một quán điểm tâm nên anh liền vào bên trong trong cửa hàng có rất nhiều loại điểm tâm mỗi loại anh đều mua một ít lúc trước khi đi khỏi ánh mắt anh bị thu hút bởi món kem ở gần tủ bếp cô nhân viên phục vụ thấy anh có vẻ thích kem bèn lịch sự mỉm cười nói chào anh ạ à, kem ở chỗ chúng em ngon lắm anh có thể mua một viên ăn thử vĩ thành nhớ ra sáng nay ăn diệp bị người khác làm rớt mất viên kem thế là anh hỏi cô nhân viên có thể gói đem đi không được ạ à chúng em có hộp để kem đấy nhưng không giữ lạnh được lâu đâu anh vậy cô cho tôi vài viên rồi đóng hộp nhé vâng ạ à, mà anh thích vị gì ạ à? vĩ thành nghĩ một lúc anh thật sự không biết an diệp thích những vị kem gì anh ngượng ngùng mà để lại gọng kính dâm hỏi cô nhân viên cho tôi hỏi là con gái thì thường thích những vị gì vậy dạ cô nhân viên khi bị anh hỏi thì có chút ngạc nhiên mỗi một cô gái có một khẩu vị khác nhau cái này cũng khó nói lắm ạ Vậy thì mỗi vị lấy cho tôi một viên đi. Sao thế? Anh ơi, như vậy có sợ hơi nhiều không ạ? À? Ở đây có tổng cộng 24 vị, hơn nữa giá cũng hơi đắt. Không sao, người kia nhà tôi ăn giỏi lắm. Vâng, vậy được ạ. À. Cô nhân viên phục vụ gật đầu, rồi vừa lấy kem vừa thầm ngưỡng mộ, cái cô nàng giỏi ăn này thật hạnh phúc quá đi. Sau khi đóng gói đồ điểm tâm và kem xong, cô nhân viên đưa hai túi sách khá là to cho Vĩ Thành và còn mỉm cười dặn dò. Nếu về ăn kem mà không hết Thì anh nhớ để những viên kem còn lại vào trong tủ lạnh nhé Được cảm ơn cô Vĩ Thành đón lấy túi đồ Rồi quay người đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm Vĩ Thành quay trở lại phòng bệnh Đặt hai túi sách lên chiếc bàn cạnh giường Và lấy tất cả những đồ ăn ra An Diệp nhìn thấy cả bàn toàn là kem Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc Anh không sao đấy chứ Mua nhiều kem thế làm gì Không biết cô thích ăn vị nào Nên đành mua mỗi vị một viên Vĩ Thành cảm thấy chẳng sao cả. Anh lấy một chút điểm tâm ra ăn, cả ngày chưa được ăn uống gì tử tế, nên giờ anh đã đói meo. Vĩ Thành à, bình thường anh cũng toàn tiêu hoang thế này sao? An Diệp vẫn nhìn anh bằng bộ mặt ngạc nhiên. Kiếm tiền mà không tiêu thì chẳng nhẽ để dành, để rồi nhét vào kẽ quan tài à? Vĩ Thành trả lời một cách rừng dưng, nhưng cũng không thể lãng phí như thế này chứ. Rốt cuộc cô có ăn hay không? Tôi... An Diệp nhìn chỗ kem hấp dẫn này Nước miếng đã chảy từ nãy giờ, nhưng cô thật sự có thể ăn sao? Bị lão phu nhân biết được cô ăn những đồ lạnh, liệu có lại mắng cô không đây? Cô nhìn vị thành, rồi lại nhìn sang những viên kem trên bàn, cuối cùng chọn một viên vị sô cô la để ăn. Mùi vị của thương hiệu này quả nhiên vẫn thơm ngon, đúng vị như trước, cho vào miệng ăn ngon không cưỡng lại nổi. Cô ăn xong một viên vị sô cô la, lại muốn ăn thêm vị dâu, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không được ăn nữa. Nếu ăn tiếp thì có lỗi với bảo bối nhỏ trong bụng của cô quá. Vĩ Thành thấy bộ dạng cô rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng lại không dám ăn. Anh nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Sao? Ngại không dám ăn à? Nói cho cô biết nhé. Trong lòng tôi cô đã mất hình tượng từ lâu rồi. Không cần phải giả vờ với tôi đâu. Ai thèm giả vờ trước mặt anh? An Diệp cầm một miếng điểm tâm lên ăn. Thế sao cô lại không ăn nữa? Vì... An Diệp ngập ngừng một lúc. Cô tìm đại một cái cớ rồi nói. Vì tôi muốn để dành chỗ này cho bọn trẻ ăn Đây vốn là cái cớ mà cô nghĩ ra được trong lúc cấp bách Nhưng cái cớ này cũng khá hay đấy chứ Chạy trẻ, trẻ mồ côi cách đây không xa Dù sao cô cũng không được ăn Đồ đắt như vậy mà vứt bỏ thì phí quá Thả đem đến cho bọn trẻ con ăn còn hơn Vĩ Thành bất lực nói Có cần phải làm ra vẻ vĩ đại như vậy không Tự mình không ăn mà để dành cho bọn trẻ ăn Đương nhiên rồi Điểm này thì anh nên học tôi đấy Vĩ Thành cười khẩy một tiếng cuối đầu vừa xem điện thoại vừa ăn miếng điểm tâm trong tay an diệp nhìn anh một lúc sau mới dám mở lời đại thiếu gia có thể giúp tôi một chuyện được không không được bà bảo anh ở lại chăm sóc tôi mà đúng thế nhưng nếu bảo tôi đi đem chỗ kem đến cho lũ trẻ con thì xin thứ lỗi tôi không thể làm được không tôi chỉ muốn nhờ anh đỡ tôi xuống giường tôi sẽ tự đem qua cho bọn trẻ an diệp nhìn anh mỉm cười chuyện đơn giản như vậy anh sẽ không từ chối chứ cô vĩ thành bực bội chỉ vào cô cô ép tôi đúng không sao cơ tôi có lòng tốt mua kem cho cô ăn mà cô lại kiểu được chiều nên ra vẻ vĩ thành tức giận một tay lấy viên kem một tay còn lại bóp lấy hàm dưới cô mà uy hiếp chẳng phải cô chê tôi đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao giờ tôi đối xử với cô tốt thì cô lại trà đạp lên lòng tốt của tôi hôm nay cô phải ăn hết chỗ này cho tôi vừa nói anh vừa nhét viên kem vào miệng của an diệp An Diệp lắc đầu vùng vẫy, hổn hển hét lên. Vĩ Thành Anh là đồ biến thái, tôi không được ăn. Lại thế nữa, đúng là đồ thần kinh. Nếu cô ăn được thì đã không cần phải anh ép mà cô sẽ tự mình ăn hết rồi. Vì sao lại không được ăn? Sáng nay chẳng phải cô còn tự chạy đi mua kem sao? Tôi, anh cút đi cho tôi. An Diệp cố gắng dùng sức đẩy. Tay cầm kem của Vĩ Thành bị trạch hướng rồi tự quẹt vào mặt anh. Vĩ Thành sở lên mặt thấy dính đầy kem, vừa tức vừa muốn xử cô, An Diệp đang lúc cấp bách tuôn ra một câu. Anh còn ép tôi, tôi sẽ gọi điện nói với bà đấy. Dường như câu nói này thật sự đã có hiệu quả. Bị thành quả nhiên không ép cô nữa. An Diệp nhân cơ hội lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ lộ ra đôi mắt nhìn vết kem trên mặt anh. Rõ ràng rất tức giận, nhưng cô lại không kìm được, bật cười lên thành tiếng. Anh có biết anh dễ thương nhất lúc nào không? An Diệp hiếp mắt cười nói. Là lúc anh bị bà đánh, với cả lúc này vĩ thành bị cô chọc cho hơi ngại và tức đang định lấy chỗ kem còn sót lại trong tay anh mà bôi lên mặt cô an diệp vội vàng thụt đầu vào trong chăn rồi hét lên anh như vậy là lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt đấy Chỉ bằng đem đi thẳng cho những đứa trẻ tội nghiệp còn hơn hay còn người anh sao mà thù dai thế bọn trẻ cũng chỉ vì nghịch ngợm nên bôi kem bên khắp người anh mà anh lại thù dai đến tận bây giờ lỏng dạ hẹp hòi như vậy anh có còn là đàn ông không đấy chẳng nhẽ anh không biết người tốt ắt được báo đáp người đàn ông biết yêu thương mọi người thì luôn có sức hút nhất sao vĩ thành đã không thể tìm được từ nào để có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này nữa chỉ tức bản thân vì sao lại ngu ngốc mua kem cho cô ăn chứ an diệp thế anh không nói năng gì cô biết ngay anh đang tức giận thế là cô đổi giọng anh đừng giận nữa tôi chỉ là có sao nói vậy anh xem xem triệu phi dương người ta có tình yêu thương bao la chưa kìa tuy người ta không đẹp trai bằng anh cũng không nhiều tiền như anh nhưng phụ nữ thích anh ấy thì có xếp hàng dài cũng không hết đến cả vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp viên quế cũng chết mê chết mệt với anh ấy anh vẫn không nói gì an diệp đành hạ giọng tiếp thôi được rồi thực ra anh cũng rất được lòng các cô gái chỉ là nếu tính tình của anh tốt hơn chút nữa tốt bụng hơn chút chắc chắn sẽ càng được nhiều cô gái thích hơn này tôi nói nhiều như vậy mà anh không có chút phản ứng gì hả không phải là tức đến mức không nói lên lời đấy chứ An Diệp cuối cùng không chờ được nữa Mà lật chăn nhìn ra bên ngoài Nhưng trong phòng bệnh còn đâu bóng dáng của Vĩ Thành nữa Đừng nói là Vĩ Thành Đến cả chỗ kem trên bàn và chỗ điểm tâm Cũng biến mất luôn Đổ hẹp hòi An Diệp bất lực lầm bầm một tiếng Chỗ điểm tâm kia cô còn chưa ăn được mấy miếng Vậy mà anh đã đem đi vứt hết rồi Sau khi Vĩ Thành đi khỏi An Diệp dựa vào đầu giường Mở tạp chí ra xem tâm trạng cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Tuy cô không biết cái người đàn ông kiêu ngạo vĩ thành này vì sao lại quay trở lại, hơn nữa còn chủ động mua kem cho cô, nhưng có thể nhìn ra được, đây là sự nhượng bộ ngầm của anh. Tuy hành động sáng nay của anh khiến cho cô rất thất vọng, nhưng có thể biết nhượng bộ là đã coi như một sự tiến bộ rồi. Cô thật sự không dám yêu cầu anh thêm nữa. Mở tạp chí ra xem một lúc, điện thoại để trên bàn của An Diệp đột nhiên reo lên, là Triệu Phi Dương gọi đến. Cô cầm điện thoại lên ấn vào nút nghe. Trong điện thoại vọng ra những tiếng hoan hô của bọn trẻ, Triệu Phi Dương vui vẻ cười. "Cô Bạch à, cảm ơn chỗ kem và điểm tâm của cô nhé. Bọn trẻ hôm nay vui lắm luôn." "Cái gì cơ?" An Diệp nghe mà tưởng như nhầm. "Chỗ kem và điểm tâm? Chuyện gì vậy?" "Vừa rồi, người của phòng bảo vệ đem đến một loạt những hộp kem và điểm tâm, nói là cô Bạch đem đến mà, sao thế? Cô không biết à?" Triệu Phi Dương cũng bị câu hỏi của cô làm cho khó hiểu à là tôi nhờ người đem đến an diệp vội vàng nói thế là chỗ kem và điểm tâm kia không phải bị vĩ thành tức giận vứt đi mà đem đến chạy trẻ mồ côi rồi sao không phải chứ rõ ràng là khi cô còn chưa nói ra yêu cầu thì đã bị anh từ chối thẳng thừng rồi mà sao có thể vẫn đem đồ đến đó được sau khi cúm máy an diệp cứ luôn thắc mắc chuyện này cô nói muốn tự mình đem đến thật ra là vì tức nên nói vậy vĩ thành đáng nhẽ không nên tin cô mới phải vậy rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại thay đổi quyết định đây." Cô cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, mới do dự mà gọi vào số của Vĩ Thành. Điện thoại kêu một lúc lâu mới thấy Vĩ Thành nghe máy. "Anh ở đầu dây bên kia vẫn trả lời với giọng bình thản. Sao thế? Lại muốn tôi làm gì nữa à?" "Không phải." An Diệp mấp máy miệng, cô cảm động nói. "Cảm ơn anh." Nghe nói bọn trẻ rất vui. "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là sự làm việc thiện chưa đủ nhiều." sẽ dễ gặp báo ứng nên mới đi thôi. Nghe được trong giọng nói của anh vẫn còn chút không vui. An Diệp không kìm được mà cười lên thành tiếng. Yên tâm đi, anh sẽ sống thọ trăm tuổi đấy. Cảm ơn. An Diệp cảm nhận được anh chuẩn bị cúp máy, vội vàng nói. Vậy giờ anh định đi đâu? Sao? Muốn tôi ở qua đêm với cô chắc? Không dám. Tôi chỉ là đang nghĩ liệu anh có lại đi uống rượu không thôi. Thật ra cô muốn hỏi anh rốt cuộc đã tìm thấy vị chu tiểu thi kia chưa? Tối nay có phải sẽ đến với cô ấy hay không? Hay là lại đi tìm tiếp? Vừa tìm vừa uống cho bản thân say đến mức không biết gì nữa. Phía bên Vĩ Thành cuối cùng cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Sáng nay tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hứa với cô, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nói xong, Vĩ Thành cúp máy luôn, An Diệp như đứng hình, cứ thế cầm điện thoại ngẩn người một hồi lâu. Cô có phải đã nghe nhầm không? Hay là anh ấy nói nhầm? Anh ấy mà lại xin lỗi cô? Hơn nữa còn hứa lần sau sẽ không như vậy nữa Đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra Vậy thì rốt cuộc hôm nay Ảnh đã tìm thấy cô ấy chưa Vì sao lại đột nhiên nói với cô những lời này Vĩ Thành à Anh nói rõ xem nào Rõ ràng biết anh đã cúp máy Cô vẫn không kìm được mà hỏi lên một câu Nhưng âm thanh vọng lại Chỉ là những tiếng tút tút trong điện thoại Đúng thật là Những câu nói khó lắm mới nghe được Sao lại không nói nhiều thêm chút hãng cúp máy chứ sau khi có được lời hứa của Vĩ Thành, tâm trạng của An Diệp càng trở nên tốt hơn. Một mình cô ở trong bệnh viện cũng không cảm thấy buồn tuổi ấm ức. Tuy cả một ngày một đêm không thấy Vĩ Thành đến thăm cô, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của cô. Cô biết Vĩ Thành không giải bày tỏ tình cảm của mình, có thể làm được như vậy là đã rất khó rồi. Nhưng đã đến thăm cô thì cũng có thể tha thứ được. Hơn nữa công việc của anh bận như vậy, công ty lại ở xa đây nữa. Nói chung khi đã thích một người... Anh ấy có làm gì đi nữa thì cũng là đúng và đáng để tha thứ. Diệu Mỹ thấy tâm trạng của An Diệp tốt lên rõ rệt, cô nói với vẻ trêu đùa. Xem ra dạo này tình cảm của cậu với Vĩ Thành thiếu gia rất tốt đấy chứ. Mặt mày rạng rỡ, lúc nào cũng tươi cười như hoa ấy. Cũng tạm thôi. An Diệp nhìn cô mà cười he he. Thế anh ấy có biết chuyện cậu có bầu chưa? Diệu Mỹ tò mò hỏi. Một câu nói đã khiến cho tâm trạng đang tốt đẹp của An Diệp trở nên xuống dốc trầm trọng. Sao lại nhắc đến chuyện này chứ? Đúng là mất hứng. Đây là chuyện mà cô luôn không dám nghĩ đến, cũng không thực sự có dũng khí mà đoán. Sau khi Vĩ Thành biết được bí mật này thì sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ xử lý hai mẹ con cô ra sao? Cũng không biết nữa. Cô nhìn sang phía cửa phòng bệnh rồi quay qua nhìn Diêu Mỹ và đưa tay lên miệng xụt một tiếng. Lão phụ nhân còn đặc biệt dặn dò bác sĩ ở đây, không được để cho người khác biết chuyện cô đang mang thai. Nếu bị Diêu Mỹ buột miệng nói ra, rồi đến tai Vĩ Thành thì nguy mất. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết sao? Diêu Mỹ hạ giọng nói nhỏ, mặt đầy ngạc nhiên. Thế bình thường đến tối anh ấy không tìm cậu à? Cậu không sợ anh ấy làm ảnh hưởng đến đứa bé sao? Mình có cách mà. An Diệp cười với giọng đắc ý. Giờ cô đã thành thần rồi. Chỉ cần Vĩ Thành đòi thì cô sẽ già vờ ngủ. Hơn nữa ngủ say đến mức có làm gì cũng sẽ không dậy. Vĩ Thành lại là một người thiếu kiên nhẫn thử mấy lần không làm được gì là chán nản bỏ đi luôn. Nhưng số lần Vĩ Thành tìm cô cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa, mỗi khi làm xong việc thì cũng là lúc bản thân anh mệt nhoài rồi. Nhưng cậu không chăm sóc anh ấy, không sợ anh ấy chán cơm thèm vở à? Giờ Mỹ lo lắng thay cho cô, đối với chuyện này, An Diệp thực sự chưa suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ một lúc rồi bất lực nói. Người xuất sắc như anh ấy, bên ngoài không có một hai em thì mới là lạ. Bạch Tiểu Thư, Cậu như vậy là đang tự an ủi bản thân sao? Nếu không thì biết làm gì đây, kiểm soát hành tung của anh ấy chắc. An Diệp không nói rõ ra, nhưng với kiểu người bá đạo kiêu ngạo như Vĩ Thành, sẽ cam chịu bị phụ nữ kiểm soát chắc. Có mà chuyện lạ đàn ông có tiền đều hư hỏng, chuyện này đúng là hơi khó thật. Diệu Mỹ nghĩ xong, nhìn vào chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Vấn đề là giờ thì cậu có cách để đối phó với anh ấy. Nhưng thêm vài tháng nữa thì sao? Lúc đó bụng cậu to lên thì sẽ thế nào?" An Diệp hít nhẹ một hơi nói. "Chuyện này tạm thời mình cũng chưa nghĩ đến. Cô không nói cho Diêu Mỹ biết kế hoạch của Bạch Ánh An, dù sao chuyện kiểu này thêm một người biết là thêm một phần rủi ro." Diêu Mỹ lắc đầu với kiểu thông cảm. "Hay mình có thể lo thay cậu đây." "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi." An Diệp không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. "Nói gì đây? Thì nói chuyện của Triệu Phi Dương và Viên Quế đi." nghe nói hai người họ sắp đính hôn rồi đấy nói đến chuyện này khuôn mặt an diệp lại trở nên tươi tắn trở lại ờ cái đồ bảo thủ triệu phi dương cuối cùng cũng thông não rồi yêu nhau rồi đến được với nhau thích thật đấy an diệp nói với giọng ngưỡng mộ nghe cậu nói cứ như cậu thì không được như vậy không bằng dương mỹ bất lực lườm cô một cái nhưng kể cả có không tốt thì cậu cũng phải chịu đều là tự cậu chọn thôi với lại thấy mặt an diệp đột nhiên hơi biến sắc hơn nữa cứ thế nháy mắt ra hiệu cho cô dầu mỹ hiểu được thì liền không nói tiếp mà quay đầu lại nhìn khi cô nhìn thấy vĩ thành không biết đứng phía sau cô từ lúc nào khiến cho cô giật thót mình cô vội vã đưa tay lên bịt miệng lại trời ơi anh ấy vào từ lúc nào vậy sao không nghe thấy gì hết cả thôi mình về đây hai người nói chuyện với nhau đi nhé dầu mỹ nói một câu rồi quay người bước nhanh ra phía cửa phòng bệnh sau khi vĩ thành nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng bệnh mới quay đầu lại nhìn An Diệp đang trong bộ dạng căng thẳng lo lắng. À mà, An Diệp nhìn anh, mở miệng lắp bắp hỏi một câu. Anh đến khi nào thế? Tôi sao lại không biết nhỉ? Cô còn đang bận nói xấu chồng cô thì đương nhiên là không biết rồi. Đâu có. An Diệp trột dạ và cúi gầm mặt xuống. May mà nhìn phản ứng của anh, hình như anh chưa nghe được những lời mà Diêu Mỹ có nói trước đó. Cũng là chưa phát hiện được cô đã có bầu. Thì ra gả cho tôi khiến cho cô phải chịu nhiều âm ức như vậy vĩ thành mỉm cười với kiều mỉa mai anh biết vậy thì tốt an diệp lầm bẩm một câu tuy cô nói rất nhỏ nhưng vĩ thành vẫn nghe thấy anh bất lực nhếch miệng nói tôi thấy bạn của cô nói rất đúng tất cả đều do cô lựa chọn cho nên kể cả có ấm ức như thế nào thì cũng phải tự chịu thôi tôi đã đang cố gắng chịu đựng rồi an diệp nói phản ứng của cô khiến cho vĩ thành rất hài lòng anh đặt cặp lồng trên tay xuống bàn đây là canh gà mà chị hà nấu cho cô mau ăn đi cho nóng cảm ơn an diệp lập chăn ra và xuống giường vĩ thành thấy cô hành động có chút khó khăn nên hỏi cô muốn làm gì thế tôi muốn vào nhà vệ sinh cô nhiều chuyện quá đấy vĩ thành trần trừ một lúc rồi đi lên phía trước bế cô lên thẳng vào nhà vệ sinh sau đó đặt cô xuống trước bồn cầu an diệp đứng im ở đó một lát thấy anh vẫn đứng yên đó cô đỏ mặt hỏi sao anh còn không ra ngoài đi Nhanh lên, tôi chờ cô. Gì cơ? Anh định nhìn tôi đi vệ sinh á? Không được, có người khác ở đây tôi không đi nổi. Mặt An Diệp càng đỏ hơn. Vĩ Thành bất lực, đành phải đi ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa đúng 5 phút, vẫn chưa thấy cô ra. Thế là bực bội hỏi một câu. Xong chưa đấy? Xong rồi. An Diệp vừa nói dứt lời, trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng phịch. Sau đó là tiếng kêu đau đớn của An Diệp. Vĩ Thành giật thót mình, anh không nghĩ gì mà đẩy cửa xông vào bên trong luôn. Trong nhà vệ sinh, một nửa người của An Diệp ngồi trên nền gạch ướt, ngã một cách thê thảm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Vĩ Thành thấy cô không bị gì to tát, anh thở vào rồi nhìn cô mà bực bội nói. Đây chính là kết cục của việc thích ra vẻ, cô đã đi vệ sinh chưa đấy? Tôi đi rồi, An Diệp nhăn nhó ngồi trên nền gạch. Thật ra tiếng phịch vừa rồi là tiếng nắp bồn cầu rơi gập xuống. Cô chỉ là không cẩn thận chạm vào vết thương, nên đau quá mới thuận theo tư thế ngồi xuống luôn. Ngoài vết thương bị đau ra, chỗ khác không bị gì cả. Vĩ Thành cúi dạp người xuống bế cô lên. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh đặt cô lên giường rồi quay người đi mở tủ, lấy ra một bộ đồ của bệnh nhân. Vừa rồi cô ngồi bệt xuống đất nên quần đã ướt nhẹp, không thấy thì chắc chắn là không được. Nhưng Vĩ Thành đang ở đây, cô thật sự rất ngại, đành giả vờ nói với giọng không sao hết. Không cần thay đâu, lát nữa cô giờ ấy mà. Chờ nó khô thì chắc cô lại cũng bị cảm thôi Sau đó lại phải ở đây thêm vài ngày nữa Bạch tiểu thư tôi bận lắm Đâu có nhiều thời gian mà đến chăm sóc cô đâu Vĩ Thành vừa nói vừa lật người cô Anh lấy tay kéo luôn quần cô An Diệp sợ tái mặt Vội vàng đẩy anh ra rồi kêu lên Vĩ Thành anh đang làm cái gì đấy Để tôi tự làm anh đi ra đi Nhưng cô còn chưa phản kháng xong Thì chiếc quần đã bị Vĩ Thành cởi ra rồi Trời ạ à, Người đàn ông này đến cả những chuyện như thế này mà cũng bá đạo như vậy có tử tế chút được không đây vùng vẫy cũng vô dụng cô đành thuận theo ý anh đôi chân thon dài trắng nón của cô trông rất cuốn hút vĩ thành nhìn và phải thừa nhận anh đã bị rung động nếu không phải vì cô đang bị thương thì chắc anh đã ấn cô nằm xuống mà anh ngước mắt lên nhìn an diệp đang đỏ mặt tía tai vì ngại rồi cố tình trêu chọc cô có phải chưa từng bị ai nhìn đâu còn giả vờ trong trắng nỗi gì Mặt An Diệp không chỉ đỏ cay mà bắt đầu nóng lên. Cô quả thật đã bị anh nhìn thấy không ít lần. Nhưng bảo anh thay quần áo thì đúng là lần đầu tiên mà. Làm sao mà không ngại cho được. Để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, cô cố tình buông một câu. Anh cởi quần của phụ nữ cũng thuần thục đấy chứ. Vĩ Thành đang thay quần giúp cô, đột nhiên dừng tay lại, đưa mắt liếc cô một cái. An Diệp bị anh nhìn cho đột nhiên im bặt lại, nhìn chăm chăm vào anh. Tôi còn có động tác càng thuần thục hơn đấy, cô có muốn thử không? Vĩ Thành nhìn thẳng vào cô mà buông một câu, nói xong còn giờ vờ làm động tác kéo quần cô xuống. An Diệp vội vàng túm chặt quần mình mà lắc đầu lia lịa. Không cần đâu, anh tìm người khác thử thì hơn. Hào phóng vậy cơ à? Hai tay Vĩ Thành chống lên giường, phía hai bên người cô, anh áp sát người xuống, ghé vào tay cô mà nói nhẹ. Tuy cô lắm lời lắm chuyện, tính cách cũng không tốt lắm, nhưng cũng vẫn có điểm đáng để công nhận. Tôi lại thích người phụ nữ hiểu chuyện như cô đấy an diệp bị hơi thở của anh nói bên tai khiến cho cô nhột và khó chịu cô vừa ngọ nguậy để trốn tránh vừa bực bội nói anh anh đừng có mà nói kiểu đấy với tôi anh khen cô như vậy chẳng phải là sau này anh thích qua lại với người phụ nữ nào thì cô đều không thể lên tiếng ngư nếu lên tiếng thì sẽ là không hiểu chuyện rồi trong những chuyện như thế này cô cũng như những người phụ nữ khác tuyệt đối không thể thông cảm nổi đâu những ngón tay thon dài của vị thần lướt trên má cô, giống như đang sờ lên những sợi tơ mềm mại vậy. Chỉ là khi anh lên tiếng thì vẫn là cái điệu bộ khó nghe. Nhờ có phúc của cô mà bây giờ xung quanh tôi không bao giờ thiếu phụ nữ. An Diệp biết ý anh ám chỉ chính là chuyện cô khiến anh được công khai trước công chúng. Chuyện này cũng luôn là khúc mắc của anh. Thôi được, là cô không đúng, là cô đã tự tìm rắc rối cho mình. Nếu biết trước sẽ như vậy, thì lúc đầu cô đã không chịu trận thay Bạch Ánh An rồi. Cũng không đến mức chịu kết cục là 3 tháng sau Phải hoán đổi thân phận với Bạch Ánh An Nghĩ đến chuyện của 3 tháng sau Trong lòng của An Diệp dấy lên một cảm giác buồn bã Và là lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không nỡ với anh Một cách mãnh liệt như vậy Xin lỗi nhá, tôi sai rồi Cô ấy này nói Vĩ Thành bất lực nói Xin lỗi à, đây đâu phải là tác phong hành sự của cô đâu Cô giả vờ giả vịt như vậy chẳng hay ho gì cả anh vẫn thích nhìn thấy cái cảnh cô bị anh hành cho dãy này như đỉa phải vôi nhưng lại không thể làm gì được anh như vậy mới thú vị chứ thấy anh đang định đứng thẳng người lên an diệp vội vàng lấy hai tay ôm chặt cổ anh kéo đầu anh xuống phía cô rồi hôn lên môi anh một cái bất kể ra sao hy vọng sau này anh sẽ luôn được vui vẻ bất luận anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ đi nữa dường như đều không liên quan đến cô nhưng nếu với tính cách của bạch ánh an thì chắc chắn là sẽ không chịu nổi Thật không dám tưởng tượng đến lúc đó Hai người họ sẽ sống với nhau như thế nào nữa Sau khi Vĩ Thành bị cô hôn một cái Khiến cho anh đứng hình Anh nhìn cô như nhìn vật thể lạ Lại là chiêu gì nữa đây Là chiêu vợ hiền mẹ đảm chứ chiêu gì Khuôn mặt An Diệp nở ra một nụ cười hiền Chiêu này không phù hợp với cô đâu Vĩ Thành cúi đầu xuống hôn lên môi cô Lần này đổi lại đến lượt anh chủ động An Diệp không ngờ Anh lại đột nhiên hôn mình hai tay cô đẩy trước ngực anh, chỉ sợ anh sẽ bồng bột mà đè xuống. Vốn dĩ định đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác không nỡ. Hình như đã lâu lắm rồi, chưa được anh hôn như vậy. Vẫn là hơi thở đặc biệt khiến cho cô say mê ấy. Nụ hôn của anh đặt trên mặt cô, mỗi lúc một lâu mới bắt đầu hướng xuống dưới, hôn lên gáy cô. Vĩ Thành thiếu ra. Cô bối rối gọi lên một tiếng rồi hỏi. Anh tìm thấy cô ấy chưa? Đây đúng là câu mất hứng nhất lúc này, nhưng cũng lại là câu mà một ngày một đêm qua cô luôn muốn hỏi vĩ thành đột nhiên dừng nụ hôn đang nồng nhiệt anh thều thào nói nhẹ bên tai cô chưa vậy thì sao anh lại quyết định bỏ cuộc cô lại hỏi thêm một câu cô biết vĩ thành có lẽ không hề muốn cô hỏi những điều này nhưng đáp án này rất quan trọng với cô cô thật sự rất muốn biết vì người phụ nữ đó chiếm phần lớn trái tim anh cho nên cô mới quan tâm nhiều như vậy chẳng phải cô dạy tôi sao không đáng vì một người đã từng bỏ rơi mình mà dày vào mình như vậy. Vĩ Thành hơi nở một nụ cười nhẹ. Đúng vậy, anh đã nghĩ thông rồi. Nếu cô ấy đã sợ anh như vậy, vậy thì để cô ấy đi đi. Để cô ấy đi tìm một người đàn ông bình thường khỏe mạnh. Và đã quyết định buông bỏ, vậy thì không cần thiết phải đi tìm cô ấy để làm phiền cô ấy nữa. Cuối cùng, anh cũng nghĩ thông rồi à? An Diệp mỉm cười. Ờ, ừ. Vĩ Thành quay sang rồi ngồi thẳng người lên, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra, khói thuốc bắt đầu lan tỏa. Cô nhớ là anh biết hút thuốc, nhưng hút rất ít. Lần trước khi thấy anh hút thuốc, hình như cũng là vì người phụ nữ này. Lần này, anh lại vẫn là vì cô ấy, mà, mà hút tiếp. Hơn nữa còn đem theo bao thuốc lá bên mình nữa. Trong làn khói thuốc, sự chán nản của anh lúc ẩn lúc hiện. An Diệp cũng ngồi dậy theo, cô chỉ lên ba chữ, cấm hút thuốc. Phía đầu giường, rồi giơ tay cướp lấy điếu thuốc của anh dập tắt. Tuy đây chỉ là phòng bệnh phổ thông, hơn nữa cũng chỉ có một mình cô trong phòng Nhưng bác sĩ nói anh không được hút thuốc Vì nghĩ cho sức khỏe của anh Nên cô không thể để anh hút được Tôi xin lỗi Tôi quên mất Vĩ Thành nói với giọng ái náy An Diệp cười tươi an ủi Thật ra lúc buồn chán đâu nhất thiết phải hút thuốc đâu Còn có thể uống rượu Vĩ Thành Thấy cô đang ngập ngừng Thế là anh Tranh nói tiếp luôn Đương nhiên không phải rồi An Diệp nhất thời không nghĩ ra được chiêu nào hay Cô chỉ vào mình có thể làm như anh trước đây ấy. Chửi cho tôi một trận thậm tệ, dù sao thì tôi cũng vào tay này rồi ra tay kia thôi. Vĩ Thành đưa mắt, nhìn chằm chằm vào cô một cách tức tối. An Diệp vội vàng dùng ngón tay che lên miệng mình và thêm một câu. Thật ra cũng không phải mỗi lần đều tay này ra tay kia, mà đôi khi cũng chạm vào tận đáy tim đấy. Tùy lúc, tùy tình hình. Cho nên, sáng hôm qua tôi chửi cô ghê như vậy. Kết quả chỉ là một viên kem là dỗ được cô luôn. Là vì cô coi lời nói của tôi chỉ như gió thoảng qua tai sao? Đâu có, hôm qua tôi đúng là bị anh làm cho tức chết. Nghĩ đến những lời mà sáng hôm qua anh nói với cô, trong lòng An Diệp lại thấy bực. Nhưng vì sao cô lại bị một viên kem của anh mua chuộc được, thì điều này cô còn phải nghiên cứu lại. Thật ra, cô cũng không phải thật sự dễ tính mà để tùy anh chửi rủa chút giận như vậy. Chỉ là cô biết nhiều lúc trong lòng anh buồn bực thì đều xả giận lên người cô, xả xong thì cũng nguôi ngoai đi nếu anh cứ phải hút thuốc uống rượu để làm tổn thương bản thân vậy thì cô thả bị anh chút hết giận lên mình còn hơn ăn canh gà đi vĩ thành đột nhiên đứng ra khỏi giường và ra ghế sofa ngồi thầy cô vẫn ngồi im ở đó anh khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cô sao một tôi đút cho cô ăn à nếu anh đồng ý thì tốt quá rồi an diệp cũng nói lại một câu lúc anh bị bệnh tôi đã chăm sóc anh hết mình đấy giờ đến lượt tôi bị bệnh chẳng phải là anh nên báo đáp lại như vậy sao? cô đang đòi sự bình đẳng với tôi à? Vĩ Thành hỏi lại. An Diệp không biết nói gì, biết ngay anh lại dở cái thái độ này ra, muốn anh đút cho cô ăn. nằm mơ đi nhá, cô vốn cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không hề mong anh sẽ đút canh gà cho cô. Thế là cô tự mình dịch về phía chiếc bàn đầu giường, múc canh gà từ trong cặp đồng ra. canh gà vẫn còn chút canh, cô ăn từng thìa một. còn Vĩ Thành ngồi phía đối diện nhìn cô nhìn đến mức khiến cho cô cũng phát ngại. Một lúc sau, Vĩ Thành đột nhiên hỏi một câu. Nghe nói chị Hà dạo này hay hầm canh gà cho cô ăn lắm hả? Bàn tay phải cầm chiếc thìa của An Diệp hơi run. Sao anh lại đột nhiên hỏi câu này nhỉ? Không phải là đã nhận ra điều gì rồi chứ? Cô thậm chí không dám ngước mắt nhìn anh mà cúi đầu đáp. Đúng thế, nhưng vì sao? Bà nói tôi mãi không có bầu chắc chắn là vì gầy quá cho nên... Hờ, đúng là vớ vẩn. Vĩ Thành cười khẩy một tiếng, thấy anh không hề phát hiện ra cô có thai. An Diệp làm thở phào, cúi đầu uống thêm hai thịa canh nữa mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thực ra cô muốn hỏi anh, có phải nhất tiết không được có con không? Nhưng lời vừa ra đến miệng thì cô lại nuốt vào trong. Nếu nhận được câu trả lời vẫn như trước đây, vậy thì càng khiến cô buồn thêm và không có ý nghĩa gì hết. Tùy thái độ của anh đối với cô quả thật đã có thay đổi, nhưng lẽ nào vẫn hy vọng anh thay đổi chuyện có con sao? Rõ ràng là không thể nào mà. Vết thương của An Diệp chỉ là vết thương ngoài da, vốn dĩ có thể không cần nằm viện. Nhưng lão phu nhân không yên tâm, cứ một mực bảo cô nằm viện để quan sát vài hôm rồi mới được ra viện. May mà mấy ngày trôi qua cũng nhanh. Cuối cùng, cô cũng có thể rời khỏi cái phòng bệnh khắp nơi đều là mùi thuốc khử trùng rồi. Điều càng khiến cô cảm thấy vui hơn đó là Vĩ Thành đích thân đón cô ra viện. Tuy điều này rất có thể là do lão phu nhân ép, nhưng có thể nhìn thấy anh đích thân đến thì vẫn thấy rất vui. Thu dọn xong hết chưa? Vĩ Thành hỏi. Xong hết rồi. Tiểu Lục đứng bên cạnh trả lời thay. Vậy thì đi thôi. Vĩ Thành nhìn sang phía An Diệp. An Diệp cũng nhìn anh trên gương mặt phảng phất nỗi thất vọng. Dù sao cũng nên mang một bó hoa đến chúc mừng chứ. Bình thường khi đón người nhà xuất viện, người ta chẳng phải đều sẽ đem theo hoa sao? Gì mà đến chuyện đơn giản như vậy cũng không muốn làm chứ. Vĩ Thành bó tay, nhớn mày nói với giọng không chút khách khí chẳng phải cô dị ứng với phấn hoa sao tôi chỉ dị ứng với phấn hoa ly chứ có dị ứng với loại khác đâu lắm chuyện vĩ thành ném cho cô một câu rồi quay người định đi ra khỏi phòng bệnh an diệp vội vàng gọi anh lại chờ đã lại sao nữa vĩ thành quay đầu lại nhìn thấy cô vẫn ngồi trên giường mà không có ý rời khỏi anh không kìm được mà định quạt cho cô vài câu an diệp lại chỉ vào đầu gối cô nói với giọng vô tội bác sĩ nói tôi vẫn chưa đi lại được nếu không vết thương sẽ dễ bị rách trở lại. Tiểu lục không nghe tiêm nổi nữa, nhìn cô với con mắt kinh thường. Rõ ràng bác sĩ đâu có nói vậy. Vốn tưởng đại thiếu gia sẽ tức tối mà bỏ đi luôn. Ai ngờ, anh ấy lại chỉ lưỡng lự một lúc rồi bước lại nhìn xuống An Diệp nói. Thế cô muốn thế nào? Cõng tôi chứ sao nữa? An Diệp vẫn chớp mắt rồi mở to đôi mắt vô thổi kia mà nói. Sau khi vĩ thành, chân chừ một lúc, anh quay người, lưng hướng về phía cô mà cúi xuống. An Diệp cười thầm trong bụng, cô nghiêng người, hai tay bám vào vai anh rồi ập người lên lưng anh. Cô cười rạng rỡ nói, "Được rồi." Vĩ Thành đứng lên, đỡ chắc hai chân cô rồi đi ra phía cửa phòng bệnh. Tiểu Lục đứng bên cạnh ngơ ngác, người phụ nữ này lại dám bảo đại thiếu gia cõng mình. khờ nữa điều khiến cho cô ta càng ngạc nhiên hơn là không ngờ đại thiếu gia lại đồng ý. Cô ta đứng như trời trồng ở đó một lúc mới hoàn hồn, vội vàng xách đồ chạy theo sau an diệp nằm trên lưng vĩ thành cảm giác vừa mới mẻ vừa thích thú không chỉ tiểu lục thấy bất ngờ mà đến bản thân cô cũng không ngờ vĩ thành lại đồng ý cõng cô xuống dưới tầng dù gì cũng nằm trước mặt bao nhiêu người như vậy vừa rồi cô chỉ là nói đại một câu để thăm dò anh thôi ai ngờ lần thăm dò này lại có được một kết quả bất ngờ luôn đi trên hành lang dài bước đi của vĩ thành vẫn dài và nhanh như vậy rõ ràng chút cân nặng của cơ thể cô không khiến cho anh cảm thấy nặng nề cảm nhận được an diệp nằm trên lưng anh đã cười suốt cả quãng đường anh mới hơi nghiêng đầu qua rồi nhíu mày hỏi cô cô cười gì thế không không có gì an diệp vội vàng không dám cười nữa cô lặng lẽ siết chặt vòng tay vào cổ anh mà áp vào tay anh để có thể cảm nhận rõ hơn hơi thở và mùi của anh anh luôn là mặt trời của cô vừa trói mắt lại vừa ở rất xa một vĩ thành như vậy đúng là khiến cho ai cũng thích cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ yêu anh mất Rõ ràng đã biết yêu anh chính là tự ngược đãi bản thân Nhưng cô vẫn không kìm được Mà muốn lại gần anh để cảm nhận cái tố chất tốt hiếm có này của anh Một lúc sau Hai người đã đến bãi đỗ xe ở tầng 1 An Diệp nhìn xung quanh Bất ra khỏi một câu Sao anh không đỗ xe ở bên ngoài Sao lại đỗ xe ở ngay phía dưới khu nội trú chứ Đỗ ở bên ngoài bệnh viện có phải tốt hơn không Ở đây Cách cửa chính ít cũng phải 200 mét Ý của cô là gì cơ tôi chưa đủ mệt sao? Không phải. An Diệp lập tức lắc đầu. Thế còn, không mau mà buông tay cô ra đi. Ồ, An Diệp mới phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy cổ anh. Thế là cô vội vàng buông ra. Vĩ Thành đưa một tay ra mở cửa xe rồi đặt cô vào bên trong xe. Còn anh thì ngồi vào xe bằng cửa còn lại. Sau khi đưa An Diệp trở về Nam Cung, Vĩ Thành liền ra khỏi phòng ngủ và đến công ty luôn. Chị Hà thấy xe của Vĩ Thành dần dần đi khuất, mới tươi cười nói. Phu nhân, không ngờ đại thiếu gia lại nghe lời phu nhân, đích thân đi đón thiếu phu nhân về. Lão phu nhân đang nhìn ra cửa, liền quay đầu nhìn sang chị Hà nói. Cô nói xem, nó đột nhiên nghe lời như vậy, liệu có phải là đang rời cho gì với tôi không? Ví dụ như đang lén lút qua lại với con bé họ chu kia. Chắc không vậy đâu, chị Hà nghĩ rồi nói. Sáng nay cháu có hỏi trợ lý nhan, cô ấy nói với cháu rằng đại thiếu gia mấy hôm nay đều bận công việc. Ta làm thì lại đến bệnh viện với thiếu phu nhân, chứ không qua lại với người phụ nữ nào cả không phải chứ lão phu nhân lẩm bẩm nói chị hà cười phu nhân à cháu thấy sau khi đại thiếu gia và thiếu phu nhân từ yên thành trở về tình cảm đúng là tốt hơn không ít chẳng đây mới là lý do khiến cho cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời bà cũng nên nhưng mấy hôm trước nó vẫn còn đi tìm người phụ nữ kia cơ mà chuyện này chị hà không giải thích được điều này thì lão phu nhân cũng thấy khó hiểu bà ta trầm ngâm một lúc mới nói với chị hà cho người theo dõi kỹ một chút nếu phát hiện nó gặp người phụ nữ kia thì lập tức báo cho tôi vâng phu nhân chị hà đáp những ngày ra viện an diệp rất quan tâm đến hành tung của vĩ thành sau khi thấy anh không có biểu hiện gì khác về cuộc sống cũng như hành động so với thường ngày cô mới hơi cảm thấy yên tâm tuy cô không biết trong lòng vĩ thành đang nghĩ gì nhưng sau khi thấy anh không qua lại với người phụ nữ đó thì cô cũng thấy yên tâm phần nào xem ra anh không hề lừa cô, mà thật sự đã gạt đi người phụ nữ đó ra khỏi lòng anh. Tùy vị thành cuối cùng cũng sẽ không thuộc về cô, nhưng có thể nhìn thấy anh gạt bỏ được quá khứ, buông tha bản thân, cô cũng cảm thấy rất mừng cho anh. Từ sau khi gả vào nhà Nam cung, cô rất ít khi về nhà vì cô không hề có chút tình cảm gì với ngôi nhà đó. Kể cả hôm nay Hứa Nhã Dung kịch liệt yêu cầu gặp cô, nhưng cô chỉ muốn hẹn gặp ở quán cà phê, chứ không muốn trở về nhà họ Bạch điều khiến cho cô cảm thấy bất ngờ lại trong quán cà phê không chỉ có hứa nhã dung mà đến bạch ánh an cũng ở đó tính ra thì cũng khá lâu rồi cô chưa gặp lại người chị này của mình hôm nay gặp lại thấy chị ta có chút thay đổi nốt ruồi ở đuôi mắt đã được tẩy đi tóc cũng dài hơn xem ra chị ta thật sự đã rất cố gắng để chuẩn bị cho cuộc sống xa hoa sau này rồi thấy cô bước vào bạch ánh an đột nhiên đứng dậy đi tới đặt tay lên vai cô mà tươi cười nói Mẹ ơi, mẹ xem này, hai chúng con có phải là càng giống hơn không?" Người nhã dung quan sát hai chị em, gật đầu với vẻ hài lòng. "Ừ, đúng là giống hơn trước." An Diệp thấy không thoải mái, cho nên bỏ cánh tay của Bạch Ánh An ra khỏi vai mình. Cô thật sự cảm thấy không quen, khi người chị ruột mà xa lạ, còn hơn cả người dưng này lại đối xử thân thiết với cô như vậy. Bạch Ánh An cảm nhận được sự xa cách của cô, nhìn cô mà chế nhạo. "Bạch tiểu thư, Năm xưa khi mày phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mặt tao, sao tao không thấy mày tỏ vẻ chê bai như bây giờ? Đúng rồi, đừng quên cái khuôn mặt này là của chị gái mày đấy. Người Nhã dùng bưng cốc nước lên uống một ngụm, trên khuôn mặt bà ta cũng có chút không hài lòng. An Diệp cười gượng, đúng vậy, khuôn mặt này của cô là của Bạch Ánh An, chồng cô là của Bạch Ánh An, tất cả mọi thứ đều là của cô, của Bạch Đại Tiểu Thư. Mày cười cái gì? Bạch Ánh An tức tối. Không có gì, An Diệp Thu lại nụ cười, nhìn hai mẹ con kia mà nói. Hôm nay hai người gọi tôi ra đây, không phải là để xem thử hai chúng ta bây giờ rốt cuộc giống nhau đến mức nào đấy chứ. Đây là một điểm chính. Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, thong thả đi đến đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm nói. Còn một tháng nữa là ngày mai rơi khỏi nhà Nam Cung. Tao phải tìm hiểu một chút mày sống với người nhà Nam Cung thế nào, đặc biệt là Vĩ Thành. Còn nữa, Tốt nhất mày đừng có rời cho với tao Nếu không thì ba người nhà mày sẽ chết chắc Lại lấy việc này ra uy hiếp cô An Diệp hít sâu lạnh nhạt nói Nhật ký hàng ngày chẳng phải đều gửi cho các người đúng giờ sao Trong đó viết rất rõ ràng mạch lạc Ai biết mày có rời cho gì không Yên tâm đi Trong tay các người có tính mạng mẹ và em trai tôi Tôi nào dám rời trò Lúc đầu để giành được tài sản nhà họ Bạch Hai mẹ con mày có việc gì mà không làm được? Ai biết lần này có vì giành được tài sản nhà Nam Cung mà không quan tâm đến sự sống chết của mẹ và em trai mày không người nói câu này là bạch ánh an trong giọng toàn là mỉa mai an diệp đáp lại cô ta bằng nụ cười khẩy tôi chưa độc ác như chị mày bạch ánh an cứng họng tôi làm sao tôi nói sai rồi sao an diệp không hề yếu ớt đốt chát lại thấy hai người làm căng người nhã dung ngay lập tức lên tiếng ngăn cản được rồi giờ không phải là lúc hai đứa đấu khẩu câm hết đi hai người ngậm miệng người nhã dung chuyển sang an diệp nói dạo này chị mày vẫn luôn không xuất hiện ở nơi công cộng chính là để tránh ánh mắt của nhà nam cung trong thời gian một tháng này mày cố gắng khiêm tốn chút sau đó tìm cái cớ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian hoặc là dứt khoát nói với người nhà nam cung là định ra nước ngoài du lịch với bọn tao nửa tháng nghe rõ chưa nghe rõ rồi an à, diệp khẽ hít vào do dự xem phải nói với bọn họ việc mình có thai kiểu gì đến lúc đó bạch ánh an vào nhà nam cung trong bụng lại không có gì việc này rất khó ăn nói sau đó hứa nhã dung còn nói gì đó nhưng cô không nghe rõ đầu óc dối bời ong ong do dự mãi một lúc cô đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hứa nhã dung tôi có thai rồi hứa nhã dung chợt ngập miệng hai mẹ con chừng cô mới lắp bắp hỏi mày nói cái gì tôi có thai rồi an diệp nói lại một lần nữa hai mẹ con lại kinh ngạc sau đó bạch ánh an đột nhiên tức giận gào rú con đĩ này lúc hét ra câu này Cơ thể cô ta cũng lao lên, đẩy An Diệp ra sofa, tát cô hai cái đau sát. Còn khốn, Vĩ Thành nó của tao, sao mày lại có thể ngủ với anh ấy? Sao lại có thể mang thai con của anh ấy hả? Mày tưởng mày mang thai, thì có thể không cần trả anh ấy lại cho tao sao? Mày, mày đừng có mơ. An Diệp không ngờ cô ta lại tức giận như vậy. Lúc cấp bách vội vàng dùng hai tay ôm bụng như người. Anh An, còn bình tĩnh đã. Mặc dù hứa nhã dung cũng tức giận, kinh ngạc, nhưng dù sao cũng phải lý trí giữ cánh tay Bạch Ánh An an ủi. Giờ con đánh nó xảy thai thì cũng sẽ chỉ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Bình tĩnh chút đi. Mẹ à, Bạch Ánh An dãy rụa dáng vẻ như không đánh chết An Diệp thì không chịu thôi, miệng vẫn cảm giảm. Nó cố ý đây, nó rõ ràng là cố ý. Nó muốn dùng đứa bé để giữ địa vị trong nhà Nam Cung. Nó chính là con khốn, là một con khốn y như mẹ nó. Nếu nó không cần mẹ và em trai mình, thì không mang thai cũng có thể chiếm vĩ thành còn vẫn không hiểu sao Cười Nhã Dung nói Câu nói này cứ như đang nhắc nhở Bạch Ánh An Cũng là đang cảnh cáo An Diệp Mang thai không thể trở thành cái cớ Để cô tiếp tục ở lại nhà Nam Cung Bạch Ánh An cuối cùng không ngừng giải ruộng Tóc tai toán loạn Ngực phập phòng không ngừng Đứng ở đó Hai mắt trận trừng lên nhìn An Diệp trên sofa Hứa Nhã Dung đỡ con gái ngồi xuống sofa đối diện An Diệp Liếc An Diệp một cái nói Thật ra việc này cũng không khó Đến lúc đó An Diệp về nhà mẹ đẻ Bỏ đứa bé sau đó lại nói dối là xảy thai là được Không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta Nghe lời hứa Nhã Dung nói Bạch Ánh An dần bình tĩnh lại An Diệp thì bỗng hoảng hốt Bọn họ muốn cô bỏ đứa bé ư Tôi không muốn phá thai Cô lắc đầu từ chối theo bản năng Nếu không mày định làm thế nào Lé lút sinh à Bạch Ánh An dùng tay Tốm mái tóc dối bời Nhìn chằm chằm cô nghiến răng nghiến lợi nói Mày bỏ cuộc đi Tao sẽ không để con của Vĩ Thành tồn tại trên đời này. Trừ tao ra, ai cũng không có tư cách sinh con cho anh ấy. Đúng, đứa bé này không giữ lại được. Cười nhã dung nói chen vào. An Diệp nhìn biểu cảm kiên quyết của hai mẹ con nhà này, lòng càng dối bời. Đây chính là nguyên nhân, cô vẫn luôn không dám nói với bọn họ việc mình mang thai. Từ quán cà phê đi ra, lòng An Diệp nặng trĩu, cười như một tảng đá không lô đe Từ nhỏ, cô đã có một ước mơ, gả cho người đàn ông mình yêu, Sinh hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu Nhưng giờ trưởng thành rồi Cô cuối cùng cũng gà chồng sinh con Nhưng lại có kết cục thê thảm thế này Người đàn ông cô gà không yêu mình Cô nhịn rồi Nhưng đứa con trong bụng Không ngờ lại ở cảnh tứ bể khốn đốn Vĩ Thành không cần nó Mẹ ghẻ và chị ruột cô Cứ muốn giết chết nó cho bằng được Đáng buồn nhất là người làm mẹ như cô Lại chẳng có cách nào Cô đỡ đẫn đi trên vỉa hè Mấy lần suýt thì va vào người khác mà không biết bất giác cô thế mà lại đi tới con đường cách tập đoàn Nam Cung không xa. Trợ lý nhan vừa từ công ty khách hàng về thì thấy An Diệp thẫn thầu trên vỉa hè. Cô ấy khẽ dẫm phanh, tự tự đỗ xe ven đường rồi hạ kính xuống gọi mấy câu với bóng lưng của cô. An Diệp trên vỉa hè lại không có phản ứng gì, vẫn như một con rối len lỏi trong đám đông. Trợ lý nhan chỉ đành lại khởi động xe, lái tới tập đoàn Nam Cung. Cô ấy đi thẳng lên tầng cao nhất, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Vĩ Thành, lễ phép nói vĩ thành thiếu ra hợp đồng đã ký xong rồi xin anh xem qua để đó đi đã vĩ thành đang vội trả lời email không ngẩng đầu lên một cái ờ vĩ thành thiếu ra tôi có thể nói với anh một câu về việc riêng không trợ lý nhan do dự nói công ty có quy định thời gian làm việc không được bàn chuyện riêng hơn nữa đây cũng không phải việc gì to tát không nhất thiết cứ phải nói với anh chẳng phải đã nói với cô rồi sao không cần tìm cô ấy nữa vĩ thành vẫn không nhìn cô theo anh thấy, ngoài việc này ra thì chẳng có việc riêng nào khác để nói hết. Không liên quan đến chu tiểu thư. Vậy liên quan đến ai? Thiếu phu nhân ạ. À? Vậy thì càng không cần nói. Trợ lý nhan thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, gật đầu. Vậy được rồi. Nói xong thì bèn xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Xong lúc, cô đặt tay lên nắm cửa. Phía sau lại vang lên giọng nói của Vĩ Thành. Khoản đã. Cô rụt tay về, xoay người nhìn anh. Có việc gì sao? Vị... Vĩ Thành thiếu ra, Tiểu phu nhân, cô ấy có phải lại gây chuyện gì không?" anh hỏi, nghiêm túc như trợ lý nhan, nghe thấy câu này của anh cũng không nhịn nổi cười. Chẳng lẽ trong mắt vĩ thành thiếu gia, tiểu phu nhân ngoài gây chuyện ra thì không làm được việc gì khác sao? Vĩ thành nhếch mày, ít nhất hiểu biết của anh với cô bao lâu nay chính là vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ là vừa lúc nãy tôi nhìn thấy thiếu phu nhân một mình thẫn thờ đi trên vỉa hè ở phố Bắc, hình như còn khóc nữa. Trợ lý Nhan nói Một mình thẫn thờ còn khóc nữa ư Lớn thế rồi khóc thì khóc thôi Có phải trẻ con khóc xong đi lạc đâu Anh nói thầm trong bụng Sau đó lại cúi đầu tiếp tục bận rộn Mặc dù Vĩ Thành tiếp tục bùi đầu vào công việc Nhưng dù thế nào cũng không yên lòng được Không ngờ trong lòng lại cứ loạn cào cào Quanh quẩn gương mặt của cái đồ gây chuyện kia Anh thật sự không hiểu tại sao mình lại vì một câu nói của trợ lý nhan mà tâm trạng rối loạn. Hơn nữa tình cảm của anh với người phụ nữ kia Vẫn chưa đến mức bị cô ảnh hưởng tâm trạng Biết thế thì đã không hỏi trợ lý nhan câu kia rồi Dù sao công việc cũng không làm được nữa Anh dứt khoát gặp máy tính đứng dậy khỏi ghế Cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế Đi ra cửa văn phòng Thư ký Trần thấy anh định ra ngoài Vội tiến lên nói Vĩ Thành thiếu ra Nổi tiếng nữa là có buổi thảo luận của phòng kinh doanh Vĩ Thành dừng bước nói Bảo trợ lý nhan chủ trì là được trong lúc nói, anh đã rời khỏi khu vực văn phòng, đi về phía thang máy. An Diệp tử ra đã nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, nhưng cô không để ý, nghĩ bụng Vĩ Thành không thể trùng hợp cũng ở đây. Cô tiếp tục đi về phía trước. Phía trước vừa hay là một chỗ chờ taxi. Vĩ Thành dừng cái két cạnh chân cô. Chiếc xe đen đồ sộ mà quen thuộc. Lần này, An Diệp muốn lở đi cũng không được. Cô ngạc nhiên ngoảnh đầu, xuyên qua cửa sổ xe đã hạ xuống, cô nhìn thấy Vĩ Thành đang ra hiệu bảo mình lên xe. Cô khịt mũi, lại lau gương mặt ẩm ướt của mình. Trên mặt vừa nãy bị ăn hai cái tát của Bạch Ánh An, vẫn còn bỏng rát. Cô đoán trên mặt chắc chắn đỏ rồi. Bản thân nhếch nhác thế này thật sự không thích hợp xuất hiện trước mặt anh. Thấy cô vẫn do dự, Vĩ Thành mất kiên nhẫn nói với cô một câu. Nhanh lên, chỗ này không được đỗ xe. An Diệp chỉ đành kéo cửa xe ngồi vào. Vĩ Thành quan sát, nằm ngón tay cực kỳ nổi bật trên mặt cô. Cô đã đi đâu đây? tôi An Diệp dùng tay ôm má, bỗng không biết phải trả lời anh như thế nào. Nói, Vĩ Thành ra lệnh. Tôi về nhà mẹ đẻ một chuyến. An Diệp nói thật, dù sao thì chính là gặp hai mẹ con kia, không khác gì là về nhà mẹ đẻ nhỉ. Lại đánh nhau với cô em gái kia của cô à? Ừ, thật là. Vĩ Thành mỉa mai với vẻ khinh thường. Lần nào đánh lại người ta đâu mà cứ lao lên đánh nhau với người ta. Cô thấy chưa đủ mất mặt à? Một câu nói nước mắt An Diệp rơi lại trã. Cô đương nhiên cũng biết mình rất vô dụng, nhưng cô cũng không muốn mà. Ai bảo Bạch Anh An là thiên kim tiểu thư, có cha mẹ yêu thương, còn cô thì chẳng là cái thá gì chứ. Vĩ Thành thấy nước mắt cô tí tách rơi, thì hơi lung tung, cô tức giận nổi điên, anh có thể ứng phó dễ dàng. Nhưng cô tủi thân khóc thút thít, anh vẫn là lần đầu thấy. Này, cô có ý gì thế hả? Muốn tôi ra mặt giúp cô? Đối phó với đàn ông, anh làm dễ lắm, nhưng đối với phụ nữ anh không giỏi không phải nói chỗ này cấm đỗ xe sao an diệp bực mình nói vĩ thành không khởi động xe mà rút tờ giấy ăn ném cho cô rồi nói nếu tôi là cô thì sau này sẽ ít về cái nhà đó an diệp gật đầu dùng giấy ăn lau mũi khóc đủ chưa đủ rồi thì tôi đưa về khóc đủ rồi an diệp tiếp tục gật đầu vĩ thành khởi động xe lái về hướng biệt thự nhà nam cung mặc dù mình không thể nói gì với anh hết nhưng có thể than thở với anh. Nhưng lúc này đột nhiên có một người quen ở bên cạnh, trong lòng An Diệp vẫn cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành đang chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhớ ra lúc nãy, anh hỏi mình có phải anh ra mặt sự bạch ánh An giúp không? Nếu cô nói cần thì việc này anh có thể giúp cô giải quyết không? Chỉ sợ sẽ ép cô phá thai như cặp mẹ con kia nhỉ? Về đến nhà Nam Cung, An Diệp lo lão phu nhân nhìn thấy mặt mình, nên gần như là dính vào Vĩ Thành đi vào nhà. May mà lão phu nhân không có ở trong nhà, An Diệp trực tiếp lên tầng. Cô vừa về đến phòng ngủ không bao lâu thì có người gõ cửa vào. Là tiểu lục cầm thuốc đi theo. Thiếu phu nhân, đây là thuốc thiếu gia bảo tôi mang cho cô, giảm sưng tốt lắm. Thuốc ư? An Diệp lắc đầu theo bản năng. Không, tôi không cần. Nhưng mà cô mau cầm ra đi. An Diệp cầm cây má còn đau đớn của mình, nghĩ bụng chuyện còn con mà làm lớn thế này. Nhỡ để lão phu nhân biết được thì cô chắc chắn lại bị ăn trời. Tiểu Lục hơi khó xử đứng ở giữa phòng ngủ, đi đâu cũng không được mà ở cũng không xong. Gương mặt đó vốn đã không đẹp đẽ gì cho cam, còn xưng thế này, cô muốn xấu đến mức nào hả? Ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên giọng nói của Vĩ Thành, tiếp đó là bóng dáng anh xuất hiện trước mặt hai người. Vĩ Thành cầm thuốc trong tay Tiểu Lục, bước đến trước mặt cô nói, bỏ tay ra. Tôi không muốn bôi thuốc lên mặt còn xấu hơn đấy. An Diệp vẫn ôm cái má đỏ lửng, cái này trong suốt Sẽ không khiến cô xấu đâu Trong suốt á à? Thế thì còn chấp nhận được An Diệp bỏ tay khỏi má hơi nghiêng người Giờ gương mặt đỏ ửng cho anh Vĩ Thành cũng không do dự Sau khi cô ngồi nghiêng người Thì mở nắp tuyếp thuốc Dùng tăm bông chấm ít thuốc lên mặt cô Trong thuốc có bạc hà bôi lên mặt man mát rất dễ chịu Đau đớn cũng dần giảm bớt Hơn nữa động tác của Vĩ Thành dịu dàng hơn tưởng tượng An Diệp sắp chìm trong cảm giác thoải mái này rồi nếu biết thuốc này hiệu quả thế thì cô dùng lâu rồi. xong rồi, vĩ thành đưa tiếp thuốc cho tiểu lục, tiểu lục nhận tiếp thuốc rời đi. an diệp mở mắt ra cảm kích nói, cảm ơn. vĩ thành không trả lời cô. lúc đứng dậy từ bên cạnh cô, thì rút ra một tờ giấy ăn và lau tay. anh lau thuốc bất cần để dính lên tay. đúng rồi, hôm nay sao anh ta làm sớm vậy? an diệp hỏi. giờ mới năm giờ, thời gian tan ca còn chưa đến mà anh đã về nhà rồi không giống với thái độ làm việc của anh hôm nay vĩ thành ngừng một lát rồi mới nói ít việc ô an diệp gật đầu thấy anh xoay người định đi thì vội hỏi một câu vậy hôm nay anh có ăn tối ở nhà không cô hy vọng anh có thể ăn ở nhà nhưng anh lại nói không có hẹn với khách hàng khách hàng còn cần anh đích thân đi ư không phải hẹn với người đẹp nào đấy chứ an diệp nghĩ thầm trong bụng nhưng cô không hỏi nhiều chẳng mấy chốc ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng động cơ xe đi xa dần lúc bữa tối mặc dù má an diệp đã bớt sưng không đỏ lắm nữa nhưng lão phu nhân vẫn tinh mắt phát hiện tình hình hơn nữa còn quan tâm hỏi anh an mặt cháu sao thế an diệp dùng tay sờ vào cái má không đau gì nữa hết lắc đầu không có gì ạ à? có lẽ là bị dị ứng dị ứng với cái gì bôi thuốc chưa chẳng tại trời chuyển lạnh ạ à. cháu bôi thuốc rồi cô hơi trột dạ cúi gằm đầu mặc dù lão phu đối xử với cô tốt là vì đứa con, nhưng lúc nào trong lòng cô cũng thấy hơi áy náy, vì đứa bé này chắc chắn không giữ được. Cô cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó, khi lão phu nhân biết đứa bé không còn thì sẽ phản ứng gì. Chắc là sẽ tức đến mức muốn bóp chết bạch ánh an nhỉ. Sao thế? Không có khẩu vị ư? Lão phu nhìn cô. Không, không phải. An Diệp lắc đầu, sau đó cúi đầu ăn cơm trong bát. Việc sau này cứ để sau này nói đi. Hiện tại cũng chỉ có một mình có thể đi đến đâu tính đến đó triệu phi dương và viên quế cuối cùng cũng sắp đính hôn rồi an diệp đồng ý sẽ vẽ ảnh cưới siêu to khổng lồ cho họ viên quế vừa nhận được ảnh cưới thì không hề khách sáo đưa ảnh ngay cho cô nói là lễ cưới một tháng sau muốn dùng tác phẩm cô vẽ mấy hôm nay an diệp đều bận vẽ tranh truyền tâm vào là có thể quên nhiều chuyện phiền não điều này rất tốt vị thành vừa về nhà thì thấy cô đứng ở ban công truyền tâm chỉnh màu vẽ tranh mà ảnh cưới trên giá vẽ đã hoàn thành được một phần ba. Nhìn hai người ôm ấp thân mật, hạnh phúc ngập tràn trong tranh sơn dầu. Vĩ Thành liếc cô một cái hỏi như trêu tức. Cô thường làm việc này sao? Là sao? Vẽ người đàn ông khác. An Diệp cạn lời ngó anh. Đây là việc tốt đẹp biết bao, sao đến miệng anh thì lại thành việc không trong sáng vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Chồng mình không đi vẽ lại đi vẽ người khác. Nếu anh có ảnh cưới, tôi cũng có thể vẽ cho anh. An Diệp đột nhiên xoay mặt qua Nhìn chằm chằm anh Đúng rồi, anh chụp ảnh cưới bao giờ chưa Cô biết anh lấy nhiều vợ Nhưng không biết có từng đi chụp ảnh cưới Với người vợ nào không nhỉ Vĩ Thành cười khinh thường Việc ấu trĩ thế cô nghĩ là tôi sẽ làm mà An Diệp câm nín Việc tốt đẹp như vậy Mà bị anh nói thành ấu trĩ Quả nhiên là trong mắt anh Chỉ có tiền và công việc Chẳng có cái gì hết Chẳng có chút tình thú gì cả Sao có thể nói là ấu trĩ chứ đây là tượng trưng của hạnh phúc Anh nhìn thanh niên bây giờ Ai kết hôn mà không chụp ảnh cưới chứ Thôi con nói thì anh cũng không hiểu được Cô lắc đầu Sáng vẻ lười nói chuyện với anh Vĩ Thành đương nhiên cũng không có hứng thảo luận Chủ đề này với cô Nên đổi chủ đề Tôi khuyên cô nếu có thời gian thì chơi bằng đi học khiêu vũ Và lễ nghi xã giao thì hơn Dù sao thì với thân phận hiện giờ của cô Nếu dự tiệc mà không biết khiêu vũ Thì là một việc rất mất mặt Vĩ Thành nói xong thì nói tiếp luôn. Cuối tuần này có buổi tiệc cần tôi tham gia. Cô tạm thời gác việc vô vị đang làm lại. Học cho tốt môn khiêu vũ đi, rồi nói sau. Là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, không biết khiêu vũ đúng là một việc rất mất mặt. Nhưng bàn tay An Diệp bất giác đặt lên bụng mình. Lúc này hình như không thích hợp để học cái đó nhỉ? Ừ. Cô nghĩ một lúc hơi xấu hổ nói. Tôi không có năng khiếu khiêu vũ, không học thì hơn. Vậy ý cô là đến để có một người phụ nữ khác đi với tôi à chắc cô biết trong tiệc sẽ khó tránh được việc phải uống rượu uống nhiều bất cần thì uống đến tận giường với người phụ nữ khác đó không được vậy cô ngoan ngoãn học đi nhưng mà được rồi việc này cô tự xem rồi làm dù sao tôi dẫn ai đi cũng vậy vĩ thành ngắt lời cô giờ mau đi rửa tay thay quần áo làm gì an diệp nhìn anh khó hiểu vĩ thành bất đắc dĩ nhún vai bà nội cố ý bảo tôi kiếm hai cái vé xem phim về việc này thật ra tôi cũng không phản cảm lắm thì ra là bà nội lại đưa ra đề nghị họ cùng ra ngoài cho khuây khỏa vì đứa con này bà cụ thật sự là lo hết mức cô nghĩ một lúc đặt cỏ vẽ xuống và thay quần áo cô không biết anh không phải rất phản cảm việc này thật không nhưng nói thật cô khá thích dù sao thì bao lâu nay cơ hội có thể cùng ra ngoài xả hơi với anh ít không chịu được lúc hai người tới dạp chiếu phim còn 20 phút nữa thì mới đến giờ chiếu. Vĩ Thành nhìn cái vé trong tay rồi lại nhìn nội dung quảng cáo trên poster. Chân mày gần như là dính lại với nhau. An Diệp đương nhiên hiểu anh đang chê cái gì. Lão phụ nhân mua cho họ vé xem phim tình cảm. Hơn nữa còn là kiểu phim lấy nước mắt xến sầm. Với trình độ thưởng thức của Vĩ Thành chắc là rất khó chấp nhận kiểu phim thế này. Thực ra doanh thu phim này tốt lắm. Đánh giá cũng tốt kể về tình yêu của một cô gái bình thường và một chàng trai nhà giàu một bộ phim rất ý nghĩa nếu đã đến rồi thì an diệp đương nhiên sẽ cố gắng khiến anh có thiện cảm với bộ phim ai ngờ vĩ thành lại dùng giọng điệu vô cùng khinh thường nói thảo nào có nhiều con gái bình thường nghĩ nát óc chui vào nhà giàu thì ra là xem nhiều phim ý nghĩa quá tôi phát hiện anh hình như khinh thường phụ nữ ở mọi tầng lớp an diệp cạn lời nói ai đó nói đúng đàn ông từng bị tổn thương đa phần là biến thái vĩ thành không nhìn poster nữa nói với cô đi thôi phải vào trong rồi. An Diệp giơ tay khoa cửu tay anh. Khoản đã. Sao? Tôi muốn ăn cái kia. An Diệp chỉ bắt răng bơ phía bên phải. Vĩ Thành suýt bột miệng nói theo thói quen. Bảo cô muốn ăn thì tự đi mà mua. Nhưng lời tới bên môi thì lại bị nuốt ngược về. nhấc chân đến quầy bán bắp răng bơ. Mua một bắp răng bơ và một cốc trà sữa. Nhân viên hỏi họ muốn trà sữa lạnh hay nóng. An Diệp vội nói. Tôi muốn nóng. Sao lại không muốn lạnh? Vĩ Thành hỏi cô. Bởi vì tôi không muốn uống đá, sợ bị đau bụng. An Diệp nhận lấy trà sữa, một tay khoác tay anh, đi về phía cửa soát vé. Đi thôi. Anh quả nhiên không hề có hứng thú với loại phim điện ảnh này. Lúc cô nói chuyện tình cảm của nữ chính lận đận mà khóc như mưa, anh chỉ ngồi bên cạnh nói mấy lời qua loa. Ban đầu còn có thể nhắc nhở cô đấy chỉ là diễn thôi, không cần phải coi là thật, như một kẻ bị mắc bệnh tâm thần thế, đồng thời đưa khăn giấy cho cô. Đến nửa sau của bộ phim, khăn giấy cũng chán chẳng buồn đưa nữa. An Diệp vừa quay đầu thì phát hiện anh tựa lưng vào ghế ngủ rồi, ngủ rất ngon. Cũng may anh ngủ được, An Diệp cạn lời, lấy khăn giấy lau nước mắt, lo anh bị lạnh, cô bèn cởi áo khoác trên người xuống đắp cho anh. Lúc bộ phim gần kết thúc, An Diệp vì mót quá, không thể không chạy đi tìm nhà vệ sinh. Để không lỡ mất đoạn cao trào cuối cùng, cô vào nhà vệ sinh xong thì vội vàng quay trở lại. Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Bất ngờ gặp phải Lâm An Nam Bước chân trững lại, cô dừng lại Vốn định lướt qua người anh ta Lâm An Nam lại đưa tay kéo cô lại An Diệp em đừng đi Anh bỏ tay ra An Diệp bực bội giật tay ra khó chịu nói Tôi nói cho anh biết Vĩ Thành đang ở phòng chiếu số 2 đấy Tốt nhất anh nên tự trọng một chút Tôi biết rồi Lâm An Nam nói vẻ nghiêm trình Tôi tìm em có việc Sao lại tìm tôi có việc gì nữa vậy An Diệp vừa nghe thấy lý do này thì tức giận không phải anh lại cố ý đến tìm tôi đấy chứ lâm thiếu ra tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi chúng ta không thân thiết vậy đâu cũng sớm đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi đúng vậy tôi cố ý đến tìm em đấy lâm an à nam không biết xấu hổ nói dạo gần đây tôi hẹn em mấy lần em đều không chịu gặp tôi chỉ đành đi theo em tới đây lâm an à nam nói thật gần đây anh ta hẹn an diệp rất nhiều lần đều bị dứt khoát từ chối ban nãy lúc đi ngang qua tầng dưới vừa hay nhìn thấy xe của vĩ thành thế là theo lên đây. Lẽ nào anh không sợ chọc giận Vĩ Thành à? Yên tâm, nói xong tôi sẽ đi ngay. Nếu đã dám lên chặn đường An Diệp, anh ta đương nhiên là biết Vĩ Thành đang ngủ rất ngon lành trong phòng chiếu. An Diệp không còn cách nào khác, chỉ đành sốt ruột rụp rã nói. Vậy anh nói nhanh đi, việc gì? Là màn nàm thấy cô không cố chấp đòi đi nữa, môi cong lên, lộ ra một nụ cười dễ cợt. Xem ra em và Vĩ Thành chung sống với nhau cũng hòa thuận đấy chứ. Quan hệ tốt đến mức Có thể cùng đi xem phim rồi Có điều tôi rất tò mò Nếu như em biết nhân cách thực sự của anh ta Và những gì anh ta đã làm với em Liệu còn có tâm trạng đi xem phim với anh ta không? Nói vậy là ý gì? An Diệp cau mày Lâm mà An Nam dừng lại một lúc Rồi tiếp tục dùng giọng dễu cợt nói Em chẳng phải vẫn luôn rất muốn biết tại sao bà ngoại em chết đúng không? Thật ra việc này em đi hỏi Vĩ Thành. Vì anh ta biết rõ hơn ai hết trong lòng cô dấy lên sự kinh ngạc hỏi theo bản năng anh nói cái gì tôi nói bà ngoại em yêu thương nhất thật ra là bị vĩ thành một tay bước chết chính là vì căn nhà nhỏ của bà ngoại em anh ta đã ép chết bà ngoại em mà em còn ngây ngô gả cho anh ta hầu hạ anh ta thậm chí còn có tâm trạng đi xem phim với anh ta cô kinh ngạc nhìn anh ta anh ta nói sao bà ngoại là do vĩ thành bước chết ư sao có thể chứ vĩ thành có quan hệ gì với bà ngoại cô tại sao lại muốn ép chết bà thật không thể hiểu nổi. Anh nói dối. An Diệp khó khăn lắm mới định thần lại được. Trừng mắt gầm khẽ lên một câu, vẫn nộ nói. Chẳng phải anh muốn chia rẽ tôi và Vĩ Thành sao? Đến thủ đoạn bị ổi này mà anh cũng làm ra được. Tôi nói cho anh biết, tôi còn lâu mới mắc lừa anh. An Diệp nói xong, xoay người định đi. Cô không tin, tuyệt đối sẽ không tin. Em rốt cuộc là không muốn tin, hay là không dám tin. Lâm An Nam thốt ra một câu về phía bóng lưng cô, đánh thẳng vào sự mâu thuẫn trong lòng cô phải cô rốt cuộc là không dám tin hay là không chịu tin không chịu tin bà ngoại cô chết trong tay vĩ thành nếu như lâm an nam nói đúng vậy thì cô nên đối diện với vĩ thành như thế nào đây không cô sẽ không tin vào điều này tuyệt đối không quay người lại nhìn anh ta mặt không biểu cảm nói tôi sẽ không tin bất cứ lời nào anh nói lâm an nam mặc kệ nhún vai sự thật là sự thật bất luận em trốn tránh thế nào thì nó vẫn là sự thật Muốn biết chân tướng cũng đơn giản, đi điều tra những bất động sản đứng tên Vĩ Thành là ra mà. An Diệp không nói gì nữa, lâm màn nam bước tới hai bước rồi lứng lại trước mặt cô, cười một lúc. Thật ra tôi làm thế này cũng không có ý gì khác, chỉ hy vọng em có thể biết được con người thật của Vĩ Thành. Không sao lúc chia tay với Vĩ Thành thì lại đau lòng quá. An Diệp khó chịu, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác đến thở thôi cũng khó. Mặc dù luôn miệng nói là không tin Lâm An Nam, nhưng nghe được những lời này xong làm sao có thể không chút mảy may được không thể làm được làm sao cậu biết chúng tôi nhất định sẽ chia tay chứ đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng an diệp bỗng căng thẳng người cứng đờ tại chỗ lâm màn nam cũng không ngờ vĩ thành lại đột nhiên đi ra bộ phim vẫn chưa kết thúc mà anh ta có vẻ ái ngại cười với anh anh họ vĩ thành khẽ nhếch mép tay cầm áo khoác của an diệp cất bước đi đến bên cạnh cô rồi giơ tay khoác nhẹ qua vai cô, đánh mắt sang Lâm An à Nam. "Tôi hỏi cậu đấy, sao cậu biết chúng tôi nhất định sẽ chia tay?" Lâm An à Nam há hốc miệng, cười xấu hổ. "Em chỉ là nghe nói, anh họ vốn không thích chị dâu họ cho nên cho nên cậu nghĩ chúng tôi nhất định sẽ tan à?" "Thật ngại quá." Lâm An à Nam ngại ngùng xoa tay, nhìn An Diệp cười nói. "Trùng hợp gặp chị dâu họ ở đây, chỉ quan tâm vài câu thôi, không có gì nữa thì em đi trước đây, tạm biệt." Nói xong, anh ta quay người đi về phía lối ra của sạp lâm an nam đi rồi an diệp vẫn cứng đờ người như một xác chết ở đó vĩ thành cúi đầu nhìn cô lạnh nhạt hỏi một câu cô không định giải thích với tôi sao cái gì an diệp ngây ra hỏi giải thích cái gì giải thích bản thân tại sao tự dưng lại có ở đâu ra một bà ngoại sao giải thích bà ngoại của mình lại có quan hệ gì với vĩ thành à trời ơi rốt cuộc anh ra từ lúc nào vậy ngày được bao nhiêu rồi vĩ thành liếc một cái hướng rời đi của lâm an nam đương nhiên là giải thích quan hệ giữa cô và cậu ta chắc không thể nào gặp gỡ trùng hợp đến vậy chứ an diệp ngừng mặt lên không trả lời mà hỏi ngược lại anh ra đây lúc nào thế vừa mới ra chưa được hai phút vĩ thành nói anh vừa tỉnh lại phát hiện ghế bên cạnh trống thế nên mới ra ngoài đi tìm kết quả là vừa rẽ ra đã nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau trò chuyện hơn nữa còn nói về chuyện chia tay anh cũng may anh gần như cũng chưa nghe được mấy An Diệp thở vào Tôi và anh ta gặp nhau thật sự chỉ là trùng hợp Cô nói trong lòng vẫn nặng chịu Như bị đá đè lên Trùng hợp gặp Mà còn nói được cả chuyện chia tay với tôi sao Vĩ Thành như người Chặn cô ở bức tường hành lang Nhìn cô với cự ly gần như cháy xễu Sốt ruột Muốn rời xa tôi như vậy à Tôi không có Vậy hai người Vĩ Thành An Diệp khẽ quay mặt đi trốn tránh hơi thở nồng nhiệt của anh. Anh cũng không phải không biết, không chỉ riêng anh ta, mà tất cả mọi người đều nghĩ sớm muộn, chúng ta cũng sẽ chia tay. Vậy sao? Sao tôi không biết nhỉ? Bởi vì anh vốn dĩ đâu có quan tâm. Ai nói tôi không quan tâm? Vĩ Thành đưa tay bóp vào cổ cô và nhìn cô chăm chú. Cho dù là tôi không quan tâm thật, nhưng cô bây giờ vẫn là vợ tôi, vẫn thuộc về tôi, chỉ cần là đồ của tôi, thì tôi không thích chia sẻ với người khác. Cô hiểu chưa? Tôi hiểu. An Diệp rưng rưng nước mắt. Hiểu thì tốt, lần sau nhớ tránh xa cậu ta ra một chút. Anh bỏ cô ra rồi lùi lại một bước. Vĩ Thành vốn định quay người rời đi. Nhưng An Diệp đột nhiên lại kéo cổ tay anh lại. Nước mắt lưng trọng nhìn anh đau đáu. Tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Hỏi đi. Vĩ Thành lấy ngón tay cái lau nước mắt cho cô. Lau nước mắt đi đã. Tôi ghét phụ nữ mít ướt lắm. An Diệp đưa tay lau nước mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng đột nhiên chẳng nói gì cả. Cô nên hỏi thế nào đây, trực tiếp hỏi anh có phải hung thủ đã hại chết bà ngoại của cô không, hay là hỏi anh có phải năm đó đã mua lại căn nhà nhỏ của nhà họ Chu không. Bất luận hỏi thế nào, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bí mật mình không phải là Bạch Ánh An. Sao không hỏi nữa? Vĩ Thành nhìn vẻ bối rối trên mặt cô khẽ cau mày. Không sao, An Diệp lắc đầu. Đi, đi về thôi. Hai người cùng xuống tới tầng 1, lúc cất bước đi ra cửa lớn, Vĩ Thành khoác chiếc áo khoác anh đang cầm trong tay lên người cô. Hành động này tuy nhỏ bé nhưng lại khiến cho An Diệp cảm thấy buồn hơn. Nếu như là trước khi gặp Lâm An Nam, cô có thể sẽ vì hành động này của Vĩ Thành mà vui sướng. Nhưng bây giờ trong lòng lại là đau thương. Nếu như Vĩ Thành thật sự là hung thủ giết bà ngoại cô, thì cho dù anh có làm gì, cô cũng sẽ không niệm tình đâu. Bởi vì từ bé đến giờ, bà ngoại là người thân thiết nhất, yêu thương cô nhất. Từ lúc lên xe, An Diệp luôn duy trì trong trạng thái im lặng, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, đăm chiêu, nhìn khung cảnh đường phố lập loè ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi được nửa đường rồi, cô vẫn không hề nhúc nhích. Một An Diệp im ắng như thế lại khiến cho Vĩ Thành ngồi bên ghế lái, thấy không quen. Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, giọng bình thản nói. Bộ dạng này của cô rốt cuộc là vẫn đang đắm chìm trong cuộc gặp gỡ tình cờ với Lâm An Nam hay là đắm chìm trong bộ phim tình cảm não tàn kia vậy? An Diệp thấy anh nói thế, Lấy được chút tinh thần tùy tiện nói Đương nhiên là bộ phim rồi Cô cũng muốn tỏ ra vui vẻ Giống như lúc ra khỏi nhà Nhưng cô thật sự không thể nào giả vờ được Cô nhìn Vĩ Thành một cái Trong lòng nghĩ nếu như hôm nay không gặp Lâm An Nam Thì tốt biết mấy Có thể sau khi bộ phim kết thúc Cô sẽ bắt Vĩ Thành cùng cô đi ăn đêm Hoặc là đi dạo phố gần dạp chiếu phim Nói chúng sẽ không về nhà Trong trạng thái trầm tư như thế này Về đến nhà An Diệp vào nhà tắm rửa Đến vẽ cũng chẳng có tâm trạng vẽ Cứ thế cuộn tròn trên giường Chỉ là bất luận cô cố gắng thế nào Cũng chẳng thể ngủ được Cô bỏ chăn ra Nhìn đồng hồ trên tường Đã 12 giờ rồi Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa An Diệp lập tức xoay người nhắm mắt ra vờ ngủ Không còn đoán thì cô cũng biết là Vĩ Thành đi vào Vĩ Thành vừa tắm ở phòng của mình Cơ thể đột nhiên ham muốn được động chạm vào cô Nên mới qua đây Anh cất bước đến bên giường ngắm nghĩa cô đang say giấc nồng một lúc. Sau đó kéo chăn ra nằm vào, còn thuận tay vòng từ đằng sau lên, ôm cô vào lòng. Mỗi lần khi anh muốn cô, đều thích ôm cô từ đằng sau, tự tử hôn cô tỉnh lại, lần này cũng vậy. Hơi thở của anh nồng nhiệt như vậy, nụ hôn của anh mãnh liệt như vậy, cơ thể An Diệp cũng căng thẳng, suy chút nữa thì phát ra tiếng. Cảm nhận được sự cương cứng của cơ thể cô, Vĩ Thành khẽ thì thầm vào tai cô. Lại giả dạ vờ ngủ đây à? Bị anh phát hiện ra, An Diệp yếu ớt mở mắt, nhưng người né tránh nụ hôn của anh. "Lần nào tôi tới cô cũng giả vờ ngủ, có người vợ nào không chịu hợp tác như cô không?" Vĩ Thành dứt khoát lật người cô lại, ép cô đối diện với anh. "Hay là tôi làm gì khiến cô ghét à?" "Xin lỗi, chỉ là tôi hơi mệt." "Lần nào cũng không giả vờ ngủ thì bảo là mệt. Rốt cuộc là cô muốn chia tay hay là tôi muốn?" Cô không thể nào tránh né được ánh mắt cưỡng ép của Vĩ Thành, An Diệp không trả lời được cũng không cách nào từ chối, chị đành nhắm mắt lại, để mặc cho anh hôn lên cơ thể mình. Chiếc đai của váy ngủ tuột ra trong tay anh, anh dùng cơ thể ấm áp để sưởi ấm cô thay cho quần áo. Một việc vốn dĩ rất tuyệt, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những lời Lâm An Nam nói. Vĩ Thành giết chết bà ngoại cô, cô lại gả cho anh, thậm chí còn vui sỉ cung phụng bên dưới cơ thể anh. Nếu bà ngoại dưới suối vàng mà biết được, có khi nào tức đến nỗi chết không nhắm mắt được không? nụ hôn của vĩ thành lại di chuyển lên khuôn mặt cô nếm được vị cay đắng động tác của anh dừng lại khẽ ngừng đầu quan sát cô an diệp nhắm mắt lại quay mặt đi không thể nào nhìn thẳng vào anh nước mắt trên gương mặt của cô đã thành công dập tắt toàn bộ sự nhiệt tình của vĩ thành anh bỏ cô ra ánh mắt chằm chằm nhìn cô chứa đựng ca lửa giận tôi đã nói tôi không thích con gái mít ướt rồi mà nuốt nước mắt vào cho tôi đừng có làm cho tôi đáng cưỡng hiếp cô vậy An Diệp đưa tay lên mặt lau nước mắt, quay lưng lại với anh. Vĩ Thành lần đầu tiên gặp phải một người con gái kỳ cục như vậy, đầu óc rối bời, quay người xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ dưới đất lên, mặc vào, đi ra cửa phòng ngủ không cả ngoái lại nhìn. Anh đi rồi, trong lòng An Diệp cũng trống rỗng. Cô lúc này mâu thuẫn như vậy đấy, vừa im lặng kháng cự anh, vừa mong muốn được gần anh hơn. Cô biết kết cục của việc chọc giận Vĩ Thành là một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt nhìn thẳng của anh. Nhưng cô thật sự không có cách nào không nghĩ tới những lời mà Lâm An Nam nói. Hứa Nhã Dung cảm nhận được ánh mắt thăm dò của lão phu nhân trong lòng trột dạ. Trong lúc cấp bách, bà ta tiếp tục nói một câu. "À, thật ra đây là ý của Ánh An, chỉ là nói với lão phu nhân thì nó ngại, cho nên nó bảo tôi đến tận đây để nói với bà đấy." Nói xong, bà ta giật giật cánh tay của An Diệp mà nói, "Đúng không, Ánh An?" An Diệp ngạc nhiên nhìn hai người rồi gật đầu như một cái máy. Đúng thế, bà nội. Người nhà dung mới hơi cảm thấy yên tâm. Lão phu nhân nghĩ một lúc, thấy cho An Diệp đi thì không yên tâm. Cái thai này quá đỗi quan trọng. Bà ta muốn đích thân bảo vệ cô, cho đến khi đứa bé ra đời. Chị Hà nhìn hai mẹ con rồi lại ghé tai lão phu nhân nói. Lão phu nhân, bụng của thiếu phu nhân sắp to lên rồi. Dù đại thiếu gia thiếu kinh nghiệm, đến mức nào thì cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi chỉ bằng cứ để thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ ở một thời gian thì hơn. Đây quả thật là cách duy nhất rồi, kể cả không cho An Diệp về nhà mẹ đẻ, thì cũng lắm 10 ngày hoặc là nửa tháng nữa. Trước khi bụng cô to lên thì lão phu nhân cũng định sẽ đưa cô ra bên ngoài ở. Thay vì sống cuộc sống trong giam cầm, để cô ấy trong thời kỳ mang thai sống buồn bã u uất chi bằng cho cô về nhà mẹ đẻ, được sống một cách vui vẻ, như vậy cũng tốt cho sự phát triển của đứa bé. Nếu anh An muốn về nhà Vậy thì về ở một thời gian đi vậy. Lão phụ nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Hơi nhã dung cuối cùng cũng thở phào, cười mà không khép nổi miệng. Cảm ơn lão phụ nhân, tôi sẽ đưa nó về ngay đây. Nói xong, bà ta vội vàng kéo tay An Diệp. Anh An à, mau lên phòng thu dọn đồ đi. Đi luôn bây giờ à? An Diệp hỏi một câu theo phản xạ. Thế này liệu có gấp quá không? Cô còn chưa nói với Vĩ Thành chuyện này mà. Đương nhiên rồi, bố con vừa nghe tin, có thể con sẽ về nhà mà đang vui quá kìa giờ không ở công ty nữa mà đang ở nhà chờ con đấy khi hứa nhã dôm nói những câu này bà ta đã lén lút dùng tay véo cánh tay an diệp ra hiệu an diệp không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn nói với lão phu nhân bà ơi cháu lên phòng thu dọn đồ đạc đây ạ à? lão phu nhân gật đầu không quên dặn dò về đến nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt đừng có để bị ngã hay bị va đập vào đâu biết chưa cháu biết rồi ạ à. An Diệp đột nhiên thấy khóe mắt cay cay Lần đầu tiên cảm thấy mình có lỗi với bà ta Để bản thân không bị thất lễ Cô quay người đi thẳng lên trên tầng Vừa vào đến phòng ngủ Hứa Nhã Dung đã lập tức trở mặt Nhìn chằm chằm vào cô mà mỉa mai Sao thế? Ở đây cuộc sống quá xa hoa sung sướng Nên không nỡ rời đi chứ gì An Diệp mặc kệ bà ta Mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc hành lý Cũng phải Loại người nghèo hèn từ bé Khó khăn lắm mới được sống một cuộc sống giàu có đương nhiên là vô cùng tiếc nuối rồi. Khơi Nhã Dung đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô. Mày ấy, liệu mà cảm ơn chị gái mày đã cho mày thỏa lòng cuộc sống xa hoa đi? Nếu không, cả đời mày cũng chẳng biết mùi vị của một thiếu phu nhân trong gia đình giàu có là như thế nào đâu. An Diệp không nhịn được nữa mà quay đầu qua nhìn chằm chằm bà ta rồi dừng dưng nói. Gì à? Họa từ miệng mà ra đây. Sao bà biết ở cửa không có người của nhà Nam Cung đang nghe lén? Bị cô nói vậy hứa nhã dung lập tức im bặt. Bà ta đứng dậy đi ra mở cửa. Sau khi không thấy có ai bên ngoài thì bà ta mới vuốt ngực thở vào. Tuy bên ngoài không có ai nghe lén nhưng để đề phòng bà ta vẫn nên cẩn thận hơn. Nếu không thì bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển mất. Lúc trước khi An Diệp đến đây gần như không đem theo bất cứ thứ gì đến cả. Những bộ quần áo hay những đồ dùng hàng ngày sau này đều là do nhà Nam Cung chuẩn bị cho. Hôm nay cô đi, Đương nhiên cũng chẳng có mấy thứ để mang đi cả Cô treo mấy bộ quần áo lần trước đi mua cùng Vĩ Thành vào tủ Không định mang theo một bộ nào hết Những đồ trang sức đi chọn mua cùng anh Cũng không mang đi mà để yên vị trong ngăn kéo Từ nay về sau Tất cả những thứ ở đây đều sẽ thuộc về Bạch Ánh An Có chút không nỡ Có chút tiếc nuối Nhưng Trung Quý không thể thắng nổi cái hiện thực Mà cô đang phải đối diện Hy vọng từ nay về sau Cuộc sống của cô có thể trở về sự yên bình trước đây không có Lâm Man Nam, không có Vĩ Thành, càng không có nơi mà gọi là nhà họ Bạch nữa. Hứa Nhã Dung không chờ được nữa mà dục cô. "Được rồi, đừng có mà lưu luyến nữa. Có lưu luyến thế nào thì tất cả những thứ ở đây cũng không thể thuộc về mày đâu." An Diệp thu lại ánh mắt luyến tiếc, xách cái túi nhỏ trên ghế sofa và cùng Hứa Nhã Dung đi xuống dưới tầng. Khi đi tới cầu thang, Hứa Nhã Dung đón lấy chiếc túi trong tay cô, một tay còn lại khoác vào tay cô rồi đi xuống dưới tầng. Trông cứ như hai mẹ con tình cảm lắm vậy Lão phu nhân Vậy chúng tôi đi đây Hứa Nhã Dung chào lão phu nhân một cách cung kính Lão phu nhân nể mặt chắt của mình Nên thái độ đối với bà ta cũng nhẹ nhàng hơn chút Cô về nhé An Diệp nhìn lão phu nhân gật đầu một cái Rồi lại cùng hứa Nhã Dung đi khỏi phòng khách Của nhà Nam Cung Lần đầu tiên bước vào cổng chính của nhà họ Bạch Là từ rất nhiều năm về trước Mẹ cô đưa tới nương tựa vào bố ruột nhưng lại bị hứa Nhã Dung đuổi ra khỏi nhà một cách tuyệt tình. Lần thứ hai là mấy tháng trước, người Nhã Dung đích thân đến nhà cô mời cô và mẹ với cả em trai cô trở về nhà họ Bạch đoàn tụ. Sau đó cuộc sống như ác mộng cứ thế bắt đầu đến với cô. Mẹ ruột và em trai thì mất tích, cô bị lừa và ép thay thế Bạch Ánh An gả cho Vĩ Thành. Cuộc sống đang bình yên liền rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Giờ đây lại một lần nữa bước vào nhà họ Bạch, thứ chờ đợi cô vẫn là những điều xui xẻo thấy cô trở về bạch ánh an vui mừng khôn xiết vì kế hoạch của cô ta cuối cùng cũng sắp thành công trong bữa ăn tối bạch ánh an thậm chí còn gấp cho an diệp rất nhiều đồ ăn tươi cười hỏi thăm cô về những chuyện khi cô ở nhà nam cung trong lòng an diệp cảm thấy khó chịu cười như nghẹn một cục bông để những món ngon trên bàn nhưng cô không thể nuốt nổi người nhã dùng gấp cho an diệp một miếng thịt bò rồi cười nói mau ăn đi ăn xong hai chị em cùng nhau tâm sự sau đó ngủ sớm đi giữ tinh thần cho tốt tao đã hẹn với một bác sĩ phụ sản rồi sáng mai chúng ta sẽ đi bỏ đứa bé. Bàn tay đang cầm đũa của An Diệp khựng lại, ngước mắt lên nhìn Hứa Nhã Dung. Hứa Nhã Dung thấy cô nhìn bà ta thì lườn an ủi. An Diệp à, không phải sợ, giờ toàn là nạo thai không đau thôi. Với lại đứa bé vừa mới hình thành sẽ không đau đâu. An Diệp cười một cách buồn bã. Thử cuộc quan tâm đâu phải là sự đau đớn của cuộc phẫu thuật đó. Bạch Cảnh Bình đặt đũa xuống rồi đứng lên nói. Tôi ăn no rồi, mấy người cứ ăn đi. Bố à, sao bố ăn ít thế? Bạch Ánh An quan tâm hỏi. Lúc chiều ăn nhiều điểm tâm quá, nên giờ chưa thấy đói. Bạch Cảnh Bình chỉnh lại áo, khi rời khỏi bàn ăn còn nói với An Diệp một câu. An Diệp, ăn xong nhớ đến phòng làm việc của bố một lúc. Chưa chờ cho An Diệp trả lời, ông ta đã rời khỏi phòng ăn đi lên trên tầng. An Diệp rõ ràng không thể ăn tiếp được nữa. Bạch Cảnh Bình vừa đưa khỏi, cô cũng đứng lên luôn, không nói gì với hai mẹ con nhà kia câu nào mà cứ thế rời khỏi phòng ăn hai mẹ con nhà kia đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô rời đi bạch anh an đột nhiên có chút lo lắng mà nhìn sang hứa nhã dung mẹ ơi mẹ nghĩ xem bố gọi nó vào làm gì thế còn làm gì nữa yên tâm đi bố con thương con nhất cười nhã dung cúi đầu tiếp tục chỗ ăn thức ăn trong bát điều này thì cô ta đúng là không cần phải lo gì cả an diệp gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của bạch cảnh bình Cô nhìn về phía sau trước bàn làm việc nói Bố à, bố tìm con à Ừ Bạch Cảnh Bình ra hiệu bảo cô ngồi xuống An Diệp làm theo lời ông ta Mà ngồi phía đối diện chờ ông ta nói Năm xưa Bố đã để hai mẹ con cô phải lang thang đầu đường xó chợ Cô đã quá thất vọng với người bố này Giờ đây bị ép gà cho Vĩ Thành Lại bị ép rời xa Vĩ Thành Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta Bạch Cảnh Bình hít nhẹ một hơi rồi nhìn cô nói An Diệp, Đầu tiên bố muốn con hiểu rõ một chuyện, đó là năm đó nhà họ Bạch gặp nạn, là nhà mẹ kế của con đã bỏ tiền ra cứu lấy nhà họ Bạch. Chuyện này con có nghe nói rồi, cho nên bố mới bỏ mẹ con và chọn kết hôn với người đàn bà đó. An Diệp cười khẩy, sau đó khi bố kết hôn rồi lại không muốn từ bỏ mẹ con, thế là tiếp tục lén lút qua lại với mẹ con. Sau khi chơi chán rồi thì lại đá mẹ con đi. Mẹ con vừa khóc vừa nói với bố là bà ấy đã có bầu. Thì bố lại sống chết không thể nhận đứa con trong bụng bà ấy là của bố Còn bắt cậu con đón mẹ về Yên Thành Và không được bước chân tới Châu Thành nữa An Diệp à Chuyện Chuyện con có phải là cốt nhục của bố hay không Cho đến bây giờ bố vẫn chưa xác định được Còn sự ân oán giữa bố và mẹ con Những gì con biết không phải là tất cả Con không thể hiểu được vì sao bố lại bỏ rơi bà ấy Càng không thể hiểu được vì sao bố sống chết không chấp nhận con Nhưng bất kể nói thế nào thì những gì con đã hy sinh cho nhà họ Bạch, bố vẫn sẽ bù đắp cho con. Bạch Cảnh Bình lấy từ trong ngăn kéo ra một sấp tiền, đặt trước mặt cô và thở dài nói. Đây là 10 triệu tệ, đừng để gì con và anh An biết. Từ nay về sau có thể sống cuộc sống sung sướng với mẹ và em trai con rồi. An Diệp nhìn vào sấp tiền trên bàn, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm ông ta. Bố à, con gọi bố là bố vì hy vọng bố sẽ không giống với gì. Ít nhất cũng có chút lương tâm hơn bọn họ mười triệu tệ này con có thể không cần nhưng con hy vọng bố giúp con một chuyện nhất định phải giúp con chuyện gì bạch cảnh bình nhìn thẳng vào cô mà hỏi con muốn giữ lại đứa bé này bạch ánh an chị ta vẫn có thể làm nam cung thiếu phu nhân còn con sẽ đưa đứa bé đến một nơi thật xa sau này sẽ không bao giờ bước chân tới châu thành nữa con muốn giữ lại đứa bé này ư đúng vậy đây là lời cầu xin và hy vọng duy nhất của con vì sao con là con gái nuôi con bất tiện lắm sau này có đi lấy người khác cũng sẽ rất khó bạch cảnh bình không hiểu nổi đây là chuyện của con không liên quan gì đến bố an diệp thản nhiên nói nhưng mà không được cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra bạch ánh an xông vào bên trong trợn mắt nhìn an diệp mà hét lên tao đã nói rồi tao tuyệt đối sẽ không để cho giống nòi của vĩ thành sống trên đời này được mày đừng có mà mơ đúng thế đứa bé này không thể giữ lại được Người nhã dung đi theo vào sau, bà ta binh bạch ánh an. An Diệp, mày đừng tưởng chúng tao không biết mưu đồ của mày. Nếu không may nó là con trai, sau này mày đưa nó đến trước mặt Vĩ Thành, thì ánh an sẽ mất tất cả chứ con gì nữa. Tôi đã nói tôi sẽ đi thật xa, vĩnh viễn không bước chân châu Thành một bước. Lời này ai tin chứ? Người nhã dung đi vòng qua cô đến trước bàn làm việc, cầm chi phiếu trên bàn lên rồi xé vụn cười khẩy nói. Tiền, trang sức mà nhà Nam cung cho nó... Không chỉ ở con số này thôi đâu Nói cho cùng Chẳng phải vẫn là của anh An sao Cho nên tờ chi phiếu này khỏi cần đi Nhã Dung Bạch Cảnh Bình cau mày quát khẽ Hứa Nhã Dung cười khẩy Sao ông đau lòng à Với một người ngoài mà ông đau lòng cái gì Bạch Cảnh Bình bất lực chỉ đành im lặng Vì thế hứa Nhã Dung lại chuyển sang An Diệp Nghiến răng nói Mày đừng hòng có ý đồ xấu xa gì Ngày mai ngoan ngoãn tới bệnh viện với tao bỏ đứa bé đi Nếu không Mày cứ đợi dọn xác em trai yêu quý của mày đi. Giờ tai nạn y tế nhiều thế, muốn nó chết quá dễ dàng. An Diệp buồn bã mím môi, răng cắn lòng bàn tay không để bản thân bật khóc. Cô xoay sang bạch cảnh bình, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào ông ta. Bố à, nhất định phải đối xử với con vậy sao? Dù con không phải là con ruột của bố, mà là một người qua đường, thì cũng không nên kết cục như thế này chứ. Mặc dù Bạch Cảnh Bình cảm thấy tàn nhẫn, nhưng vợ và con gái ruột của mình ở trước mặt ông ta có thể làm gì ông ta nhắm mắt một lúc rồi nói cứ nghe gì con đi bỏ đứa bé đi sống thật tốt sau đó tìm một người tốt rồi gả đi tôi hy vọng cuối cùng trong lòng vỡ vụn an diệp cuối cùng cũng bật khóc nhìn tràn chằm ông ta và nghiến răng nghiến lợi nói ông không xứng làm bố tôi từ giờ về sau nếu tôi còn gọi ông là bố thì không phải là người là xúc sinh như ông nói xong cô xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc nghe thấy cô nói bố mình vậy hơi nhã dung đã tức đến mức gào thét định đuổi theo xử cô bạch cảnh bình bực bội quát bà ta một tiếng đủ rồi hơi nhã dung đứng hưởng lại xoay đầu lườm ông ta với vẻ mặt tức tối bạch cảnh bình ông có ý gì đây ông đang thừa nhận bản thân là xúc sinh sao nó đang bực bội thì để nó mắng đi để ý nhiều thế làm gì có phải bà muốn ép nó thành con run xéo lắm cũng quằn cá chết lưới sách với chúng ta thì mới chịu không an diệp vừa nãy nói đúng dù cũng không phải con gái ông ta mà là một người qua đường, Thì cũng không nên đối xử với cô như vậy. Bị Bạch Cảnh Bình mắng như vậy, cơn giận trong lòng Hứa Nhã Dung bỗng chốc giảm một nửa. Bà ta đương nhiên không mong ép An Diệp đến mức chó cùng rứt dậu. Nếu vậy thì không chỉ Bạch Ánh An không thể làm Nam Cung thiếu phu nhân, đến cả nhà họ Bạch cũng có thể không giữ nổi. Vĩ Thành ở công ty đến 9 giờ mới về nhà, lúc đi qua cửa phòng ngủ của An Diệp thì anh dừng lại một lát, thế mà lại có cảm giác muốn vào trêu chọc cô ở gần nhau lâu, anh càng ngày càng cảm thấy trêu cô, hoặc cãi nhau với cô đỡ mệt mỏi hẳn. Nhưng vừa nghĩ tới thái độ trên giường của cô tối qua, thì anh lại bỏ suy nghĩ đi vào. Một người phụ nữ không hề biết điều, sao anh phải đi lấy lòng cô, chọc cho cô vui chứ? Khi anh lại nhấc chân, định về phòng mình, tiểu lục từ phía trước đi tới đột nhiên nói. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, tối nay sẽ không về. Vĩ Thành kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta. Cái gì? Về nhà mẹ đẻ rồi, theo anh biết, cô vì không hợp với chị em ruột mình nên cực ít về nhà mẹ. Hôm nay thế mà lại về, hơn nữa còn không định quay lại. Vâng ạ, à, nói là về đó ở 10 hay là 15 ngày mới về. 10, 15 ngày hình như là hơi lâu. Vĩ Thành trầm ngâm một lát và gật đầu. Tôi biết rồi, sau đó đề cửa vào phòng ngủ. Nhưng anh không vào phòng ngủ của mình là vào phòng của An Diệp. Đứng giữa phòng ngủ, anh nhìn quanh bốn phía một lượt, dường như chẳng có gì thay đổi vẫn cứ sạch sẽ gọn gàng như cũ. Nhưng khi anh bước đến tủ quần áo mở ra, quần áo bên trong đều còn cả, chẳng mang đồ gì đi hết, xem ra sẽ không ở nhà mẹ quá lâu, nhưng trong lòng vẫn cứ hơi trống rỗng, chẳng lẽ là thời gian qua đã quen với sự tồn tại của cô ấy, cho nên mới có cảm giác trống rỗng trong lòng khi nghe thấy mẹ cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian ư? Bị Thành khẽ hít một hơi, thật sự rất không quen với bản thân thế này. Mặc dù An Diệp chẳng muốn gặp Bạch Ánh An chút nào, nhưng vì cuộc sống sau này đến nhà Nam cung, cô buộc phải cho Bạch Ánh An vào phòng. Bạch Ánh An ngồi trên giường cô, truy hỏi với vẻ nghiêm túc. "Trong nhật ký mày nói, vị thành thỉnh thoảng sẽ bị bệnh, sẽ làm người khác bị thương có thật không?" Ánh mắt cô ta lạnh lẽo liếc An Diệp, "Đừng có lừa tao, nếu không tao sẽ không tha cho mày." "Tôi không cần phải lừa chị." An Diệp dựa vào đầu giường, tiện tay lập xem tạp chí trong tay, nhưng chẳng nạp được chữ nào vào đầu. Bạch Ánh An khinh thường lầm bẩm một câu. Ai biết mày có đang dọa tao để tao bỏ ý định đến nhà Nam Cung không? Tôi nói rồi, tôi không vô liêm sỉ như nhà chị. Mày... Bạch Ánh An cứng họng, đang muốn xỉ nhục cô mấy câu. Bỗng nghĩ ra 10 ngày nửa tháng nữa, mình còn phải dựa vào An Diệp để thay đổi bản thân. Nên cô ta nhìn cô ta thăm thả nói. Vậy anh ấy thường thì phát bệnh lúc nào? Bệnh có nghiêm trọng không? Lúc sức khỏe không tốt, dễ phát bệnh. Cho nên chị phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt nếu là lúc nửa đêm phát bệnh thì nhớ không được bật đèn vì ánh đèn dễ kích thích thần kinh của anh ấy khiến cho anh ấy không thể tự kiểm soát việc tấn công người bên cạnh. An Diệp nói, Bạch Ánh An nghe cô nói vậy thì sợ tới đờ đẫn. vậy nếu anh ấy bị bệnh thì ta phải làm sao? chăm sóc anh ấy, ở bên anh ấy, đừng có tỏ vẻ sợ hãi với anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ rất buồn. Cô Lý Nhí nói, còn không được tỏ ra sợ hãi sao có thể chứ? Bạch Ánh An không dám tin và hét nhỏ lên. Tao nghe mày nói thôi đã tê dãi hết cả da đầu, sao có thể không sợ chứ? Nếu sợ thì sao còn muốn gả cho anh ấy? Tao, đây là việc của tao. Bạch Anh An quẳng cho cô một câu. Thỉnh thoảng bị bệnh không sao, chỉ cần đừng bệnh đến mức không xuống được dường như lời đôn là được. Hơn nữa Vĩ Thành không bị bệnh, cô đã mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông ưu tú như vậy, có chút khuyết điểm thì có sao chứ? Đúng rồi, lời đồn anh ấy không sống được quá 30 tuổi là thật hay là giả? Đương nhiên là giả rồi Không phải đã nói với chị rồi sao An Diệp chặn họng cô ta với vẻ không vui Bạch Ánh An bị cô chặn cho bực mình Liếc cô Sao mày quá khích thế Anh ấy có sống được quá 30 tuổi không Thì liên quan gì đến mày Cô ta nói xong thì đột nhiên cười đắc ý Nhưng mà dù có là thật thì cũng chẳng sao Vĩ Thành chết rồi Lão phụ nhân cũng chẳng sống được bao lâu Đến lúc đó cả nhà Nam cũng sẽ là của tao rồi Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng Nếu chị dùng suy nghĩ này để đi thì chị quá là vô tình rồi. An Diệp không chịu được, quẳng tạp chí trong tay xuống, lườm cô ta và bực mình nói. Sau khi chị vào nhà Nam Cung, Vĩ Thành chính là chồng chị. Chẳng phải chị nên hết lòng hết dạ chăm sóc anh ấy, khiến cho anh ấy sống lâu trăm tuổi sao? Làm gì có ai chưa vào cửa đã mong người ta chết sớm, sau đó là kế thừa gia sản chứ? Sao mày lại quá khinh rồi? Tao chỉ nói là thế thôi. Bạch Anh An liếc cô một cái, tao đương nhiên cũng mong anh ấy có thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi rồi tôi không muốn nói chuyện với chị nữa chị ra ngoài đi an diệp nhắc chăn trùm lên đầu nghe thấy lời này của bạch ánh an cô thật sự rất tức giận đương nhiên nhiều hơn là cả buồn lòng giao vĩ thành cho người phụ nữ ích kỷ như bạch ánh an cô thật sự không yên tâm nhưng dù không yên tâm thì có cách nào chứ mày có thái độ gì đấy hả đây là nhà tao thế mà mày dám đuổi tao ra bạch ánh an tức tối lườm cô đang trùm kín chăn hoàn toàn không thể chấp nhận việc An Diệp lên mặt với mình. An Diệp có quyền gì chứ? Có tư cách gì mà dám ăn nói như vậy với cô? Nhưng dù cô tức đến mức sắp nổ phổi, An Diệp vẫn không bỏ chăn trên đầu xuống, càng không để ý tới cô ta. Điện thoại của An Diệp đặt trên bàn gieo vang là tiếng trung thuộc về Vĩ Thành. An Diệp gần như ngay lập tức chui ra khỏi chăn. Cô vườn tay đang định nhận cuộc gọi thì lại bị Bạch Ánh An cướp trước. Điện thoại rơi vào tay cô ta rồi. Bạch Ánh An liếc mấy chữ Vĩ Thành Thiếu Gia trên màn hình và mỉa mai cô. Sao vừa nghe thấy điện thoại của Vĩ Thành Thiếu Gia thì đã sốt sáng vậy? Không phải mày yêu anh ấy rồi đấy chứ? Đưa điện thoại cho tôi. An Diệp trợn mắt với cô ta. Bạch Ánh An vẫn nắm chặt chiếc điện thoại gieo liên tục không ngừng trong tay. Đột nhiên nói. Cũng đúng, người đàn ông ưu tú như Vĩ Thành, đến cả tao cũng có thể trúng tiếng xét tình yêu với anh ấy. Thì khỏi phải nói, một kẻ nghèo, mặt dẹp như mày. Tiếng chuông điện thoại cũng không ngừng, chỉ có điều không đến 10 giây lại gieo Vẫn là tiếng chuông đó Số điện thoại đó Bạch Ánh An nắm điện thoại của An Diệp trong tay Hơi tức giận Thật ra không ngờ tình cảm của họ đã phát triển tốt đến mức Nhưng nghĩ lại thì Tình cảm của họ tốt cũng là việc tốt với cô ta Chứ không phải việc giấu Việc cô ta sắp thay thế An Diệp để ở bên Vĩ Thành rồi An Diệp nuốt nước miếng nhìn cô ta nói Bạch Đại Tiểu Thư Tôi nhắc nhở chị Vĩ Thành là đại thiếu gia được chiều hư Từ trước tới giờ chỉ có anh ấy không nghe điện thoại của người khác Chứ không có chuyện người khác Không dám nhận cuộc gọi của anh ấy Nếu chị không muốn anh ấy tức đến mức nhà họ Bạch Thì tốt nhất là trả điện thoại cho tôi Bạch Anh An nghe thấy cô nói vậy Thì thật sự hơi sợ Nếu Vĩ Thành đến đây thật Thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ Cô ta miễn cưỡng vứt điện thoại vào người của An Diệp An Diệp ngay lập tức cầm điện thoại lên Vừa xuống giường đi vào nhà vệ sinh Vừa ấn phím nghe Điện thoại vừa kết nối Trong ống nghe đã ngay lập tức vang lên Giọng nói không vui của Vĩ Thành Sao mãi mới nghe máy thế? Xin lỗi, vừa nãy không nghe thấy. An Diệp không để ý Bạch Ánh An đang lườm nguyết mình. Vụng tay sắp cười nhà tắm. Vĩ Thành ở đầu bên kia không tức giận mà đổi chủ đề. Nghe nói cô về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Đúng vậy. Để tìm cô em gái kia của cô trả thù à? Vĩ Thành thiếu ra. Anh cảm thấy tôi là người nhàm chán vậy sao? Thế thì tại sao? Vì việc hôm qua, việc gì hôm qua? An Diệp hỏi ngược lại. Nếu không có gì thì cô khóc cái gì? tôi an diệp há miệng bỗng không biết phải trả lời anh thế nào hôm qua khóc là vì nhớ tới bà ngoại chết thảm vị lâm an nam nói với cô bà ngoại do vĩ thành thiếu gia hại chết nhưng hôm nay sau khi hỏi thẩm khác mặc dù cô vẫn nghi ngờ nhưng trong lòng lại yên tâm hơn nhiều phụ nữ mà mỗi tháng đều có mấy ngày tâm lý bất ổn coi như tôi sai tôi xin lỗi anh cô ấy này nói thế còn được vĩ thành ở đầu bên kia cuối cùng cũng hài lòng cũng không giận cô nữa nếu đã không phải về trả thù Cũng không phải bỏ nhà đi vì tôi Vậy cô phải cho tôi một lý do Tại sao lại muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian chứ Vĩ Thành nói xong thì thêm một câu Còn nữa Sao về nhà mẹ đẻ ở mà không nói với tôi Chẳng lẽ trong lòng cô tôi không quan trọng vậy sao Không phải An Diệp trột dạ giải thích Tôi chỉ cảm thấy rời khỏi nhà họ Bạch lâu quá rồi Quá lâu không sống với bố mẹ tôi Khá là nhớ cảm giác được sống với họ Cho nên mới về nhà Lý do này cũng được nhỉ." Cô không biết, nhưng cô nghe ra được Vĩ Thành không vui với việc cô về nhà mẹ đẻ ở lắm. Mặc dù cô không biết tại sao anh không vui, nhưng người đàn ông đó trước giờ độc đoán ngang ngược. Việc anh không vui thì người khác đừng hòng vui vẻ làm. Vĩ Thành lặng im mấy giây rồi nói, "Lý do này không đủ, cho nên tôi lệnh cho cô trước tối mai phải về nhà Nam cung." "Tôi không về." An Diệp từ chối theo phản xạ. "Cô phải về." Giọng Vĩ Thành kiên quyết. "Tại sao?" vì giờ cô là thiếu phu nhân của nhà nam cung cho nên phải ở nhà nam cung vĩ thành nói anh đương nhiên sẽ không thừa nhận vì mình không quen với việc trong nhà không có cô nên mới lệnh cho cô về tôi không về mai ngày kia tôi còn muốn đi du lịch với bố mẹ tôi hơn nữa tôi đã xin phép bà nội rồi đi đâu du lịch ra nước ngoài an diệp nói bừa vĩ thành lại lặng im một lúc rồi hơi nhượng bộ được du lịch xong thì về ngay du lịch Cùng lắm là một tuần Thế anh vẫn đợi được Ừ, An Diệp đồng ý Nghĩ bụng dỗ anh trước đã Việc sau đó thì nghĩ cách sau Được rồi, tôi dập máy đây Vĩ Thành nói xong đang định dập máy Thì An Diệp vội vàng gọi anh Đại thiếu gia đợi đã Còn việc gì Tôi, An Diệp cắn môi nói Thực ra cũng không có gì Chỉ là muốn dặn anh Những ngày tôi không có nhà Anh phải chăm sóc bản thân cho tốt Hút thuốc bớt lại, uống rượu ít đi Giảm thức đêm, còn nữa, nhớ uống thuốc đúng giờ. Tôi biết những thuốc đó uống rất đắng, nhưng anh cũng không thể giở tính trẻ con không uống, biết không? Nếu không thì bà nội sẽ đau lòng. Còn nữa... Hay... Vĩ Thành không đợi cô nói tiếp, đã bực mình ngắt lời cô. Sao càng nghe lại càng cảm thấy như cô đang dặn chuyện hậu sự vậy? Không phải là cô bị bệnh nan y gì đến mới. Anh mới bị bệnh nan y. Lần này đổi thành An Diệp ngắt lời anh. Tôi vốn bị bệnh nan y, Vĩ Thành chẳng hề né tránh bệnh của mình. Nghe thấy lời này của anh, An Diệp lại nhói lòng, không nhịn được mà trách cứ. Đừng nói linh tinh, bệnh của anh rồi sẽ tốt lên thôi. Được rồi, tôi dập máy được chưa? Khoan đã. An Diệp gọi giật anh lại, nắm điện thoại lặng đi một lúc mới do dự nói. Đại thiếu gia, tôi có thể hỏi anh một việc không? Hỏi đi. Anh có từng hại người khác chết không? Sau khi An Diệp hỏi ra câu này, cảm giác không khí bỗng chốc ngưng động. Yên tĩnh đến mức Thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau Cô biết hỏi vậy rất lỗ mãng Nhưng cô thật sự quá muốn biết chân tướng Mặc dù lời của thẩm khác khiến cho cô bớt nghi ngờ đi nhiều Nhưng cô vẫn muốn hỏi Vĩ Thành Cô há miệng Lắp bắp bổ sung một câu Ví dụ vô tình hại chết Sau khi lặng im một lúc Vĩ Thành cuối cùng cũng nhả ra một câu Người bị tôi hại chết nhiều lắm Sao cô sợ rồi à Câu trả lời của anh khiến cho An Diệp bất giác hít sâu, Ngón tay nắm điện thoại siết chặt Giọng nói gần như là khàn đặc Họ là những ai Đủ mọi ngành nghề Người gì cũng có Hôm kia có một ông chủ bị công ty đòi nợ đến mức nhảy lầu Giờ vẫn nằm trong phòng ICU Giọng của Vĩ Thành tràn ngập tự diễu Sao Có phải là sợ tôi hơn rồi không An Diệp đỡ đẫn một lúc lâu mới lắc đầu Không Tôi không có ý sợ anh Tôi chỉ đột nhiên nghe được lời đồn rằng Anh làm việc tàn nhẫn nham hiểm không từ thủ đoạn cho nên tôi mới tò mò Nếu không tàn nhẫn nham hiểm Thì sao có thể quản lý công ty mấy chục nghìn người Tôi còn nghe nói về việc di rời Mà anh ép chủ nhà chết có phải không Vĩ Thành sửng sốt Trong đầu đột nhiên xẹt qua gương mặt của bà Chu Ngày trước lúc anh trốn dưới gầm giường Từng thấy bà Chu một hai lần Vì bà ấy là người mà ân nhân cứu mạng Của anh kính yêu nhất Cho nên anh có ấn tượng sâu sắc với gương mặt bà ấy Rốt cuộc có phải thật không An Diệp hỏi dồn. Không phải, Vĩ Thành nhả hai chữ với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó thì bắt đầu bực dọc. Sao anh phải giấu cô? Sao lại sợ cô biết chân tướng? Chẳng lẽ vì lo cô sẽ sợ mình và xa lánh mình sao? Anh mà phải sợ sự xa lánh của cô ư? An Diệp lại không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. Thật sự không có sao? An Diệp cô có ý gì? Vĩ Thành vừa trột dạ vừa bực bội nổi điên rồi. An Diệp thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh cau chặt mày, sắc mặt nhăn nhó, Xem ra cô đúng là không hợp tiếp xúc quá lâu với người ngoài. Tiếp đó Vĩ Thành nói một câu. Nghe thấy Vĩ Thành nổi giận, An Diệp không dám tiếp tục hỏi thêm. Hết sâu một hơi rồi anh ấy nói. Xin lỗi, anh ngủ sớm đi. Cô vừa dứt lời, Vĩ Thành đã dập máy ngay. Thật là, đang yên đang lành lại chọc điên anh. An Diệp bất đắc dĩ thở dài, xoay người, nhìn bản thân trong chiếc gương ở bồn rửa mặt. Vĩ Thành nói đúng, cô thật sự là một người không biết điều, mệt mỏi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình đã tối thui, trong lòng cô dâng lên chút không nỡ. Cô còn nhiều lời chưa nói với anh lắm, còn nhiều việc chưa dặn anh xong nữa. Thế mà đã kết thúc cuộc gọi rồi, đây chắc sẽ là cuộc gọi cuối cùng của cô và anh nhỉ? Sau khi An Diệp ra khỏi nhà tắm, thì phát hiện Bạch Ánh An vẫn đứng trong phòng cô không đi. Cô không để ý cô ta, về lại giường lật chăn nằm xuống. Sáng hôm sau An Diệp được người giúp việc gọi dậy. Cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống tầng 1 cả nhà đã ngồi vào bàn ăn hết rồi chắc là vì lo lắng cho tâm trạng của an diệp trên mặt hứa nhã dung lại nở nụ cười gọi cô mau tới ăn sáng an diệp thẫn thờ căn bản không có khẩu vị hứa nhã dung thấy cô không đến cũng không để ý cô nữa chị hồng ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì lại cầm sữa tươi nhét vào tay cô ăn xong bữa sáng an diệp bèn đến một bệnh viện lớn với hứa nhã dung bên trong bệnh viện có nhiều người nhưng người nhã dung đã lợi dụng quan hệ riêng hẹn bác sĩ trước rồi thậm chí còn không cần lấy số đã vào luôn khoa phụ sản một bác sĩ phụ khoa đón cho hai người vào văn phòng rồi đưa cho an diệp một tờ khai cười nói cô bạch điền thông tin đi kể cả việc có bệnh nền hay dị ứng thuốc gì không điền xong thì chúng ta có thể vào luôn phòng phẫu thuật rồi an diệp hạ mắt nhìn tờ khai trên bàn mãi mới run dậy cầm bút lên bắt đầu điền từng mục một Bác sĩ nữ thấy cô run dậy như vậy thì cười an ủi. Cô Bạch đừng căng thẳng, phá thai bây giờ rất đơn giản, dùng chút thuốc tê, biến đứa bé thành máu loãng thải ra, rồi làm sạch từ cung là xong. Ở đây hàng ngày đều phải tiếp mấy chục ca phá thai, ai cũng rất thành công. Biến con thành máu loãng thải ra, ngón tay cầm bút của An Diệp siết chặt, run dậy càng dữ dội hơn. Đứa bé tim đập như tàu hỏa, đã dần có tứ chi trong bụng cô Thế mà phải dùng thuốc để biến thành một vùng máu loãng Còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không? Nước mắt cô không kiềm chế lại trào dâng Thôi, để tao điền cho mày đi Hơi nhã dùng mắt kiên nhẫn giật bút trong tay cô Dùng tốc độ nhanh nhất điền thông tin cho cô rồi đưa cho bác sĩ Trong tòa nhà của tập đoàn Nam Cung Vĩ Thành vừa bước vào văn phòng Trợ lý nhan đã vào theo Tiện tay treo áo khoác anh cởi ra móc Rồi lễ phép nói Vĩ Thành thiếu ra Chẳng phải anh bảo tôi cử người theo dõi hành tung mấy hôm nay của thiếu phu nhân sao? Vừa nãy thám tử báo tin nói, thiếu phu nhân mới sáng ra, đã đến bệnh viện bác thâm cùng bạch phu nhân. Bệnh viện bác thâm ư? Động tác mở máy tính của Vĩ Thành dừng lại. Đúng vậy, vừa đến bệnh viện. Vĩ Thành im lặng rồi, đột nhiên nhớ ra sự khác thường của An Diệp, còn cả những lời cô dặn anh hôm qua. Nghĩ bụng không phải cô bị bệnh nan y gì thật chứ? Cô ấy đến qua nào? Anh hỏi. Khoa phụ sản tầng 3. Khoa phụ sản Vĩ Thành lại nghi ngờ Không có việc gì cô ấy đến khoa phụ sản làm gì Vĩ Thành thiếu ra Anh muốn qua đó không Trợ lý nhan lại hỏi Vĩ Thành do dự một lát Rồi vừa rút cái áo khoác trên móc xuống mặc vào người Vừa nhanh chân đi ra cửa văn phòng Thấy bóng anh đi nhanh như gió Trợ lý nhan cười buồn Nghĩa bụng thiếu phụ nhân này quả nhiên rất có sức hút Cứ luôn có thể khiến cho người đàn ông lạnh lùng vô tình này Thay đổi bản thân vì cô ấy sau khi điền xong thông tin, An Diệp được bác sĩ dẫn đến phòng phẫu thuật. Đây là lần thứ hai cô vào phòng phẫu thuật của khoa phụ sản. Nhìn những dụng cụ lạnh lẽo kia, tìm cô lại lần nữa bắt đầu đập điên cuồng. Cô Bạch, xin hãy nằm lên đi. Bác sĩ chỉ bản phẫu thuật chuyên dụng bên cạnh. Tôi gây tê tĩnh mạch cho cô trước đã. Thuốc tê có tác dụng rất nhanh, cả quá trình phẫu thuật rất ngắn. Cứ như ngủ một giấc, tỉnh dậy là cô có thể ra viện ngay. An Diệp nhìn ống tiêm gây tê trong tay cô ta, nếu loại thuốc này tiêm vào người cô thì cô sẽ không còn khả năng năng lực để bảo vệ con mình nữa để cho người ta tùy ý xử trí cuối cùng rời khỏi cơ thể cô cũng chính là nói ngủ một giấc dậy cô và con cô sẽ là âm dương cách biệt cô bài cả cô sao thế bác sĩ nhẹ nhàng hỏi lề mề thế này nếu không phải vì hứa nhã dung cô ta đã nổi giận lâu rồi tôi an diệp há miệng bước chân nổi lại từng chút một xin lỗi tôi không thể làm vậy sau đó cô xoay chân, nhấc chân chạy ra ngoài. Cô không thể làm vậy, cô không thể hy sinh con mình vì cứu em trai. Cách dùng mạng đổi mạng như vậy thật sự quá tàn nhẫn. người Nhã Dung ngồi đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật thấy cô lao ra. Sau khi sững sờ một lúc thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế. chưa có điều không đợi bà ta phản ứng lại, An Diệp đã chạy ngang qua người bà ta. Bà ta túm tay bác sĩ và sốt ruột nói. Sao thế? Sao nó lại chạy? Bác sĩ nói với vẻ mặt bất lực. Xin lỗi bạch phu nhân, Cô Bạch nói cô ấy không muốn làm phẫu thuật, sau đó thì chạy mất. Thật là. Khởi Nhã Dung bực mình chửi một tiếng. Hiện tại việc quan trọng nhất là bắt An Diệp về. Cũng không có tâm trạng mắng bác sĩ nữa. Nhấc chân chạy về phía An Diệp rời đi. Lúc vừa đến, An Diệp vẫn luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Lúc này muốn đi thì lại không làm sao tìm được thang máy để xuống tầng. Khởi Nhã Dung đuổi kịp rất nhanh. Vừa đuổi vừa sốt ruột gọi. Con danh, mày đứng lại cho tao. Còn không đứng lại, tao không tha cho mày. An Diệp lau nước mắt trên mặt Cô biết hứa Nhã Dung sẽ không tha cho cô Cô biết mình bỏ đi thì chắc chắn sẽ chọc giận bà ta Nhưng cô không quan tâm được nhiều như thế Muốn cô đích thân Giết chết con mình cô không làm được Cô muốn rời khỏi chỗ này Càng nhanh càng tốt Đứng lại cho tao nghe thấy không Mày tưởng mày đi vậy Thì mọi việc là xong được sao Mày đừng có ngây thơ nữa Đứng lại Dù bà ta có gọi như thế nào An Diệp cũng không dừng bước Ngược lại càng chạy càng nhanh Nước mắt ngập trong hốc mắt và má cô tầm nhìn phía trước mơ hồ, đến cả va vào người ta mà cũng không quan tâm được. Cuối cùng, cô tìm được thang máy. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng này, cửa thang máy từ từ mở ra. An Diệp cũng không quan tâm nó đi lên hay đi xuống mà lao vào trong. Xong cô chưa tiến lại gần cửa thang máy thì đầu đã va vào lồng ngực ai đó. Người đó đúng lúc bước ra từ trong thang máy, thân hình cao lớn, không cần nhìn, cũng biết là đàn ông. An Diệp không kịp nói xin lỗi anh thì đã định đẩy anh ra đi để vào thang máy chỉ có người bị va vào không những không nhường đường cho cô mà còn thuận thế ôm lấy cơ thể cô tránh ra ảnh tránh ra cho tôi tôi an diệp tức tối dùng hai tay đập vào lồng ngực người đó đập một lúc thì cứng đờ qua làn nước mắt cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai thuộc về vĩ thành bao trùm lấy cô là mùi hương đặc biệt của anh cô đang làm gì thế vĩ thành quan sát an diệp gần như bị nước mắt nhấn chìm đáng thương vô cùng trong lòng chân mày cau lại theo thói quen An Diệp nhìn anh, mãi không nói được gì, mọi sợ hãi và tuổi thân tụ lại, cô òa khóc nước nở, rồi cứ thế bùi vào lòng anh mà khóc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện, tập 4 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like, theo dõi kênh truyện để cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thư Hà xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập truyện tiếp theo.